chương 1844. Tô uy, tô uy Tô Uy Nguồn. Mê truyện audio com Đứng ở phục sinh trong đại điện, chiến thiên bạo long thú còn chưa kịp phản ứng mình đã chút trắm chuyện thật. Nhưng rất nhanh, nhìn lấy quen thuộc phục sinh đại điện, nhớ lại vừa rồi một màn quen thuộc. Chiến thiên bạo long thú trong nháy mắt khóc. Vì sao? Vì sao mì ca tính ngưỡng chi nhảy nhảy đến đế viêm bên trong chuyện gì không có, còn thành công trang bức, làm cho đế viêm chi hẹt cắt đi ra quỳ bái mà chính mình đạp mã nhảy vào đi, trong nháy mắt liền không. Vì sao? Mình và Mì Ca trong lúc đó, đến cùng sai ở đâu? Lúc này tinh thần, nghẹo đầu, cả người cũng không tốt. Vì sao? Tại sao sẽ như vậy? Vì sao đế viêm không giết Mì Ca? Còn đạp mã tốt giống như triều bái Mì Ca giống nhau, hoàn toàn thành Mì Ca tiểu đệ tư thái. Vì sao? Cái này đạp mã chính là vì sao? Cẩu trù hoạch ngươi có thể đi ra giải thích một chút sao? ta cam đoan trước không đồng nhất quyền đào chết ngươi. Thiên Tây cái kia mặt lại mặt các hạ, quả nhiên thiên hạ vô song, cái thế vô địch. Tư mã giới phản ứng nhanh nhất, một cái một bước đi ra, lập tức lớn tiếng thổi phòng đến. Ngoà tàu, không hổ là mì ca. Mì ca quá thanh tú. Đây chính là nhân xưng hỏa. Là lửa mặt mì ca sao? Quá soái rồi. Mà ngay sau đó, tinh hải vô cùng chờ, các loại, 500 danh tán nhân người chơi bọn chúng đều là kích động phá hư, dồn dập cao giọng la lên đứng lên thải hồng rắm càng là liên miên không dứt. Nhưng mà không ít cùng mì thịt bò có huyết hải thăm cừu người chơi, lúc này sẽ rất khó bị. Vì sao? Rõ ràng đều Epsilon Beta, tại sao ta cảm giác vẫn còn ở Delta Beta? Epsilon Beta không phải là chúng ta Delta Beta thời đại sao? Như tử đều đạp mã lục kim đến rồi 88 nói ma ngân, vì sao đối mặt mì ca, liền hầu tử cũng không bằng. Khó chịu, muốn khóc. Thực sự muốn khóc lấy delta beta cầm đầu không ít người chơi, lúc này đều là bưng lòng ngực, gương mặt thổ huyết thần tình, Miễn bàn nhiều khó chịu hiểu rõ mà, cũng có một chút cực kỳ âm hiểm và cơ trí người chơi, nhưng ở lúc đầu mộng bức thổ huyết sau đó, ngược lại nghĩ thông suốt. Các vị đừng khó chịu, ha hả, Mika giúp ta ngươi đem đế viêm trở ngại đã thông, đây chính là chuyện tốt a, à, không phải vậy chúng ta phỏng chừng cũng bị cái này đế viêm chặn đường rất lâu đâu bốn, chính là các vị nghĩ như vậy, Mika chính là mở đường công cụ người là được, không sai. Trước hết để cho Mika trang bị nếm chờ lấy được cuối cùng nghịch thiên cơ duyên sau đó, chúng ta lại một cái quay đầu lại đào, không những có thể đường chết Mika, còn có thể độc chiếm nghịch thiên cơ duyên. Khởi bước mỹ tư tư. Theo những thứ này âm hiểm ngoạn gia mở miệng, phía trước còn bị khuất khó chịu người chơi nhóm nhất thời hai mắt sáng lên. Đúng vậy. Mika càng là gia trâu, mở đường càng nhanh, ngược lại càng tốt a. À. Kể từ đó, Mika chính là thứ thiệt mở đường công cụ người. Chính mình chỉ cần cùng sau lưng Mika nhặt có sẵn không phải xong chuyện chờ các loại cuối cùng thực sự tìm được nghịch thiên cơ duyên lại phản bội cam chết mì ca chẳng phải đẹp thay nhất thời sở hữu người chơi đều lần thứ hai đắc ý xem mì ca ánh mắt cũng giống là ở xem một cái công cụ người đúng vậy vốn chính là muốn lợi dụng mì ca ai tâm trí của ta vẫn là quá dễ dàng kích động tinh thần nghe được những người khác cũng là kịp phản ứng vì vậy lúc này mới mỹ tư tư cười rồi đa tạ mì ca mở đường a các huynh đệ chúng ta đi tinh thần cười hắc hắc vung tay lên liền mang theo ở đây người chơi nhóm chuẩn bị bước vào phân cách ở hai bên, xin sôi trống đi một cái an toàn đường. Tuy là hai bên đường đế viêm nhìn lấy rất đáng sợ, đường độ rộng ước chừng mấy chục thước, chỉ cần mình đừng tìm đường chết, thuận đường một đi thẳng về phía trước, có thể an toàn xuyên qua cái này đế viêm tinh huy cổ lửa. Đơn giản. Thật sự là quá đơn giản, chỉ cần đi vài bước, có thể ung dung xuyên qua đế viêm tinh huy cổ lửa trở ngại, hầu tử đều có thể làm được đâu. Nhưng mà, liền tại tinh thần mới vừa bước ra chân trái trong nháy mắt. Ung ung tinh huy cổ lửa bỗng nhiên một cái kịch liệt bạo phát an toàn đường trái phải hai bên vẫn sừng sững bất động tinh huy lửa đột nhiên liền kịch liệt bốc cháy lên càng là âm âm bạo phát trực tiếp quét qua an toàn đường nếu không phải là tinh thần phản ứng nhanh đúng lúc nhảy ngược sợ rằng lần này đã bị đốt không có ngoà tàu mì ca ngươi làm cái gì tinh thần vội vàng nhìn về phía an toàn chi đạo tận cùng đầu mì thịt bò vậy mà lúc này mì thịt bò chợt diêu đầu hoảng não còn nhẹ nhẹ nói nhỏ hai chữ tô uy diện ngoạn ý tô uy tô uy cái gì đồ vật mì ca ngươi tờ mờ giờ đang kêu cái gì tô uy tô uy tô uy tô uy ai mái chào uy rất nhanh ở tinh thần một trừng khẩu ngốc bên trong mì thịt bò một bên rung đùi đắc ý vừa bắt đầu phi thường có tiết tấu lay động đứng lên ngoài miệng còn hát mười mấy năm trước lưu hành qua thổ hải ca khúc nhưng đây không phải là then chốt mấu chốt là để viêm tinh huy cổ lửa dĩ nhiên dường như nghe theo mì thịt bò mệnh lệnh một dạng theo mì thịt bò lắc lư cùng ngâm nga cũng bắt đầu có tiết tấu bạo phát giá cả rầm rập ung ung, long rầm rập long oanh, chỉ thấy hai bên đế viêm tinh huy cổ lửa, một hồi bạo phát, một hồi co rút lại, kèm theo kinh người tiếng oanh minh, bạo phát ra phi thường có tiết tấu tiếng oanh minh. Ai uy ai uy ai uy cậu 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 các huynh đệ, tiến đến cùng nhau hải a. À? mì thịt bò một bên hải, một bên thao túng tinh huy cổ lửa, còn vừa hướng về tinh thần đám người xua tay ý bảo đại gia tiến đến cùng nhau hải. Phốc hắc. giờ khắc này, mấy nghìn đạo huyết tiễn, lần thứ hai nhất tề bay trên trời dựng lên. Chương 1845 Đồ nhi, ngươi qua có khỏe không? Nguồn Mê truyện audio.com Giờ khắc này, tinh thần cùng tư mã giới chờ, các loại, mọi người đều ở đây thổ huyết. Ta đạp mã. Vì sao một màn này, quen thuộc như vậy? Vì sao cái này học máu một màn, như vậy đạp mã quen thuộc? Ca xác thực không phải chơi cửa. Kết quả hiện tại lại đạp mã ở nơi này bắt đầu chơi đế viên. Vừa rồi mọi người bị Ca dùng một đạo cửa đá ngăn chặn vào không được ra không được. Hiện tại mọi người lại bị mì ca dùng để viêm ngăn ở nơi đây, lại đạp mã toàn bộ phế đi. Ẩn ngươi cái kê nhi nhìn xuống A, tư mã giới, nhìn xuống A, nhìn vạn phải nhẫn ở A. Tư mã giới kém chút mắng ra, nhưng cuối cùng vẫn dựa vào đại nghị lực, xin sôi nén trở về. Nếu không phải là thiên tây cái kia mặt lại mặt ở đế viêm ở chỗ sâu trong, đây nếu là tại chính mình khuôn mặt trước mặt, tư mã giới tuyệt đối một quyền đào chết cái này tiện qua qua. Mika Ngươi. Thần giơ tay lên, nhiều lần muốn nói chuyện, tuy nhiên cũng bị phun ra lão huyết cho đình chỉ. Rầm rập ung ung. Phốc này phốc phốc tháng phốc lần. Đế viêm tinh huy cổ lửa lúc này liền như cùng thịt bò 113 mặt hai tay kéo dài một dạng, tự nhiên theo mì thịt bò tự biên đào bài hát cùng nhịp điệu, cực kỳ có quy luật bạo phát cùng co rút lại. Lúc này đế viêm tinh huy cổ lửa không còn là tràn ngập nguy hiểm và sát cơ vô tận biển lửa. Hoàn toàn trở thành mì thịt bò chuyên hưởng siêu cấp lớn hình biển lửa điện thanh âm buổi biểu diễn dành riêng. Nhìn lấy mì ca như vậy hối gia, toàn trường người chơi cùng tư mã giới đám người đều là khí lớn không được dù sao để viêm tinh huy cổ lửa như thế không ngừng bạo phát cùng biến hóa ai đạp mã có thể qua đi à nhưng mà tinh thần đám người nhưng không biết bọn họ thật đúng là trách làm mì thịt bò mì thịt bò cái này một lần còn thật không phải là vớ vẩn kê nhi làm ẩu mà là hoàn toàn không kìm hãm được thực sự hãy dậy rồi đồ nhi là ngươi a à? nhất định là ngươi lúc này mì thịt bò trong lòng, lại tràn đầy là kích động bởi vì mì thịt bò phía trước nguyên bản phải rời đi nơi này lại ngoài ý muốn cảm nhận được trên cổ treo luyện ngục hai chữ phù văn cảm ứng vì vậy theo cảm giác liền trực tiếp nhảy vào cái này để viêm tinh huy cổ viêm chi trung sau đó một màn kinh người xảy ra theo luyện ngục phù văn tản mát ra quang mang nhàn nhạt toàn bộ để viêm tinh huy cổ lửa biến thành vô tận biển lửa chẳng những không có thương tổn tới mình một phân một hào ngược lại trong nháy mắt ôn thuận dường như nhìn thấy ba ba nhu thuận hai tử nhưng ngang nhau đợi hồi lâu chủ nhân trở về trung thành nhất lão bộc sở dĩ trong nháy mắt mì thịt bò liền biết minh bạch rồi truyền thuyết này di tích, rốt cuộc là ai kiến tạo? Là hắn. Nhất định là hắn. Thời gian qua đi dài dằng dặc tuế nguyệt, hắn, quả nhiên thành công. Còn xây lập truyền thuyết này di tích. Sở dĩ mì thịt bò trong lòng kích động chi, mới, chỉ có, nhìn không được vùi lấp đứng lên. Mà để viêm tinh huy cổ lửa cũng dường như chờ đợi cực kỳ dài dòng tuế nguyệt, rốt cuộc nên đón chủ nhân nải hơi thở, cũng là không cách nào khắc chế theo mì thịt bò tâm tình dựng lên hưng phấn rồi đứng lên. Tô uy tô uy tô uy xuống tiểu tử cái này dài dòng tuế nguyệt ngươi qua có khỏe không ai uy ai uy ai uy cẩu ngươi đã vô địch sao ngươi đã đánh trở lại sao ngươi cứu được ca ca ngươi rồi sao đứng lên cùng nhau hải a hải a hải a ngươi hiện tại ở đâu ngươi còn sống không sư phụ còn có thể tái kiến ngươi sao mì thịt bò đưa lưng về phía đám người một bên điên cùng thấu thấu kêu đào bài hát khóe mắt lại nhìn không được rơi xuống nước mắt e rằng đối với hắn mà nói thời gian đã qua dài dòng tuế nguyệt nhưng đối với mì thịt bò mà nói delta beta đại kịch tình phát sinh toàn bộ lại dường như ngày hôm qua một dạng rõ mồn một trước mắt cái kia nho nhỏ hài tử cái kia bị thương một người cô độc cái kia mất đi ký ức cái gì cũng không biết thiếu niên nho nhỏ nhưng phải một thân một mình ở vạn ma giới cái kia xưng tụng tu la địa ngục một dạng thế giới cô độc cầu sinh rõ ràng là thứ thiệt nhân tộc lại bị sở hữu nhân tộc bất dung nguyên bản là chỉ có duy nhất hai cái quan tâm hắn nhân cái lại sâu hãm tuyệt cảnh một cái, lại cách xa nhau ức vạn tuế nguyệt. Thân là sư phụ, duy nhất có thể giúp được hắn, cũng chỉ có cái câu kia vô lực căng dặn. Không thành vô địch, không nên quay lại. Ở tình cảm mãnh liệt khiết phái đế viêm tinh huy cổ lửa nhạc đệm trong tiếng, mì thịt bò không nói tiếng nào, cũng đã lệ rơi đầy mặt nếu như thân là sư phụ chính mình lại cường đại một chút. Nếu như lúc đó mình có thể tới cùng đem vô tận vệ giới xương cùng bất hủ quỷ ma đằng giao phó cho hắn, nếu như mình có thể đem tự mình rửa cướp mà đến Ức Vạn Thiên Tài Địa Bảo, dù cho chỉ là một phần nhỏ giao cho, cũng sẽ không làm cho cái kia tiểu tiểu mà non nớt thân ảnh lẽ loi một mình, thừa nhận to lớn như vậy đau khổ cùng gian nguy. Nhưng may mắn, ở gặp cái này nhu thuận nghe lời để viêm tinh huy cổ lửa một khắc kia, mì thịt bò liền đã hiểu. Tên tiểu tử kia chẳng những còn sống. Thật vẫn thành tựu vô địch. Ngày hôm nay, lão tử thật cao hứng a. Mì thịt bò hét lớn một tiếng, lần thứ hai giơ lên hai cánh tay ung ung. Để viêm tinh huy cổ lửa trong hô hấp, liền hóa thành biển lãng một dạng cùng sống, tự nhiên biến hóa hình thái, mỗi một cái hô hấp đều có thể biến hóa hơn 10 chủng hình thái. Mì thịt bò lần thứ 2 giơ hai tay lên thời điểm, thần mộc diện, thiên hỏa mặt cùng thiên lôi mặt đã đứng ở mì thịt bò bên cạnh. Tô 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 Giống như mì thịt bò, thần mộc diện, thiên hỏa mặt cùng thiên lôi mặt ba người đồng thời la lên lên tiếng, cùng mì thịt bò cùng nhau hưng phấn rồi đứng lên. Người vui sướng, chính là của chúng ta vui sướng. Người bi thương, chính là của chúng ta bi thương. Mặt chi nhất tộc, từ xưa đến nay, chính là nhất tâm đồng thể, cùng sinh cùng tử. Ở toàn trường tất cả mọi người thổ huyết trong tiếng, mặt chi F4, nhưng ở đế viêm tinh huy cổ viêm chi trung tận tình hối lên. Chương 1846 Quấy rối một cái, mì ca ngươi còn muốn hải bao lâu? Nguồn Mê truyện audio.com Mika nhất định là cố ý, hắn tuyệt đối không kiên trì được bao lâu. Ai uy, ai uy, cậu, cẩu cẩu. Mã Đức, Mika vì sao như thế vui thay? Đừng hoảng hốt, cái này nhất định là Mika cố ý trang bị. To uy, to uy, to uy. Đại gia đừng có gấp, lão tử cũng không tin Mika có thể vẫn hải không ngừng, hắn một hồi sẽ mệt mỏi. hãy đứng dậy nào đứng lên. Ngay từ đầu, không ít người chơi còn tin tưởng vững chắc, Mika nhất định là cố ý làm bộ như vậy, chính là vì thứ kích Đại gia, sau đó thuận thế bắt chẹt. Sở dĩ tinh thần đám người đều không gấp mở miệng, mà là lặng lặng nhẫn nại. Chờ, các loại, một cái mì ca hải bất động. Tư mã giới đám người chứng kiến tinh thần bên này cũng không hé răng, vì vậy cũng tạm thời nhẫn nại xuống tới, dĩ tỉnh chế động. Kết quả Trọn ba giờ Mì ca quả thực hải không dừng được. Nhưng lại càng hải càng hưng phấn. Tô quy tô e vi được. Các huynh đệ, nhanh cùng nhau hải A, à, quyết chiến đến hừng đông. Ngủ ngươi kê nhi ngủ, đứng dậy nào A à hải mì thịt bò khoa tay muối chân thao túng đế viêm tinh huy cổ lửa quả thực có thể nói là thuận buồm xuôi gió càng ngày càng thành thạo nhưng tinh thần đám người thì không chịu nổi ta đạp mã lão tử là tới thể nghiệm tân kịch tình mới bản đồ truyền thuyết di tích mục đích đúng là thăm dò cùng phá giải dọc đường cản trở tìm được cuối cùng nghịch thiên cơ duyên kết quả thế nào lão tử dĩ nhiên cùng giống như con khỉ đứng ở nơi này trơ mắt nhìn mì ca thổ hưng phấn rồi ba giờ ta đạp mã ta là ai ta ở đâu ta đạp mã đang làm gì van cầu, mau tới cá nhân đánh chết mì ca a. À. Chúng ta không phải tới thăm dò nghịch thiên cơ duyên sao? Cái này tân kịch tình không phải chắc là thăm dò cổ mộ hoặc là truyền thuyết di tích làm chủ sao? Không phải hẳn là đi thăm dò phong cách sao? Mã Đức, vì sao lão tử muốn xem mì ca tại cái kia hát nhảy rap, hơn nữa hát cái gì cây kê ngoạn ý, còn đạp mãi nhìn trọng 3 giờ. Tinh thần ca đâu? Tinh thần ca ngươi nói chuyện à, vì sao, vì sao chúng ta muốn đứng ở chỗ này? Vì sao chúng ta muốn đứng cái này xem mì ca một cái người vui thay? phía trước tự bảo huynh đệ thật là có dự kiến trước bọn họ thật là sớm ở ra rắm sớm giải thoát a à, ngươi dám tin lão tử trọn ba giờ một mực tại vây xem mì ca một cái người hải phốc hắc ta đang suy nghĩ ta bây giờ là hẳn là tự bạo vẫn là tự bạo vẫn là tự bạo đâu ở đây không ít người chơi lúc này cũng rốt cuộc không nhịn được ba giờ trọn ba giờ chính mình gì đều không cam toàn bộ hành trình sẽ ở đó xem mì ca một cái người vui thay nếu không là đại bộ phận người chơi, đều là tới từ tinh thần tinh thần điện, hoặc là Speedy Beta Kim Long tộc, cùng với không lẳng lơ bắt đầu thua một nửa làm công đoạn, cơ bản đều là kỷ luật nghiêm minh đoàn đội lưu người chơi, đổi một dạng người chơi, sớm liền chịu không được trực tiếp tại chỗ tự bạo. Lão tử Cam bất tử Mika, còn không chơi chết chính mình sao? Lúc này, tinh thần cũng biết, không ra mặt nữa, người chơi nhóm tuyệt đối sẽ hỏng mất, vì vậy chỉ có thể cắn răng một cái, một bước ra ngoài. Mika. Mika Mì ca ngươi trước dừng một chút có thể chứ? Tinh thần một bên lớn tiếng la lên, đồng thời đi qua hệ thống ngữ âm, hướng mì thịt bò gửi tin tức. Thấu. Tinh thần ca, làm sao rồi? Mì thịt bò xoay người, tuy là đang đào ở cao hứng, nhưng nếu tinh thần ca tìm chính mình, mì thịt bò vẫn là cố mà làm ngừng lại. Mì ca, ngươi, ngươi còn muốn hải bao lâu? Tinh thần chỉnh sửa một chút ngôn ngữ, lúc này mới lên tiếng hỏi. Bao lâu? Ha hả? Ngươi chẳng lẽ quên mất ta danh xưng sao? Mì thịt bò khóe miệng một phát, lần thứ hai giơ hai tay lên. Mà phía sau, thiên lôi mặt, thần một diện cùng thiên hỏa mặt đồng thời giơ hai tay lên, bày ra giống nhau như đúc tư thế. Hỏi ta bao lâu, đó là một vốn một lời mặt vũ nhục. Hoa tươi. Bản mặt một ngày hải đứng lên. Căn bản không dừng được tốt sao? Nhất định phải cho cái thời gian. Lão tử trước đạp mã hải cái một trăm năm lại nói. Mì thịt bò khí phách mười phần, tràn ngập tuyệt đối tự tin ngữ khí trực tiếp gào thét đến. Ung ung mà để viêm tinh huy cổ lưỡi dường như cảm nhận được mì thịt bò quyết ý càng là hưởng ứng một dạng âm âm bạo phát hóa thành vạn tầng biển lửa sóng biển không ngừng âm vang bạo phát ở nơi này nghịch thiên ma tiên bên trong sở hữu thất giai hóa thần cảnh tu vi lại phối hợp 10 cái tối cường thần thể một trong thanh đế trường sinh thể thọ nguyên có thể đạt tới trăm vạn năm thể lực hầu như vô hạn bách bệnh bất xâm coi như dùng lam thủy tinh bên trên cường độ cao nhất lượng vận động đều có thể không ngừng nghỉ vận động đến chết thậm chí ngay cả một giọt mồ hôi cũng sẽ không lưu lúc này mì thịt bò từ trên thực lực mà nói, không muốn nói hải 100 năm, coi như hải cái 10 vạn năm, đều là đơn giản mà nâng. 100 năm. Tư mã giới đám người trong nháy mắt liền tin. Không muốn nói thất giai hóa thần cảnh, coi như là thiên đan cảnh, nếu như chỉ là ở chỗ này hát nhảy kêu, cái kia kiên trì 1.000 năm cũng không có vấn đề gì, huống hồ là sở hữu tối cường huyết mạch tay cái kia mặt lại mặt. Sở dĩ tư mã giới đám người là thật tin, lập tức chính là thổ huyết. Ngoà tao. Thật muốn chờ, các loại, 100 năm thật muốn chờ, các loại, cái này thiên tây cái kia mặt lại mặt ở nơi này hát nhảy kêu 100 năm sau. Phốc hắc. Tinh thần tức giận cái trán gân xanh đều nổ. Đúng vậy, thực sự nổ. Nhưng tinh thần bất chấp lâu trên trán phun máu tươi, mà là lên tiếng lần nữa. Mì ca, ngươi gia trâu, ngươi lợi hại, xin nhờ, có thể hay không trước dừng một chút, trước đừng hưng phấn rồi, để cho chúng ta đi qua sau đó, ngươi sẽ chậm chậm hãy có thể chứ. Tinh thần mỗi chữ mỗi câu lớn tiếng nói. Mì ca muốn hải, vậy hối thôi thế nhưng ngươi đạp mã có thể hay không trước dừng một chút, chờ chúng ta đi qua ngươi lại hải. Van cầu ngươi, làm người A nghĩa. Chương 1847 Thật sự cho rằng đế viêm chỉ biết hát nhảy cùng rap. Nguồn Mê truyện audio com Dừng lại Không tồn tại Bản mặt một ngày hải đứng lên, coi như tới một vạn cái đại đế, đều đạp mã đừng nghĩ ngăn lại bản mặt. Bởi vì bản mặt nhưng là nhân xưng. Không bao giờ dừng hải đi chay mặt trung mặt mì thịt bò vung tay lên, bày một cái đẹp trai tư thế khí phách mười phần nói rằng. Phốc hắc Tinh thần đám người toàn bộ học máu. Tinh thần thậm chí cảm giác trong cơ thể mình một nửa lão huyết cả ngày nay bị mì ca tức giận ói xong. Quá bị ổi. Thật sự là quá tiện qua qua. Tung tin việc mì ca cùng trụ kiên ca ở đỉnh Everest lo dưới chân nhân TK đồng quy vu tận. Kết quả hiện tại mì ca trở về sau đó, chẳng những không có thu liễm, ngược lại dĩ nhiên so với trước đây còn muốn tiện qua qua. Mika, vậy phải như thế nào, ngươi mới có thể dừng lại? Lúc này tinh thần nhịn không được lại hỏi lần nữa. Không thể. Không tồn tại. Bản mặt một ngày hải đứng lên, căn bản không dừng được. Nhưng ngươi đã thành tâm thành ý hỏi. Một tỷ linh tinh. Đến cái một tỷ linh tinh, bản mặt cũng không phải là không thể dừng lại nghỉ ngơi một chút. Mì thịt bò hòa phong nhất chuyển, trong nháy mắt pháo liên châu một dạng thành thạo trả lời. Ngoa tao. Lần này, mọi người đều tạc qua, Cơ mờ nợ lại là một tỷ linh tinh. Mì ca ngươi cho chúng ta là linh tinh mấy rút tiền sao? Há mồm liền ra một tỷ linh tinh. Vì phòng ngừa các ngươi quyệt nợ, đồng thời, cũng vì săn sóc những linh tinh đó chưa đủ tiểu bằng hữu. Tinh hải vô cùng. Ngươi mang theo 500 cái huynh để giúp ta thu linh tinh. Linh tinh không đủ, cũng có thể cầm thiên tài địa bảo chống nha. Bản mặt luôn luôn rất khoan dung. Không có linh tinh, không quan hệ A, à, bác giai cửu giai thiên khí A, à, thiên hỏa A. À cao dai ma hạch gì gì đó cũng có thể đem ra gãy chống nha. Mì thịt bò dường như xem thấu đám người linh tinh chưa đủ quẩn cảnh, ung dung mở miệng, lần thứ hai nói rằng. Ngoà tao. 500 tán nhân người chơi, nhất là cầm đầu FC lân beta manh tân tinh hải vô cùng đám người toàn bộ bị rung động. Thật là đáng sợ. Mì ca chẳng lẽ là đã sớm dự liệu đến một bước này rồi sao? Cho nên mới cố ý một cái người đi vào, an bài nhóm người mình lưu lại phụ trách thu lệ phí. Cứ như vậy, đối phương muốn giật nợ, đều vô lại không được a à, Diệu a à, thật sự là thật là khéo không hổ là mì ca ma tàu thực sự để cho chúng ta thu linh tinh ngạch bọn họ biết giao sao nhưng là chúng ta chẳng những là tán nhân người chơi vẫn là epsilon beta manh mới a à. nhưng 500 tán nhân người chơi nhóm đều cũng có điểm hoảng sợ dù sao trước không nói người chơi tư mã giới bên kia hầu như tất cả đều là cửu giai cấp bậc bốt cấp tồn tại bọn họ thực sự biết ngoan ngoãn nọc lên linh tinh sao các huynh đệ tự tin một điểm chứng kiến cái này để viêm tinh huy cổ lửa rồi sao? Ai dám khi dễ các ngươi, bản mặt có thể nhìn, thế nhưng. Bản mặt hảo huynh để tinh huy cổ lửa tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Ngươi nói có đúng hay không, tinh huy cổ lửa huynh? Theo mì thịt bò lúc này một câu nói, vô tận biển lửa, để viêm tinh huy cổ lửa trực tiếp ầm ầm bạo phát, khủng bố không biến động để viêm uy áp trực tiếp bộc phát ra, hoành áp toàn trường. Quyệt nợ. Không tồn tại. Hiện tại đã không phải là có nguyện ý hay không giao vấn đề ngươi dám không giao linh tinh thật coi cái này để viêm tinh huy cổ lửa chỉ biết hát nhảy cùng ráp sao trong tay mì thịt bò để viêm tinh huy cổ lửa là một ngoan ngoãn bảo bảo người hiền lành nhưng đổi người khác ngươi thử xem để viêm tinh huy cổ lửa sẽ cho ngươi biết cái gì là để viêm khủng bố vừa rồi 88 nói ma ngân chiến thiên bạo long thú làm sao trong nháy mắt chút trắm tin tưởng mọi người ánh mắt cũng không mù ngoa tao mì ca cái này đạp mã nơi nào là thu lệ phí cái này đạp mã căn bản là ăn cướp a Tại sao ta cảm giác, hiện tại nếu như chúng ta muốn chạy, Mika tuyệt đối sẽ thao túng để viêm tinh huy cổ lửa cam chết chúng ta. Tự tin điểm, đem cảm giác bỏ đi. Đổi người khác e rằng không phải dám làm như thế, nhưng, hắn chính là Mika A, à, còn có chuyện gì hắn không làm được. Nói như vậy, chúng ta bây giờ đã toàn bộ tiến nhập Mika tầm bắn phạm vi. Đâu chỉ, coi như ra khỏi truyền thuyết di tích, cái này để viêm tinh huy cổ lửa chẳng lẽ liền không thể truy sát đi ra chúng ta thiên hỏa ba ba đều có thể cách xa nhau vị diện cho chúng ta cung cấp thiên hỏa chi lực cái này để viêm vượt qua mấy cái ngân hà đánh chết chúng ta cũng là rất hợp lý chứ lần này người chơi nhóm toàn bộ tạc qua. vừa rồi đại gia chỉ là khí đại phẫn hận mika đem đế viêm tinh huy cổ lửa dường như mới vừa cửa đá giống nhau chơi một không ngừng nhưng là bây giờ mika vừa mở miệng sở hữu người mới kịp phản ứng mã đức mika hiện tại trong tay nhưng là điều khiển đế viêm tinh huy cổ lửa a điều khiển chỉ cần một cái bạo phát là có thể đoàn diệt toàn trường khủng bố siêu cấp vô địch đại sát khí A, một tỷ linh tinh, người dám không giao. Không giao một cái thử xem. Đây nếu là đổi một phổ thông người chơi, e rằng còn không dám. Nhưng Mì Ca là ai? Delta Beta thời đại, một mặt chiến thế giới, liền đạp mã Minh Ca cũng dám đánh nam nhân. Nói không hợp, đoàn diệt toàn trường, đối với Mì Ca mà nói, quả thực giống như đánh trắm không sao cả được không? Tư mã giới không phải người ngu, tự nhiên biết hiện tại tình huống gì. Năm đây cũng không phải là phía trước lường gạt cái này đạp mã chính là quan minh chánh đại cướp đoạt. Hết lần này tới lần khác. Chính mình còn không có biện pháp nào bởi vì ai đạp mã có thể nghĩ đến, một cái thất giai hóa thần cảnh tiểu bối, cư nhiên có thể hoàn mỹ thao túng đế viêm tinh huy cổ lửa. Hơn nữa đáng sợ nhất một điểm là, hiện tại bao quát tư mã giới ở bên trong sở. Người, đều ở đây đế viêm tinh huy cổ lửa phạm vi công kích bên trong. Chạy, trước mắt nhưng là thứ thiệt đế viêm. Ngươi chạy một cái thử xem. Bắt đầu trù bị linh tinh A. À linh tinh chưa đủ nói, dùng còn lại thiên tài gãy. À, mã cái lúc này nghiến răng nghiến lợi, lại chỉ có thể chậm rãi nói nhỏ. mươi 1848. Muốn phản kháng. Chứng kiến mì ca cái kia biển lửa lớn đế viêm rồi sao? Nguồn. Mê truyện audio com Một tỷ linh tinh, cũng không phải là số lượng nhỏ a. À. Tọa sơn bá thật sự có chút không thể nào hiểu được, không nhìn được mở miệng nhắc nhở đến. Như vậy, ngươi dám không giao sao? Tư mã giới khàn khàn mở miệng, một câu nói, liền đem tọa sơn bá nghẹn đi trở về. Không giao. Ai đạp mã dám ở đế viêm trước mặt không giao linh tinh. Đây chính là đế viêm, tinh huy cổ lửa. Tồn tại tuế nguyệt dài dằn dặc đến nhân vật khủng bố. Ở truyền thuyết này di tích địa lợi dưới, coi như là một vị thứ thiệt đại đế tới, đều không hoàn toàn chắc chắn có thể đánh thắng cái này đế viêm tinh huy cổ lửa. Tư mã giới thiên tài đi nữa, cũng chỉ là một cái đế tử, cầm len sợi cùng đế viêm ngay thẳng mặt lão phu linh tinh không đủ, làm sao bây giờ? Dùng thiên tài địa bảo gấp A. Ghê tẩm A, lão phu sau cùng linh tinh, cứ như vậy mất tráo. 24, cái kia có thể làm sao? Sư đoàn trưởng, có thể mượn một điểm linh tinh cho lão phu sao? Ghê tẩm, bản sư đoàn trưởng cũng không đủ A, không nên dư thừa linh tinh cho ngươi mượn. Tư mã giới phía sau, hai nghìn nhiều tên cường giả đều là nghiến răng nghiến lợi, lại chỉ có thể chấp vá lung tung, nghĩ hết tất cả biện pháp, kiểm tra cái này ước chừng một tỷ linh tinh mà người chơi bên này liền phun máu bởi vì không ít người chơi muốn giật nợ nhưng mà bọn họ e rằng lừa gạt tư mã giới cái này dạng không hiểu người chơi tình huống người cũng tuyệt đối không gạt được đều là ngoạn gia tinh hải vô cùng chờ các loại năm trăm nhân người chơi mã đức lão tử không có linh tinh thực sự không có ai u thế nhưng ngươi có bác giai thiên khí a ai u vẫn là chính đây này ma quỷ các ngươi đạp mã tất cả đều là ma quỷ nhanh giao linh tinh mã đức người ánh mắt này còn muốn phản kháng không thấy được lão tử phía sau Mika cái kia biển lửa lớn đế viêm sao? ghê tẩm A, các ngươi những thứ này Epsilon Beta manh mới, tiểu nhân đắc chí. Mà ha 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 ha, lão tử liền là tiểu nhân đắc chí, làm sao vậy? Nhanh giao linh tinh, không giao. Lão tử lập tức báo cáo Mika, để cho ngươi cảm thụ một chút đế viêm nướng lạc thú. Cạc cạc cạc. 500 tán nhân người chơi đảo qua phía trước bị tinh nhuệ người chơi nhóm xa lánh tại ngoài, còn chịu khổ hơn 70 vạn người chơi quần ấu chút trắm bị khuất lúc này từng cái hóa thân vô sĩ nhất cướp đoạt giả điên cuồng cướp đoạt tinh thần chờ các loại một đám tinh nhuệ người chơi linh tinh không đủ không quan hệ dùng thiên tài địa bảo góp thiên tài địa bảo cũng không đủ vẫn là không có quan hệ trong tay bác giai khí có chứ trên người bác giai thiên khí có chứ đều có thể gãy chống nhau non được rồi tinh thần ca bọn họ bốn vị coi như dù sao cũng là phó tông chủ quen biết đã lâu bọn họ bốn vị không cần giao ai bản mặt chính là thiện lương như vậy ai lúc này mì thịt bò còn ung dung một câu nói càng là đem tinh thần đám người tức đến méo mũi thiện lương thiện lương ngươi đại gia ngươi cướp đoạt npc liền tính vì sao mỗi lần kể cả vì ngoạn gia người một nhà cũng không buông tha thật là quá đáng rồi thật sự là thật là quá đáng rồi tinh thần ca a a a bọn họ ngay cả ta yêu đau đều đoạt đi rồi làm sao bây giờ a à, là Speedy Beta phó tông chủ đại nhân, chúng ta cứ như vậy trơ mắt bị đánh cướp sao? Không lẳng lơ ba ba a a a. Tại chỗ ba vị phó tông chủ tọa hạ người chơi nhóm, từng cái kêu trên khắp nơi, tiếng kêu trên liên hồi. Các vị, nhìn xuống. Nhưng mà, tinh thần cũng chỉ có thể miễn cưỡng tỉnh táo lại, dặn đại gia chịu đựng. Sự bất quá tam. Cửa ải kế tiếp bất luận như thế nào, mình cũng muốn độc lập tiếng lên, tuyệt đối cũng không tiếp tục cho mì ca bất luận cái gì cơ hội bắt chẹt mình. Tuyệt đối không riêng tinh thần nghĩ như vậy, tại chỗ tinh nhuệ người chơi nhóm cũng nghĩ như vậy. đã bị Mika liên tục cướp bóc hai lần, tuyệt đối không thể có nửa lần thứ ba. tuyệt đối. vì vậy rất nhanh, Tinh Hải vô cùng chờ các loại 500 tán tu người chơi liền đoạt mang bắt chẹt, rất nhanh thì từ trên người mọi người vơ vét giá trị chọn một tỷ linh tinh vật. Mika, sổ sách thu đủ. Tinh Hải vô cùng vung lên tiểu thủ lớn tiếng nói. rất tốt, ngươi ném tới trong biển lửa, ta sẽ nhường thiên lôi mặt đi qua lấy tới. vậy đi. 383 rất nhanh, làm mì thịt bò từ tinh hải vô cùng nơi đó lấy được trang bị trọn một tỷ linh tinh tài sản thần thủy nhẫn sau đó thoáng một kiểm kê, mì thịt bò liền không nhịn được cười rồi. A à, thoải mái. Tuy là phía trước chính mình sở hữu tài sản, đều bị Minh Ca cho cướp sạch. Nhưng may mắn. Mới trở về trò chơi, tại chính mình tân tân khổ khổ dưới sự nỗ lực, rốt cuộc lại kiếm về một chút xíu, cũng không nhiều vừa vặn 20 ức linh tinh. Cái này thư thái. Mì ca, linh tinh đã giao đủ, hiện tại, có thể cho chúng ta quá khứ chứ? Tinh thần cố nén lửa giận, lớn tiếng mở miệng nói. Không sai, thiên tay cái kia mặt lại mặt các hạ, cái này, cũng có thể để cho chúng ta quá khứ chứ? Tư mã giới cũng là sắc mặt khó coi, liền nụ cười đều chen không ra được nói rằng. Bị người liên tục cướp sạch hai lần, một lần chính là một tỷ linh tinh, cái này đạp mã ai còn có thể cười ra tiếng. Đó là tự nhiên, bản mặt nói lời giữ lời. Từ xưa đến nay, bản mặt chính là một cái hết lòng tuân thủ cam kết ánh nắng hảo thiếu niên A. À mì thịt bò vỗ lòng ngực, lập tức một cái búng tay. Hoa lạp lạp. Nhất thời, để viêm tinh huy cổ lửa vô cùng khéo léo lần thứ hai yên tĩnh lại, trống ra một cái an toàn vô cùng, lại thẳng đường. Hai bên đường để viêm phòng huy cổ lửa, đảo qua phía trước không ngừng bạo phát cùng sôi trào, khó được vô cùng an tĩnh, dường như lâm vào ngủ say một dạng. Chương 1849 Vội vã như vậy sao? Lại hãy một hồi thôi. Nguồn Mê truyện audio.com Đi tinh thần vung tay lên, căn bản không dám trễ nải, vội vàng hạ lệnh, lập tức liền mang theo dưới trướng tinh nhuệ người chơi nhóm vội vàng bước vào an toàn trên đường. Tư mã giới mấy người cũng không còn dám bần thần, rất sợ cái này thiên tay cái kia mặt lại mặt đột nhiên lại hải đứng lên, cũng là vội vội vàng vàng đi theo. Đám người cơ hồ là dáng đất phi hành một dạng, về một cái liền xuyên qua trong biển lửa an toàn đường, thành công xuyên qua cái này để viêm tinh huy cổ lửa chỗ đại sảnh. Gì? Đại gia vội vã như vậy sao? Không ở lại lại hải một hồi sao? mì thịt bò nhìn lấy đám người xuyên qua phía sau bối ảnh, còn nhàn nhã mở miệng hảo tâm hỏi một cái. Hải ngươi cái kê nhi hải. Mọi người đều tức bể phổi. Nào có người bình thường, ở đế viêm hỏa hải lý vui thay. Coi như là được bệnh thần kinh hầu tử cũng không thể như thế hai tốt tốt sao. Đừng dừng bước, đi mau, mau sớm đạt đến dưới một cái địa khu. Tinh thần chẳng những không dừng bước, vung tay lên, chạy nhanh hơn. Sách sách sách, những thứ này qua qua a, thật sự là quá nhát gan mì thịt bò tắm tắt hai tiếng, lập tức cũng chậm rãi đứng dậy. Cái này để viêm tinh huy cổ lửa chân chính chủ nhân, chung quy không phải mì thịt bò. Mượn luyện mục phù văn, mì thịt bò có thể ở chỗ này như thường thao túng đế viêm tinh huy cổ lửa, nhưng cái này để viêm tinh huy cổ lửa vân theo chân chính chủ nhân mệnh lệnh, một bước cũng sẽ không rời đi nơi đây, sợ dĩ mì thịt bò cũng không biện pháp mang đi cái này để viêm tinh huy cổ lửa. Mà chỉ muốn rời khỏi nơi này, mì thịt bò sẽ lần thứ hai khôi phục là người bình thường, không có đế viêm nơi tay người thường. Cũng nên đi phía trước nhìn một chút, nhìn trước mặt một cái lại sẽ có gì vui. Mì thịt bò nhìn không được lại nhìn thoáng qua để viêm tinh huy cổ lửa, lúc này mới xoay người chuẩn bị ly khai. Nhưng ngay lúc này, mì thịt bò bỗng nhiên sắc mặt biến đổi lớn, như lâm đại địch. Ngoà tao, chẳng lẽ là lo dinh phía trước ăn 300 cái bánh bao thêm 20 bát mì thịt bò có chuyện. Ghê tẩm, ta liền biết, ven đường nhà hàng nhỏ không phải vệ sinh A, à? lúc đó cái kia nhà hàng lão bản xem ta ánh mắt thì không đúng kình, ta hiểu, nhất định là đố kỵ ta xoái, vì vậy cho ta hạ độc, ghê tẩm A. À? mì thịt bò che cái bụng, nhìn không được nói rằng. Thời khắc máu chốt. Cư nhiên đau bụng. Cái kia không có biện pháp. Các huynh đệ, ta rời đi trước một hồi, lập tức tới ngay. Mì thịt bò hướng về thần một diện, thiên lôi mặt cùng thiên hỏa mặt nói một tiếng, lập tức liền tốc độ ánh sáng lo gút, chạy đi giải quyết đau bụng vấn đề. Tốt. Thần một diện chờ, các loại, ba bóng người gật đầu, lập tức đứng ở nằm xuống mì thịt bò bên cạnh, lặng lặng vẫn không nhúc nhích mà nằm mì thịt bò thân thể nhưng ở lúc này bỗng nhiên trong suốt một cái, thoáng qua lại khôi phục bình thường. Lúc này tinh thần đám người lại có chút kích động. Bởi vì đại gia một bên đi tới, một bên không ngừng quay đầu, kết quả ngạc nhiên phát hiện. Cái kia ghê tẩm, âm hiểm, hèn hạ, vô sĩ, tiện qua qua bên trong tiện qua qua mì ca. Cư nhiên không có theo kịp. Chẳng lẽ mì ca thực sự vẫn còn ở trong biển lửa vui thay sao? Ngoà tao. Điều này thật sự là quá tuyệt bổng được không? Thật tốt quá, mì ca không có theo kịp. Ha ha ha, Mika đương nhiên thực sự vẫn còn ở trong biển lửa vui thay đâu. Hải, tiếp tục Hải, tốt nhất Hải chết ở trong biển lửa. Chỉ cần Mika không ở, chúng ta là có thể bình thường hưởng thụ tân kịch tình cùng mới bản đồ. Ô ô ô, quá khó khăn, thật sự là quá khó khăn, rốt cuộc có thể bình thường thăm dò truyền thuyết này di tích. Mika một, Không. Ở, ta cảm giác cả người đều buông lỏng gấp một vạn lần được không? Lúc này, người chơi nhóm ở vững Tinh mì thịt bò thực sự không có cùng sau khi đi lên, bọn chúng đều là kích động phá hư, mỗi một cái đều là khoa tay múa chân, vừa lái một chai 82 thiên băng linh rượu điên cùng chúc mừng, một bên lẫn nhau ôm, ông đầu khóc trống. Không muốn nói người chơi nhóm hoang hô sôi trào. Liền tư mã giới đám người ở vững Tinh thiên tay cái kia mặt lại mặt xác thực không có theo kịp, mà là vẫn ở lại để viêm nơi đó phía sau, không ít cường giả, sống 10 vạn năm cường giả cái kia nguyên bản không cách nào trung chuyển tâm trí, lúc này cũng không nhìn được kích động rơi lệ cái kia mặt lại mặt, rốt cuộc không có theo tới rồi. Ô ô ô. Tư mã giới lúc này đều khóc. Thân là đế tử, hơn ngàn năm tới, còn là đệ một lần khắc chế không nổi tâm tình, nhìn không được chảy xuống cảm động nước mắt. Hô. 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 Tọa sơn bá cũng là cảm giác dễ dàng hơn, như núi lớn áp lực dường như tiêu thất một dạng. Cho dù là trước đây mới đảm nhiệm đệ nhị quân đoàn trưởng, đối mặt hơn 10 vị quân đoàn trưởng phía sau bổ vây công đều chưa từng mặt nhăn quá một cái chân mày tọa sơn bá, vẻn vẹn chỉ là không thấy được mì thịt bò thân ảnh, cả người đều trầm tĩnh lại dường như giành lấy cuộc sống mới một dạng. Lúc này, trong đầu của tất cả mọi người đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Nếu cái này tiện qua qua rốt cuộc không có theo kịp, như vậy kế tiếp, không phải cuối cùng đã tới chính mình phát uy thời khắc dựa vào. Không có ghê tẩm mì ca, mặc lại mặt cùng một cái khuấy bay liện cùng giống nhau mang oai toàn trường nhịp điệu, nếu là có thể dựa theo bình thường phương pháp đột phá cùng thăm dò truyền thuyết này di tích nói. Lấy chính mình thiên tài cùng thực lực, đó không phải là mười cầm liền ổn ha 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 ha, ca rốt cuộc mất, đại gia, ta tinh thần nhất định mang bọn ngươi thuận lợi vượt qua ngàn khó hiểm trở. Tinh thần vung tay lên, khí phách mười phần nói rằng. Các vị, nếu cái kia mặt lại mặt không ở, kế tiếp, làm cho Minh Hoàng Tông biết một chút về, chúng ta đế tử đồng minh, tinh vực đế quốc, còn có ngàn võ thánh điện tam phương liên quân chân chính chỗ cường đại. Tư mã giới cũng là đảo qua phía trước biệt khuất cùng phiền muộn, lần thứ hai tràn đầy dũng cảm cùng đại khí. Sau một khắc, tinh thần cùng tư mã giới riêng phần mình thống suất đám người một bước, liền bước vào cái thứ hai sâu dưới lòng đất đại sảnh. Trong nháy mắt, đám người liền sợ ngay người. Chương 1850 Cái gương cùng thủy tinh thế giới Nguồn Mê truyện audio.com Ở đế viêm tinh huy chi viêm sau đó, cái thứ hai dưới đất trong đại sảnh, dĩ nhiên là một mảnh kỳ dị kết tinh trải rộng thế giới. Trừ cái đó ra, ở nơi này vô số kết tinh bên trong còn có mấy nhãn khổng lồ. Cái gương Kỳ quái, nơi đây vì sao có nhiều như vậy cái gương? đại gia cẩn thận một chút sự tình có kỳ quặc tất có cổ quái không có cảm giác đã có cường giả khí tức chẳng lẽ nơi này chính là gửi bảo bối địa phương những thứ này cái gương thoạt nhìn lên đều rất phổ thông liền thiên khí cũng không tính a à. những thứ này kỳ dị thủy tinh bên trong trong mơ hồ dường như có vật gì cẩn thận một chút đám người đều là có chút kỳ quái nhưng tỉ mỉ cảm giác một cái lại không phát hiện nơi đây có nguy hiểm gì khí tức lại không thấy cường giả khí tức cũng không có cùng loại đế viêm như vậy nhân vật khủng bố dường như nơi đây cũng chỉ là rất thông thường một lần bố cổ quái thủy tinh cùng cái gương trữ tàn thất giống nhau. Xem ra 980 chúng ta vận khí không tệ. Nơi đây hẳn là chỉ là một cái gửi cái gương địa phương, mặc dù không biết tại sao muốn gửi nhiều như vậy cái gương. Tinh thần quan sát một hồi, xác thực không có phát hiện có địch nhân gì ở, vì vậy liền yên tâm to gan đi vào. Người chơi nhóm nhìn một cái tinh thần ca bắt đầu đi tới, vì vậy cũng dồn dập đi theo, vừa đi, còn vừa thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt nhìn bởi vì đại gia là thật sợ hãi, phía sau đột nhiên xuất hiện cây cái tối cường tiện qua ba thân ảnh. Không ít người chơi ngay từ đầu còn rất đề phòng, nhưng rất nhanh thì trầm tĩnh lại. Nơi đây mặc kệ như thế nào đi nữa, cũng không khả năng so với mì ca đáng sợ chứ. Chỉ cần không có mì ca, coi như là tuyệt cảnh, đều là thế ngoại đạo nguyên được không? Xem ra Minh Hoàng Tông đệ tử không có gặp phải nguy hiểm gì. Chúng ta đây cũng đi. Tư mã giới cũng quan sát biết, phát hiện hoàn toàn chính xác không có nguy hiểm gì, vì vậy cũng yên lòng, từng bước một hơi cẩn thận bắt đầu đi tới. Đi ba bước, tư mã giới cũng là nhìn không được quay đầu nhìn thoáng qua, xác định phía sau chưa từng xuất hiện cái kia ghê tởm mặt lại mặt thân ảnh sau đó, lúc này mới buông lỏng xuống, thở phào một khẩu khí tư mã giới trở thành đế tử sau đó, còn là đệ một lần, đối với một cái tuổi không bằng chính mình tiểu bối kiên kỵ như vậy, thậm chí kiên kỵ đến đối phương chỉ là xuất hiện, sẽ gây nên tư mã giới cự đại tâm lý khó chịu tình trạng. Nguyên do bởi vì cái này mặt lại mặt thực sự thật là đáng sợ. N rất nhanh, tinh thần chờ, các loại, tinh nhuệ người chơi, tư mã giới chờ, các loại, ba thế lực đồng minh, còn có tinh hải vô cùng chờ, các loại, 500 tán nhân người chơi đều là chậm rãi đi vào. Tinh hải vô cùng vốn là muốn chờ, các loại, mì ca, thế nhưng cái kia đế viêm hỏa hải lý chính mình không có biện pháp ở lâu, vì vậy liền thuận thế theo đi tới, mà bây giờ chỗ này dường như lại không cái gì nguy hiểm, vì vậy cũng liền theo thói quen cùng đi theo. Mà khi cuối cùng một cái người cũng bước vào cái này kỳ dị kết tinh khu vực sau đó, tới gần cửa và một cái kết tinh bên trong, một cái khô héo dường như bị cắn nuốt hầu như không còn hết thảy xương khô, Lơ đảng nổi lên, lập tức lại biến mất. Lúc này, đi ở phía sau nhất một cái ngàn võ thánh điện nhân tộc cường giả nguyên bản vẫn còn ở cẩn thận đề phòng khả năng xuất hiện nguy hiểm, tỉ như thủ hộ giả, hoặc là cùng loại để viêm một dạng cơ quan. Từng cái gương này. Nhưng trong Lơ đẳng cái này ngàn võ thánh điện nhân tộc cường giả liền thấy bên cạnh một cái trong gương, dĩ nhiên hiện lên một cái kinh người vật. Bồ đề quả. Nói quả. Cái này làm Võ Thánh Điện nhân tộc cường giả nhất thời khiếp sợ hai mắt đồng tử đều phóng đại. Cái này làm Võ Thánh Điện nhân tộc cường giả từng tại một bản cổ tịch nhìn lên quá một đoạn ghi chép. Dưới cây Bồ đề ngồi, ngộ đạo mà thành tiên. Cái này 10 cái chữ chỉ là một câu nói đơn giản, lại ẩn chứa đối với bất kỳ người nào tộc đều khó có thể tưởng tượng lực hấp dẫn. Mặc dù cũng không phải Bồ đề thụ, chỉ là Bồ đề quả, nhưng nếu là mình ăn đi, coi như không cách nào đột phá thành tiên, cũng có khả năng trong nháy mắt thành tựu. Đại đế a, sung sục cái này ngàn võ thánh điện nhân tộc cường giả nhất thời nhìn không được, hướng về cái này bồ đề quả đưa tay ra. Mà ở va chạm vào cái này bồ đề quả trong nháy mắt, cái này ngàn võ thánh điện nhân tộc cường giả toàn bộ thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Ừm, thật là lớn vũ khí. Lúc này, mà lòng bất hối đi tới đi tới, bỗng nhiên biến sắc. Bởi vì đột nhiên, liên hiện lên sương mù nồng nặc, sương mù này tới đột nhiên mà lại tà môn. Quỷ dị hơn là, lấy ma lòng bất hối thực lực, ánh mắt dĩ nhiên có không cách nào xuyên thấu quỷ dị này sương mù dày đặc. Tư mã giới, cái này linh khí có điểm không đúng, tư mã giới. Giới huynh. Ma Long bất hối cảm giác không đúng lắm, vì vậy mở miệng nói, nhưng rất nhanh thì phát hiện bên cạnh tư mã giới dĩ nhiên không thấy. Không riêng tư mã giới. Ma Long bất hối lúc xoay người mới kinh hãi phát hiện, nguyên bản cùng ở sau lưng mình chí ít hơn hai ngàn tam phương thế lực cường giả, dĩ nhiên một cái đều không thấy. Ở nơi này trong sương mù, dĩ nhiên chỉ còn chính mình một người gặp quỷ. Đáng chết. Lòng bất hối sắc mặt trầm xuống, nhất thời đã nhận ra không ổn. Nhưng ngay lúc này, muốn 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 cắt khắc náo thiết khắc náo, một trận âm ỉ mà khiến người ta tâm phiền ý loạn thanh âm cổ quái vang lên, sau một khắc, mà lòng bất hối liền thấy trong sương mù đi ra năm cái ăn mặc mau nhung nhung chiến hùng tộc sáu trang thân ảnh. Chiến hùng tộc. Trong nháy mắt, mà lòng bất hối liền cảm giác huyết áp của mình trực tiếp lập thăng đến rồi cực hạn. Chương 1851. Dường như không thích hợp. Nguồn mê truyện audio com ai u đây không phải là ma long bất hối sao ha 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 bị long tộc vứt gia hỏa trên đầu ngươi đoạn giác vì sao chặt đứt đâu ngươi là long tộc sao là long tộc chứ vì sao lại không có long giác ma long bất hối vì sao muốn đặt tên bất hối cái này năm cái chiến hùng tộc minh hoàng tông đệ tử vừa nhảy lấy làm cho ma long bất hối cực kỳ khó chịu vũ đạo một bên dồn dập mở miền vừa ra khỏi miền liền đâm thẳng ma long bất hối trong lòng ẩn giấu sâu đậm vết thương lần này ma long bất hối trực tiếp liền nổi giận thậm chí ma long bất hối đều quên một cái rất mấu chốt tỉ mỉ đó chính là cái này một lần bước vào nơi này minh hoàng tông trong hàng đệ tử chỉ có một cái chiến hùng tộc người chơi gấu thái lại không có cái thứ hai nhưng nguyên bản ma long bất hối cũng đã cực độ phẫn hận cái này chiến hùng tộc lúc này chứng kiến cái này năm cái hát gia ngoạn ý cũng dám ở trước mặt mình điên cùng bi bi từng cái còn chọc trúng trong lòng mình đau nhất trực tiếp liền mất đi lý trí cái này còn có thể nhẫn chết cho ta. Mà lòng bất hối không nói hai lời, giơ tay lên liền bắt lại một cái chiến hùng tộc, trực tiếp sinh sôi bóp nát. Chết. Chết cho ta. Phải chết hết. Ha ha ha. Trong hô hấp, mà lòng bất hối liền dễ như trở bàn tay tru diệt cái này năm cái chiến hùng tộc vàng nhạc tông đệ tử, nhất thời cảm giác được cực kỳ thư sướng, ghê tởm chiến hùng tộc cây cây nhóm, cũng dám ở lão tử trước mặt diệu vũ dương thành. Đơn giản là muốn chết. Nhưng ngay lúc này, mà lòng bất hối lại nghe thấy thanh âm quen thuộc muốn muốn tâm muốn chỉ thấy từng đạo người xuyên chiến hình thái tộc sáu trang thân ảnh cương nhiên lần thứ hai từ vân khí bên trong đi ra còn từng cái vừa hướng lấy ma long bất hối phun cây kê nói còn một bên diễu võ dương oai lần này ma long bất hối trực tiếp liền mất đi lý trí không nói hai lời lần thứ hai đánh tới những thứ này chiến năng tộc không thích hợp tư mã giới lúc này cũng cảm thấy không thích hợp bởi vì tư mã giới quay người lại không riêng rất nhiều bộ hạ không thấy liền ma long bất hối đều mất tích từng cái này nói Tư mã giới lại quay người lại, liền thấy một cái kỳ dị trái cây xuất hiện ở trước mặt mình. Tư mã giới, nơi đây không thích hợp. Tọa sơn bá cũng đã nhận ra không thích hợp, cái này trống trải thủy tinh trong đại sảnh ngoại trừ một đống lớn cái gương, xác thực không có thứ khác nhưng là đi tới đi tới, các bộ hạ lại đột nhiên tiêu thất. Không có dấu hiệu nào, đã không thấy tâm hơi. Mà đáng sợ hơn là, liền cùng tọa sơn bá còn có tư mã giới ngang hàng cảnh giới cùng thực lực ma long bất hối đều biến mất. Nơi đây thật không có nguy hiểm không? Không phải sợ rằng nơi đây so trước đó để viêm tinh huy cổ lửa nơi nào còn muốn hung hiểm. Tư mã giới, chúng ta trước tiên lui đi ra ngoài đi. Tư mã. Mã giới. Tòa sơn bá chậm rãi nói rằng, nhưng không nghe được cùng là mã giới đáp lại, một hồi thủ. Liền tư mã giới đều không thấy. Cái này, tòa sơn bá sắc mặt liền rất khó xem. Bởi vì tư mã giới làm sao biến mất, tòa sơn bá là một điểm cũng không phát hiện. Là ai, là ai ở giả thần giả quỷ? Đi ra, tòa sơn bá trống giận đứng lên lập tức kinh khủng mang lực trực tiếp bạo phát ầm ầm quét ngang lái đi trực tiếp nổ nát vô số cái gương cùng thủy tinh nhưng không đợi tòa sơn bá tiếp tục xuất thủ liền hai mắt đạp lão đại bởi vì một đạo thân ảnh quen thuộc dĩ nhiên xuất hiện ở tòa sơn bá trước mặt đã từng tin vực đế quốc đệ nhị quân đoàn trưởng cũng là bị tòa sơn bá tự tay đánh lén chí tử sư phụ ngươi ngươi đã chết a à? tòa sơn bá tâm tính trực tiếp nổ tung Ha ha ha, lão phu xác thực chết rồi, bị ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ đánh lén mà chết. Thế nhưng lão phu, nhưng ở nơi đây lần thứ hai sống lại. Hơn nữa, thay đổi càng cường đại hơn. Lão phu lại ở chỗ này đánh bại ngươi, sau đó trở lại tinh vực đế quốc, đưa ngươi âm hiểm cử động công chư hậu thế. Đến lúc đó, ngươi toàn bộ, đều sẽ một lần nữa thuộc về lão phu. Nguyên tinh vực đế quốc đệ nhị quân đoàn trưởng khàng khàng mở miệng đến. Gây tẩm, đã từng ta có thể giết ngươi một lần, hiện tại là có thể giết ngươi lần thứ hai. Tọa sơn bá nhất thời cuồng nộ, không nói hai lời, trực tiếp một quyền đánh thủng lòng ngực của đối phương. Tinh thần ca, dường như không thích hợp a, à, đúng vậy a, à, làm sao cảm giác? Thật là nhiều người không thấy, có cái hát gia đi ngồi cầu, những người khác ta cũng không biết. Mã Đức, thăm dò truyền thuyết di tích thời khắc mấu chốt, vì sao muốn ngồi cầu? Không biết, có thể là phía trước quá khẩn trương, hiện tại vừa buông lỏng, liền gì đó đi. Vừa nói như vậy, dường như có điểm đạo lý, ta. Ta cũng có chút cảm giác các ngươi đi trước, ta lập tức tới người chơi nhóm sang bên này lấy đi tới, liền có không ít người phát hiện nhất kiện chuyện kỳ quái, đó chính là đồng bạn. Cư nhiên càng chạy càng ít. Trừ bỏ lưu lại thủ cửa đá, cũng không tính cái kia 500 tán nhân người chơi. Ít nhất, cũng có hơn 2.000 người đại đội ngủ. Lúc này đám người quay đầu lại nhìn một cái, dĩ nhiên không đến trăm người. Người nhiều như vậy, đi đâu? Từng. Nhiều người như vậy không thấy. Sẽ không đều đi ngồi cầu đi. Mà tao, các ngươi là tinh nhuệ người chơi a, không phải hát gia a. Tinh thần nghe được phía sau người chơi nhóm thanh âm, quay người lại, cũng là hết chỗ nói rồi. Tổng cộng hơn 2.000 người, hiện tại chỉ còn không đến trăm người cùng ở sau lưng mình, còn lại người nhiều như vậy đều chạy đi ngồi cầu không? Quá khoa trương đi. Không thích hợp, những thứ kia NPC toàn bộ đều không thấy. Lúc này, Speedy Beta đột nhiên mở miệng nói. Tinh thần vừa quay đầu, nhất thời thất kinh tiểu. Chương 1852 Tình huống gì? nguồn. Mê truyện audio.com. Người chơi nhóm còn có thể giải thích nói là tập thể chạy đi ngồi cầu, dù sao một cái người đột nhiên tới cảm giác nghỉ ngồi cầu, sau đó mấy trăm người liền mang cùng nhau có cảm giác chạy đi ngồi cầu là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Thế nhưng NPC đâu? Tư mã giới nhưng là thứ thiệt đế tử, ngồi cầu tuyệt đối không khả năng. Như vậy, bọn họ người đi cái kia rồi hả? Vừa rồi bọn họ còn đi ở bên cạnh mình cách đó không xa a, à, vì sao đột nhiên liền tiêu thất? Thôi ca tình huống không đúng lắm, cái này. Giống như. Thuận ca. Tinh thần rốt cuộc đã nhận ra không thích hợp, kết quả quay người lại. Suy đi thuận tháp cũng không thấy. Chẳng những suy đi ta không thấy, liền vẫn cùng cùng với chính mình cuối cùng gần trăm cái người chơi cũng không thấy gặp quỷ. Thực sự gặp quỷ. Tình huống gì? Chẳng lẽ nơi này có huyễn trận? Hoặc có lẽ là truyền tống thủ đoạn, ta là bị đơn độc truyền tống đi rồi chưa? Tư mã giới bọn họ chính là cái này sao bị từng cái cô lập tinh thần đánh bản kinh nghiệm quá phong phú, một cái liền nghĩ đến rất nhiều. Đây chính là rất nhiều phó bản bên trong kinh điển sáo lộ, đó chính là mấy người tạo thành người chơi tiểu đội, sẽ bị tách ra truyền tống, toàn bộ bị cô lập. Kể từ đó, một ngày gặp tập kích, cũng chỉ có thể từng người tự chiến, cuối cùng tự nhiên quả bất địch chúng mà đoàn diệt. Ghê tẩm, ta hiểu, ta nhất định là bị đơn độc truyền tống. Phỏng chừng lập tức biết soát ra một đống lớn tiểu quái cùng nhau vây đánh ta. Ghê tẩm, ta nhất định phải chịu đựng, ta nhất định có thể chịu đựng tinh thần phản ứng kịp sau đó, nhất thời như lâm đại địch, làm xong chuẩn bị chiến đấu nhưng mà từ chung quanh đột nhiên xuất hiện trong sương mù, xuất hiện lại không phải quái vật hoặc là cường đại địch nhân. Mà là thân ảnh quen thuộc. Tinh thần ca, ngươi là giỏi nhất. Một cái mang mũ rơm thân ảnh đi ra, lớn tiếng nói. Lục cái kia ca. Tinh thần ngây ngẩn cả người, lục cái kia ca làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhưng không đợi tinh thần suy nghĩ nhiều. Từ xưa đến nay, tinh thần ca liền treo lão phu ba ba mạnh mẽ vô địch tồn tại a à? rất nhanh một cái cầm trong tay mộc trượng thân ảnh một luồng bạch sắc chồng râu mang theo mùi kiêu ngạo giọng trụ kiên ca ngươi đã trở về tinh thần lần thứ hai sợ lương nhưng rất nhanh lần lượt từng bóng người đều là đi ra có cả người mộc dục hỏa diễm thân ảnh có dưới chân hàng khí tràn ngập thân ảnh hữu hóa thân kim sắc long chiến sĩ thân ảnh cũng có cầm trong tay phi đao thân ảnh ngay sau đó từ gamma beta đến epsilon beta từng cái thân ảnh quen thuộc không ngừng đi ra mỗi một thân ảnh lời nói đều cơ hồ một màn đồng dạng tinh thần ca ngươi mới là mạnh nhất tinh thần ca thời đại này là thời đại của ngươi a à. tinh thần ca dẫn dắt chúng ta a à. những thứ này thân ảnh dồn dập la lên nhân số càng là càng ngày càng nhiều thật vậy chăng tinh thần nhất thời vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chứng kiến mọi người thân ảnh quen thuộc toàn bộ vào giờ khắc này thừa nhận chính mình toàn bộ server đệ nhất nhân địa vị nhất thời cao hứng cười nở hoa mà nhưng vào lúc này hai cái thân ảnh càng là một tả một hữu khi một cái vương tọa đi ra. A a a, bản mặt sai rồi, tinh thần ca mới là mạnh nhất. Tuy là thân ta là 500 ngàn ngoạn gia ba ba, nhưng tinh thần ca mới là ta thật ba ba. Hai cái này thân ảnh quen thuộc, cung kính khiên một cái cực kỳ xa hoa vương tọa đặt ở tinh thần trước mặt, lập tức quỳ một chân trên đất, một bộ mời quân thượng ngồi tư thái. Mua ha 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 ha. Lúc này tinh thần đã hoàn toàn cười như hoa nở, cả người đều đã kích động cùng mừng rỡ mất đi lý trí. Ta đã sớm nói, thời đại này, là ta tinh thần thời đại a, à. tinh thần cười ha ha một tiếng, liền không chút khách khí, một cái ngồi ở cái này xa hoa ngai vàng, mà cơ hồ là đồng thời, ha 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 ha, ta kim long tộc quân đoàn vô địch thiên hạ, mà ha 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 ha, Speedy Beta vung tay lên, trước mắt 800 vạn kim long tộc long chiến sĩ thân ảnh, nhất tề cao giọng la lên, vì Speedy Beta đại nhân dâng lên tối cường chứng minh, toàn bộ server đệ nhất vương miệng, Speedy Beta ha ha cao thấp lúc còn có mấy cái thân ảnh cung kính đem một viên kim quang, đeo ở Speedy Beta trên đầu, cơ hồ là đồng thời. Đồ nhi, ta là người mà kiêu ngạo. Một người mặc quần áo dưa hấu khang khang mở miệng. Thua, lần này, ta thực sự thua. Một cái mang mũ rơm thân ảnh cũng là thừa nhận thất bại. Ngao ngao ngao, không lẳng lơ ba ba, gào khóc ngao, không lẳng lơ ba ba. Ước vạn thân ảnh, lại là gào khóc, nhất tề la lên lời giống vậy. Mua ha 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 không lẳng lơ bắt đầu thu phân nửa mừng rỡ nhìn lấy một màn này cả người đều kích động vạn phần sau đó thành thạo mà vô cùng liền nhận lấy chu vi thân ảnh đưa tới tượng trưng cho vô địch vương trung vương áo giáp sau một lát vũ khí tiêu tán từng cái mới thủy tinh đột nhiên hiện lên cái này lớn vô cùng trải rộng thủy tinh cùng cái gương khu vực 3.3 bên trong những thứ này bên trong thủy tinh phong ấn từng cái thân ảnh quen thuộc có đắc ý cười hì hì tinh thần cũng có còn bày phất tay kiểm duyệt bộ hạ động tác speedy beta còn có bày ra mặt vào áo giáp động tác không lẳng lơ bắt đầu thu phân nữa. Mà tại đối diện trong thủy tinh, tư mã giới, tòa sơn bá, mà lòng bất hối đám người, cũng là không thiếu một cái, toàn bộ bị phong ấn ở trong thủy tinh. Tinh hải vô cùng chờ, các loại, 500 tán nhân người chơi, tự nhiên cũng là hóa thành 500 cái thủy tinh điêu khắc, toàn bộ không thể động đậy. Mà nhưng vào lúc này, vô số không nhúc nhích trong gương, đã có một cái cái gương, quỷ dị động, một đôi tà ác u lục sắc đồng tử, càng là ở trên mặt kiến, chậm rãi mở. Chương 1853 mà tâm tà kính nguồn mê truyện audio.com phu 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 thực sự là nhỏ yếu a à, quá nhỏ bé thời gian qua đi 180 000 năm tuế nguyệt không nghĩ tới thời gian qua đi hồi lâu lần thứ hai bước vào nơi này gia hỏa lại nhỏ yếu như vậy cái này hiện lên u lục sắc con ngươi cái gương âm tà vô cùng mở miệng nói hoa lạp lạp sau một khắc cái này quỷ dị cái gương chậm rãi vọt lên liền bay tới một cái thủy tinh trước mặt. Trong thủy tinh, rõ ràng là vẻ mặt mừng rỡ cùng đắc ý thần tình tư mã giới. Đây chính là cái gọi là đế tử sao? Đại đế. Thời đại này, nhân tộc cũng chỉ thừa lại cái gọi là ngụy tiên, đại đế rồi sao? Sách sách sách, thực sự là thật đáng buồn a. À? Cái này cái gương khàn khàn mở miệng, lập tức trên mặt kiến chậm rãi hiện lên một cái dữ tận đáng sợ miệng rồng, bay thẳng đến thủy tinh tham lam hít một hơi. Nhất thời, tư mã giới biểu tình một cái liền hóa thành sợ hãi 24 cùng tuyệt vọng, còn có cực hạn thống khổ, một đôi đồng tử cũng khôi phục bình thường, nhưng là tư mã giới lại cái gì cũng làm không được, không cách nào phản kháng, cũng vô pháp nhúc nhích. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn trước mắt quỷ dị này cái gương từng điểm từng điểm hút đi chính mình. Linh hồn. Cư nhiên từ huyễn cảnh bên trong thức tỉnh. Đáng tiếc, ngươi cái gì cũng làm không được. Quỷ dị cái gương khàn khàn mở miệng, lập tức lần thứ hai nói rằng. Giới thiệu một chút, bản kính tên là Ma Tâm Tà Kính đã từng bị những thứ kia ngu xuẩn tiên nhân gọi là luyện chế thất bại tiên khí. Bây giờ, cũng là nhất định thôn phệ toàn bộ hàng xa thế giới. Trớ chú khí. Quỷ dị cái gương khàn khàn mở miệng, lộ ra một vẻ dữ tợn cùng sâu không thấy đáy tàn bạo. Tư mã giới không cách nào nói, cũng cái gì cũng làm không được, nhưng là chỗ sâu trong con ngươi hoảng sợ lại càng thêm to lớn. Bởi vì từ ngắn mũi này giới thiệu bên trong, tư mã giới liền đã biết trước mắt quỷ dị này cái gương lai lịch. Căn bản không phải cái này thần ma tháp thời đại vật, mà là càng thêm cổ xưa tồn tại thất lạc thời đại không phải rất có thể là đến từ nhân tộc nhất huy hoàng thượng cổ thời đại vật trớ chú khí tư mã giới tuy là cho tới bây giờ chưa thấy qua nhưng cũng từ thượng cổ trong điển tịch có biết một hai đây là một loại cực kỳ nguy hiểm khí cụ rất nhiều đều là bởi vì các loại sai lầm nguyên nhân mà ra đời nhưng bất kể như thế nào trớ chú khí chẳng những không cách nào thao túng cùng luyện hóa còn có thể phản vệ chủ người thậm chí một ngày lớn lên sẽ dường như hung vật bất hủ quỷ ma đằng như vậy hóa thân tai ếch nguy cấp cả thế giới thế nhưng tư mã giới vạn vạn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại ở nơi này truyền thuyết trong di tích tao ngộ trớ chú khí ngươi cho rằng các ngươi là nhóm đầu tiên bước vào nơi này sao không phải ở các ngươi phía trước dài dòng trong năm tháng vô số cường giả đã tới nơi đây bọn họ mỗi một cái đều là sở hữu có thể xuyên qua phía trước biển lửa thế giới cường giả đáng tiếc a à, bọn họ đều đã hóa thành xương khô hóa thành bản kính chất dinh dưỡng Mà tâm tà kính khang khang mở miệng mang theo nồng nặc đắc ý mà tâm tà kính cũng không có nói then chốt đó chính là ma tâm tà kính đã từng đúng là dựa theo tiên khí quy cách đi luyện chế cuối cùng lại thất bại ma tâm tà kính bản thân không cụ bị bất kỳ chiến đấu nào năng lực nhưng mà ma tâm tà kính lại sở hữu một cái cực kỳ đáng sợ lực lượng cái kia chính là có thể chiếu rọi ra đối phương dục vọng trong lòng hoặc là sợ hãi đồng thời đem hóa thành vô cùng chân thật huyển cảnh bất luận cái gì một cái bình thường tu sĩ hoặc là cường giả trong lòng đều sẽ có dục vọng cùng với so với dục vọng càng ẩn sâu trong tâm khảm sợ hãi tỷ như tư mã giới thành tựu đại đế chi mộng tỷ như tòa sơn bá trong lòng đối với đã từng đệ nhị quân đoàn trưởng sống lại sợ hãi cho dù là người chơi cũng không ngoại lệ tinh thần speedy bay hoặc là không lẳng lơ bắt đầu thua phân nửa đám người cũng có riêng mình dục vọng mãnh liệt cùng mộng tưởng ma tâm tà kính chính là có thể chiếu rọi ra đây hết thảy đáng sợ vật mà chỉ cần đắm chìm dục vọng hoặc là trong sự sợ hãi vậy biết trở thành ma tâm tà kính tù binh bị dục vọng của mình cùng sợ hãi hóa thành kết tinh vĩnh cửu phong ấn. Mà đợi đến mọi người đều bị phong ấn sau đó, mà Tâm Tà Kính mới có thể giống như một chỉ ẩn giấu sâu đậm tri chu một dạng, chậm rãi từ phía sau màn xuất hiện, bắt đầu tham lam hưởng thụ con mồi của mình. Hút khô sở hữu bị phong ấn vào kết tinh bên trong linh hồn của Sinh Linh cùng toàn bộ. Không có bất kỳ cường giả có thể địch quá bản Kính. Ngoài trừ một vị kia, mà Tâm Tà Kính khàn khàn mở miệng, Thật đắc ý ma tâm tà kính bởi vì tự thân cái này năng lực đáng sợ bị các tiên nhân kiên kỵ mà phong ấn lại ngoài ý muốn bị một vị kia tồn tại phát hiện an trí ở nơi này thành tựu tinh huy cổ viêm chi sau đệ nhị trọng cơ quan đã từng ma tâm tà kính cũng thử 207 hình ảnh phản vệ một vị kia tồn tại nhưng ma tâm tà kính cuối cùng sợ bởi vì một vị kia tồn tại dục vọng quả thực cực lớn đến vượt quá tưởng tượng tình trạng thậm chí khổng lồ vô biên đến rồi vượt ra khỏi ma tâm tà kính có thể thừa nhận cực hạn nếu như ma tâm tà kính mạnh mẽ đem một vị kia tồn tại dục vọng biến ảo mà ra, chỉ có một cái kết quả. Kính toái mà chết. Đến nay, ma tâm tà kính cũng không thể nào hiểu được. Vì sao một nhân tộc, đáy lòng có thể ẩn giấu kinh khủng như vậy dục vọng, hắn, đến cùng đã trải qua như thế nào đã qua. Bất quá, ma tâm tà kính đã không để bụng những thứ này. Thời gian qua đi 180.000 năm tuế nguyệt, rốt cuộc có thể lần thứ hai thưởng thức được mỹ vị linh hồn. Bản kính, phải từ từ hưởng. Liên tại ma tâm tà kính dự định trước đem tư mã giới hút khô thời điểm, chợt ngây ngẩn cả người. Biêu biêu biêu. Phốc thử phóc thử phốc thử. Đạt đến đát. Một cái cực kỳ hắc gia thanh âm, dĩ nhiên từ nơi không xa vang lên. Ma tâm tà kính nhất thời tại chỗ tình bức. Chương 1854. Đây là cái gì ngoạn ý? Nguồn. Mê truyện audio com Cái quỷ gì? Chẳng lẽ còn có người sống? Không có khả năng A, năng lực mình phía dưới, bất luận cái gì cường giả trong lòng ẩn giấu sâu nhất dục vọng hoặc là sợ hãi, đều sẽ bị câu dẫn đi ra. Mà đối phương chỉ cần đắm chìm dục vọng, hoặc là bị sợ hãi ảnh hưởng, sẽ tự động trúng chiêu mà bị phong ấn ở kết tinh bên trong. Vô số tuế nguyệt tới nay, ngoại trừ một vị kia đem chính mình an trí ở tồn tại của nơi này bên ngoài, không có bất kỳ cường giả có thể ngăn cản chính mình lực lượng. Nhưng bây giờ, vì sao, sẽ có một tên không có việc gì? Là ai? Rốt cuộc là ai? Bản kính ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai? mà tâm tà kính nhất thời bỏ lại tư mã giới lầm không một cái không gian na di liền nhanh chóng xuất hiện ở thanh âm vang lên địa phương lúc này lam thủy tinh bên trên cái quỷ gì gặp không biết sai lầm tự động ngăn ra liên tiếp xin chờ đợi tinh thần nhìn lấy nón trò chơi ảo ở trên gợi ý cả người đều mộng ép ngay mới vừa rồi tinh thần còn ngồi hưởng mọi người thần phục vui sướng trong thế giới kết quả đột nhiên chính mình liền đạp mã mất nét rồi hả sau đó làm sao đều không thể lại lên tuyến chuyện gì xảy ra vì sao lúc này mất nét? Chờ, các loại, vừa rồi ta thấy cái kia toàn bộ, thật không muốn không thích hợp a à, Lục Phi ca cái điểm này, hẳn là ở thi cuối kỳ đâu, làm sao có khả năng lo dinh? Còn có, Mì ca cái kia tiện oa oa làm sao có khả năng? Tinh thần lo sau đó, lúc này mới đã nhận ra mới vừa nhìn thấy một màn rõ ràng không thích hợp. Vì vậy tinh thần lập tức lên diễn đàn, còn thông thạo mở ra tinh thần điện chuyên dụng quần. Nhưng mà rất nhanh, tinh thần liền chấn kinh rồi. Speedy Beta, cái quỷ gì vì sao lão tử mất nét rồi hả không lẳng lơ bắt đầu thua phân nữa các ngươi mất nét rồi sao vì sao ta đăng nhập không đi lên rồi hả quyền bá được rồi các ngươi mất nét phía trước có hay không gặp phải chuyện kỳ quái gì ta là gì sẽ ở nghịch thiên ma tiên bên trong chứng kiến ta lên đỉnh lam thủy tinh võ thuật đại tái vô địch trao giải nghi thức gặp quỷ bởi vì bất kể là tinh thần điện chuyên dụng trong quần tinh thần điện thành viên, vẫn là trên diễn đàn Speedy Beta cùng không lẳng lơ bắt đầu thua phân nửa bọn họ, dĩ nhiên mọi người đều mất nét. Hơn nữa tinh thần rất nhanh thì phát hiện, còn lại người chơi đều không có mất nét, thậm chí cùng nhau tiến nhập truyền thuyết di tích, lại bị phái đi thủ cửa đá những người chơi đó cũng không mất nét chỉ có mình và Speedy Beta chờ, các loại, bước vào cái kia trải rộng thủy tinh cùng cái gương khu vực người chơi, toàn bộ mất nét. Cái quỷ gì? Chuyện gì xảy ra? Một màn này dường như có điểm tinh thần rất nhanh liền nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng. Đoàn diệt. Cái này bê trò chơi từ Alpha Test bắt đầu, vẫn có cái BUJ, đó chính là người chơi một ngày tao ngộ một ít công kích, tiếp theo biết gây ra BUJ do đó mất nét. Những thứ này công kích cơ bản đều là thuấn sát cấp bậc, nhưng sẽ không phá hư ngoạn gia nhục thân, mà là trực tiếp giết chết người chơi. Không có khả năng. Chẳng lẽ lão tử vừa rồi ở ra trắm rồi? Tinh thần phản ứng kịp sau đó, nhất thời liền nhổ một bãi nước miếng lão huyết. Lo gìn. Nhanh làm cho lão tử Lojin A Tinh thần vội vàng tiếp tục nếm thử Lojin Làm thế nào đều đăng nhập không đi lên Lần này, tinh thần liền mộng ép Chẳng lẽ Chính mình thực sự ở ra trắm rồi Chính mình lãnh đạo hơn 2.000 tinh nhuệ người chơi đoàn Đã đoàn diệt sao Lúc này, truyền thuyết trong di tích Ma tâm tà kính mấy cái chuyển Liền đi tới phát ra âm thanh địa phương Khi nhìn đến trước mắt thân ảnh phía sau Liền ma tâm tà kính đều mộng ép Hiện lên hát miêu kỳ trước mắt rõ ràng là một cái cự đại bồn tắm còn có trong bồn tắm ăn mặc mau nhung nhung da gấu giống nhau áo khoác nhân tộc một bên tại cái kia cái miệng nhỏ nhắn bắt chước thả khuất tiếng giống nhau biêu biêu không ngừng một bên ở bồn tắm tới quay lại xoay đi qua ma tâm tà kính trận tròn mắt vô số tuế nguyệt tới nay ma tâm tà kính gặp qua rất nhiều rất nhiều cường giả có nhân tộc có ma tộc có trùng tộc cũng có quỷ tộc chờ các loại những cường giả này bằng không chính là cuồng vọng tự đại bằng không chính là cẩn thận một chút hoặc là đối với thực lực của chính mình tràn ngập tự tin, hoặc là kính nể mà cẩn thận. Nhưng mà tâm tà kính cho tới bây giờ chưa thấy qua trước mắt như vậy ngoạn ý, hắn là nhân tộc sao? Đúng vậy chứ. Nhưng tại sao muốn ăn mặc một cái mau nhung nhung áo khoác, tại cái kia tắm? Nhưng đây không phải là then chốt. Mà tâm tà kính nhất không thể nào hiểu được chính là, nơi này chính là vô cùng hung hiểm địa phương. Bằng không liền như cùng tư mã giới như vậy tràn ngập cẩn thận một chút chậm rãi đi tới. Bằng không chính là cùng vọng tự đại một đường đấu đá lung tung nói chung, những cường giả này mục đích cuối cùng, đều là mau sớm đi qua nơi đây, sẽ không ở lâu. Nhưng ma tâm tà kính cho tới bây giờ chưa thấy qua sẽ có người xâm lăng dĩ nhiên tại địa bàn của mình. Tại chỗ bất động tắm. Vì sao mua sắm? Ma tâm tà kính trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên không thể nào hiểu được, hành. Phía trước, chỉ là bản kính phân thân xuất thủ, nếu tiểu tử này không bình thường, cái kia bản kính liền tự mình ra tay đi. Ma tâm tà kính âm lãnh cười, lập tức lặng yên tiêu thất ở trong không khí đến đây đi, làm cho bản kính nhìn trộm một cái nội tâm của ngươi thế giới a. À? Ma tâm tà kính âm u cười, lập tức phát động chính mình độc hữu năng lực. Tương tự với tâm linh cảm ứng một dạng, có thể nhìn trộm đối phương nội tâm chỗ sâu nhất bí mật, sau đó đem đối phương ẩn giấu sâu đậm dục vọng cùng sợ hãi biến ảo mà ra. Nhưng mà ma tâm tà kính rất nhanh liền thấy không thể tưởng tượng nổi một màn. Muốn 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 ở ma tâm tà kính trước mắt, rõ ràng là một đôi hùng tộc huynh đệ, tại cái kia uống tới ẹo lui, lắc lư không ngừng. Chương 1855 mười thước ngươi cũng ngại xa. Nguồn. Mê truyện audio com Nhưng rất nhanh ma tâm tà kính liền phát hiện, không quản lý mình làm sao cảm ứng, tự xem đến đều là cái này một đôi ngốc không sóc mấy, hùng tộc huynh đệ tại cái kia bật đát tới bật đát đi vì sao? Cái này tắm gia hỏa rốt cuộc là người nào? Vì sao trong đầu hắn chỉ có hai cái này hùng tộc huynh đệ tại cái kia bật nhảy? Có thể xuyên qua tinh huy cổ lửa tới chỗ này, tuyệt đối không phải người yếu, khổ tu mấy trăm ngàn năm, sở hữu thực lực cường đại đều là cơ bản, không có nghịch thiên khí vận, không có đầy đủ chấp nhất, không có thực lực cường đại, lại làm sao có khả năng bước vào nơi đây. Nhưng mà, đây là một cái hắc gia sao? Ma tâm tà kính nhịn không được mắng một câu. Được tiếp tục thâm nhập sâu. Ma tâm tà kính rất nhanh liền tỉnh táo lại, lập tức đem tự thân lực lượng, lần thứ hai bạo phát tăng lên tới cực hạn. Trong hô hấp, ma tâm tà kính liền thấy. Hiện lên ma tâm tà kính trước mắt, không còn là một đôi gấu 650 tộc huynh đệ. Mà là, đại quân hùng tộc huynh đệ muốn 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 chỉ thấy mấy chục cái hùng tộc thân ảnh một bên ngao thấu kêu một bên dồn dập bật bạc tới bật trợ đi ma tâm tà kính kém chút không có thổ huyết đồ chơi gì nhân tộc này tu sĩ rốt cuộc là cái quỷ gì vì sao trong đầu hắn toàn bộ đạp mã chính là những đồ chơi này khắc khổ tu luyện đâu trở nên mạnh mẽ quyết tâm đâu đối với thiên tài địa bảo đối với nghịch thiên cơ duyên đối với quyền lợi đối với cô gái những thứ kia truy cầu cùng dục vọng đâu vì sao tất cả cũng không có Ma tâm tà kính tuy là trăm mối không lời giải, nhưng rất nhanh thì chuyển hoán mạch suy nghĩ, nếu tìm không được đối phương ẩn tàng tại sâu trong nội tâm dục vọng, vậy không bằng tìm một cái sợ hãi của hắn. Vì vậy Ma tâm tà kính lần thứ hai phát động lực lượng, rất nhanh, hình ảnh trước mắt lần thứ hai nhất chuyển. Muốn 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 kèm theo quỷ dị BGM tiếng, Ma tâm tà kính trước mắt lần thứ hai xuất hiện một đám đủ mọi màu sắc năng tộc thân ảnh, vẫn là quen thuộc kia dáng người, quen thuộc vũ đạo. Vì sao? Cái này tơ mờ giờ là vì cái gì? người này đạp mã bị điên rồi. Ma tâm tà kính may mà là một cái gương, không phải vậy lúc này tuyệt đối tức học máu. Nhiều ma tâm tà kính từ trước tới nay chưa từng gặp qua có cái nào cường giả tê thế giới nội tâm bên trong, toàn bộ đạp mã chính là loại này hắc gia đồ chơi chưa từng có. Hành, tìm không được dục vọng cùng sợ hãi như thế nào? Bản kính, chẳng lẽ còn không thể sáng tạo mới dục vọng cùng sợ hãi sao? Thật sự cho rằng bản kính thực lực, chỉ có như vậy sao? Ma tâm tà kính giữ tận cười, hoàn toàn bị kích phát rồi ý chí chiến đấu rất nhanh, đang ở tắm có thể ốc liền nghe được một trận âm thanh. Lạch cạch. Theo nhất thanh thúy hưởng, hùng đại vừa quay đầu lại, liền thấy trước mắt xuất hiện một cái kỳ dị trái cây. Tiên linh thánh quả. Mà một trận đại đạo đốt thanh âm dường như sấm sét chảy vào gấu thái trong đầu, lật qua lật lại chính là một cái ý tướng. Ăn nó, ăn cái này tiên linh thánh quả, ngươi là có thể lập tức thành tiên. Tiên linh thánh quả. Ăn lập tức có thể thành tiên. Tắm gấu thái đều sợ ngay người, càng là mắt nhìn không chấp cái này kiwi thật. Ha ha ha, à, tiên linh thánh quả là tiên giới độc hữu vật, so với Bồ đề quả hiệu quả còn cường đại hơn. Thành tiên lực hấp dẫn, không có bất kỳ nhân tộc cường giả có thể ngăn cản. Đến đây đi, chỉ cần ngươi nhìn không được ăn lời của nó. Ha ha. Ma Tâm Tà Kính âm u vô cùng nở nụ cười gằn. Ma Tâm Tà Kính đối với cái này tiên linh thánh quả tràn đầy tự tin. Bởi vì, này cũng không phải thuận tay chế tạo, mà là từ vẻ ngoài đến khí tức rồi đến đường lớn này đốt thanh âm cùng tư thái toàn bộ trăm phần trăm hoàng mỹ bắt chước chân chính tiên linh thánh quả mà thành bởi vì ma tâm tà kính xác thực đã từng tận mắt rõ ràng vô cùng thấy qua có thể được nói mà thành tiên tiên linh thánh quả mà chỉ cần bị ma tâm tà kính gặp qua dù cho một lần vật ma tâm tà kính có thể hoàng mỹ hoàng nguyên cùng sáng tạo ra giống nhau như đúc tư thái thậm chí ở ma tâm tà kính huyễn cảnh bên trong ăn cái này tiên linh thánh quả phía sau đắc đạo mà thành tiên lúc tư thái lực lượng thành tiên thể nghiệm đều là trăm phần trăm hoàng nguyên cùng chân thật giống nhau như đúc. Cái này mới là ma tâm tà kính chân chính đáng sợ chỗ. Cũng là không có bất kỳ cường giả có thể chống đỡ được ma tâm tà kính ảo cảnh nguyên nhân căn bản. Sở hữu cường giả bước vào huyễn cảnh, liền như cùng trong kính thế giới, chỉ cần thân ở cái này trong kính thế giới gặp phải toàn bộ, đều là trăm phần trăm chân thật, từ xúc cảm, từ thanh âm, từ gặp phải toàn bộ, đều là tuyệt đối chân thật. Chỉ là đây hết thảy, đều chỉ tồn tại ở trong kính thế giới. Ha ha ha, chỉ cần ngươi còn là nhân tộc, tiên linh thánh quả lực hấp dẫn, ngươi liền tuyệt đối không đỡ được. Ma tâm tà kính đắc ý nhìn xuống hùng đạt, tràn đầy tuyệt đối tự tin. Hoa tắc, là tiên linh thánh quả ai? Thật thần kỳ đâu. Ăn thì có thể được đạo thành tiên ư. Gấu hai mắt sáng lên, nhìn không được hưng phấn nói. Sau đó, gấu thái thông thạo lật cả người, thay đổi một cái tư thế, tiếp tục tắm. Chính là cách ta quá xa, còn muốn bò ra ngoài bồn tắm, quá phiền toái. Quên đi, lần sau sẽ bàn, vẫn là cái này tắm thư chân. Hùng Đạt nằm úp sấp trong bồn tắm, ung dung mở miệng đến. Ma tâm tà kính toàn bộ kính choáng váng. Cái quỷ gì? Ngươi hắn kiểu cái quỷ gì? Cách quá xa. Cái này tiên linh thánh quả cách ngươi liền đạp mã mười thước cũng chưa tới, ngươi cư nhiên ghét bỏ quá xa. Ngươi, còn có thể lười đến nước này sao? Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Ma tâm tà kính kính tọa đều sắp tức điên. Chương 1856 Vô giải trong kính giới, Nguồn Mê truyện audio com Ma tâm tà kính cũng từng nghĩ tới, vạn nhất một phần vạn, người này sở hữu nghịch thiên đại nghị lực, có thể nhìn được đắc đạo thành tiên mê hoặc, tuy là cái này mấy hô không có khả năng. Nhưng ma tâm tà kính vạn vạn không nghĩ tới. Cái gia hỏa này cư nhiên ngại quá xa. Ngươi tờ mờ giờ một cái có thể xuyên qua tinh huy cổ lửa cường giả, liền tờ mờ giờ mười thước đều chẳng muốn đi. Cam. Nhưng ma tâm tà kính rất nhanh thì bình phục lại. Tiên linh thánh quả không được, vậy đổi một cái hoa lạp lạp. Vì vậy sau một khắc, gấu thái bồn tắm bên cạnh kèm theo một trận tiếng oanh minh, sau một khắc, một thanh trường kiếm liền âm âm hạ xuống, cắm vào gấu thái bồn tắm bên cạnh, đúng lúc là gấu thái đưa tay liền có thể đến vị trí. Thanh trường kiếm này chỉ là cắm trên mặt đất, trên đó thì có đại đạo vằn, còn có long phượng hư ảnh vần quanh, tản ra uy áp, càng là viễn siêu đế khí. Tiên khí kiếm, kiếm tiên cửu lê. Đây chính là thứ thiệt tiên khí. Là tiên giới đều hơi có danh tiếng kiếm tiên cửu lê càng là chân tiên cửu lê ngự dụng bội kiếm như thế nào không có bất kỳ người nào tộc tu sĩ có thể nhìn chịu cái này kiếm tiên cửu lê lực hấp dẫn không có tuyệt đối không có không muốn nói thông thường tiên nhân cái này kiếm tiên cửu lê thậm chí đã đủ dẫn động rất nhiều chân tiên đánh đập tàn nhẫn tranh đoạt đến đây đi bản kính ngược lại muốn nhìn một chút ngươi bây giờ còn có thể nhìn được ma tâm tà kính đắc ý lần thứ hai nở nụ cười đây chính là thứ thiệt kiếm tiên cửu lê, đương nhiên, chỉ là trong kính cái bóng, nhưng bất kể là vẻ ngoài, khí tức, hay là đang cái này trong ảo cảnh phát huy ra uy năng, đều là tuyệt đối chân thật. Không có chút nào giả tạo. Sở dĩ, cho dù cái này ăn mặc da gấu nhân tộc không biết chân tiên cửu lê tên, cũng tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được cái này tiên kiếm lực hấp dẫn. Mấu chốt nhất là cái này kiếm tiên cửu lê chỗ ở vị trí, chỉ cần người này đưa tay là có thể đến. Cái này một lần, nhìn ngươi làm sao bây giờ? ma tâm tà kính giữ tận cười lần thứ hai tràn đầy tuyệt đối tự tin hô 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 phu 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 ma tâm tà kính đợi nửa ngày kết quả gấu đại vẫn không nhúc nhích còn từ từ truyền ra ngáy to tiếng ma tâm tà kính lúc này mới phát hiện đối phương cương nhiên đạp mã đang ngủ uy đây chính là kiếm tiên cửu lê phu 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 nhân tộc này đạp mã tại sao phải ngủ phu 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 ăn mặc da gấu áo khoác ngâm mình ở cái ao này bên trong, ở nơi này nguy cơ tứ phía trong tuyệt cảnh vì sao có thể ngủ lấy. Hô! Hô! Ma tâm tà kính toàn bộ kính đều nhanh nứt rồi. Lãnh tĩnh! Ma tâm tà kính chung quy là đến từ xa xôi tuế nguyệt trớ chú khí, trông dết vô tận cường giả, lại làm sao có khả năng đơn giản bị một cái nho nhỏ nhân tộc tức giận tâm tính bạo tạc. E rằng! Bản kính tiến nhập một cái ngộ khu. Người này, e rằng cũng không phải là dựa vào chính mình lực lượng bước vào nơi này. E rằng, hắn chính là một cái bệnh tâm thần, hoặc là hắc gia. Mà Tâm Tà kính vào giờ khắc này, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Như vậy tới nay, toàn bộ liền nói thông. Cũng không phải tự cầm ra toàn bộ huyễn cảnh vật lực hấp dẫn không đủ, mà là đối phương đầu óc thì có hố, cả người chính là cái bệnh tâm thần. Nếu đầu óc không bình thường, như vậy dùng bình thường thủ đoạn đối phó hắn, dĩ nhiên là không có hiệu quả. A a a a ha 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 ha. Sau khi nghĩ thông suốt, mà Tâm Tà kính nhịn không được cười gằn bởi vì ma tâm tà kính đã biết nên làm như thế nào tuy là ma tâm tà kính tự thân không cụ bị trực tiếp sức chiến đấu nhưng trải qua dài dòng tuế nguyệt hút ăn không biết bao nhiêu cường giả ma tâm tà kính tự nhiên có thuộc về mình chiến đấu thủ đoạn nếu đối phương liền là cái đầu óc có vấn đề bệnh tâm thần thực lực dường như cũng rất nhỏ yếu cái kia hạ tất phiền toái như vậy trực tiếp xuất thủ cường sát liền có thể ung ung sau một khắc toàn bộ dưới đất đại sảnh đều ầm vang đứng lên, vô số thủy tinh trực tiếp chấn động kịch liệt đứng lên, trải rộng khu này vượt vô số cái gương cũng là đồng thời hóa thành vũ khí, sau đó toàn bộ hội tụ đến một cái phương hướng. Ma tâm tà kính bản thể phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Động đất. A à được. Gấu đại nguyên bản đều ngủ lấy, kết quả bị chấn tỉnh. Ngẩng đầu một cái, gấu thái liền trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn. Ung ung. Ở tiếng oanh minh và toàn bộ đại sảnh chấn động kịch liệt bên trong, hùng đại liền thấy một mặt ước chừng mấy ngàn thước khổng lồ hát sát cái gương vô tận khí tức tà ác đang từ cái gương này bên trên không ngừng tràn ngập ra nhân tộc bản kính tên là ma tâm tà kính ngươi thành công chọc giận bản kính nhưng mặc kệ ngươi sở hữu thế nào nghịch thiên lực lượng ở ngươi bước vào nơi này trong nháy mắt ngươi liền đã thua bởi vì này toàn bộ đại sảnh đều là bản kính trong kính giới ma tâm tà kính giữ tận mở miệng mang theo tuyệt đối đắc ý bởi vì từ tinh huy cổ lửa bên kia xuyên qua thông đạo sau đó mọi người một ngày bước vào cái này trải rộng thủy tinh cùng cái gương khu vực liền triệt để thất bại bởi vì này cả phiến khu vực kỳ thực đều là ma tâm tà kính trong kính giới thế giới mặc kệ đối phương cường đại cỡ nào một ngày bước vào ma tâm tà kính trong kính giới thế giới vậy triệt để không có bất kỳ phản kháng thủ đoạn ở trong kính giới trong thế giới toàn bộ không gian thời gian thậm chí pháp tắc toàn bộ đều là ma tâm tà kính định đoạt hơn nữa có thể tự nhiên sửa chữa cùng xóa đi. Cũng liền nói, lại cường đại tồn tại, thân ở trong kính giới thời điểm, hắn toàn bộ lực lượng, đều có thể bị ma tâm tà kính một cái động niệm liền trực tiếp xóa đi. Tuy là ma tâm tà kính không có thuần túy năng lực chiến đấu, nhưng thay vào đó, lại là cái này có thể nói ăn gian cấp khủng bố đặc thù có thể lực nhi. Chương 1857 Cái này còn có thể thua. Nguồn Mê truyện audio.com Không tồn tại nguyên bản ma tâm tà kính đều là dùng ôn thuận nhất thủ pháp thi triển lực lượng hóa thành phân thân lợi dụng người xâm lăng tự thân dục vọng cùng sợ hãi một cái một cái giải quyết nhưng trước mắt cái này ăn mặc da gấu áo khoác da hỏa cư nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng cái kia bản kính cũng chỉ phải tự mình động thủ trong kính giới gấu thái sợ ngay người vẻ mặt mộng bức lăng tại chỗ dường như không phản ứng kịp giống nhau có lẽ là 180.000 năm không có gặp phải người xâm lăng, mà tâm tà kính thực sự nhìn không được, vì vậy khoe khoang rồi mình một chút cái này trong kính giới đáng sợ. Xem cái này biển lửa sao? Mà tâm tà kính một tiếng nói nhỏ, sau một khắc, quen thuộc tồn tại, để viêm tinh huy cổ lửa âm âm bạo phát. Ngoà tao. Gấu đại nhất thời sợ ngay người. Bởi vì trước mắt tinh huy cổ lửa bất kể là khí thế vẫn là uy năng, đều cùng phía trước thấy giống nhau như đúc A ở nơi này trong kính giới, bất luận cái gì đã từng bị bản kính thấy qua tồn tại, bất kể là tiên khí, vẫn là thiên hỏa, hay hoặc là cường giả, bản kính đều có thể tự nhiên mô phỏng mà ra. Hơn nữa cụ bị đầy đủ vô cùng lực lượng. Nhưng cái này trong kính giới chân chính đáng sợ, còn không phải là cái này. Ở nơi này trong kính giới, toàn bộ pháp tắc, toàn bộ từ bản kính quyết định. Tỷ như, bản kính nói, cái này trong kính giới, không cho phép tồn tại hỏa diễm. Mà tâm tà kính chậm rãi nói, cuối cùng mới là lời nói xoay chuyển trực tiếp mở miệng nói ra dường như mệnh lệnh một dạng lời nói. Sau một khắc, ttt, bàn bạc vô biên tinh huy cổ lửa, dĩ nhiên trực tiếp biến mất vô ảnh vô tung. Ngoà tao, gấu đại nhất thời sợ ngay người, nhưng kinh người hơn, vẫn còn ở phía sau. Bản kính nói, cái này trong kính giới, không cho phép tồn tại thủy. Mà tâm tà kính một câu nói, gấu đại tắm nước trong bồn tắm, cương nhiên vô căn cứ liền tiêu thất. Cái gì? Gấu đại lần thứ hai rung động như thế thanh tú sao? Bản kính nói, ngươi bây giờ, chỉ là một người bình thường phàm nhân. Theo ma tâm tà kính tiếng nói nhỏ, sau một khắc, đáng sợ hơn một màn liền ra phát hiện. Ngoa tao. Gấu đại cúi đầu, liền rung động phát hiện, tu vi của mình, thân thể lực lượng dĩ nhiên toàn bộ tiêu thất. Mình bây giờ, liền như cùng Delta Beta vừa bước vào trò chơi lúc giống nhau, dĩ nhiên chỉ có linh mạch cảnh đỉnh phong tả hữu thực lực. Bởi vì ở ma tâm tà kính trong nhận thức biết, cái gọi là phạm nhân, thực lực đại khái thì tương đương với thần ma tháp thời đại linh mạch cảnh đỉnh phong tả hữu. Ha 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 ha. Ở nơi này trong kính giới, toàn bộ pháp tắc, toàn bộ quy củ, toàn bộ từ bản kính lựa chọn. Mất đi toàn bộ lực lượng, pháp tắc toàn bộ từ bản kính chế định, hiện tại, người như thế nào cùng bản kính đấu. Thời gian qua đi dài dòng tuế nguyệt, bản kính rốt cuộc có thể lại một lần hưởng thụ, đây tuyệt đối nghiền ép cảm giác. Ha 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 ha. Cho bản kính, ma tâm tà kính giữ tận cười ha hả lập tức mở ra quỷ dị kia miệng to như chậu máu liền chuẩn bị một ngụm đem hùng đại toàn bộ nuốt vào lúc này ma tâm tà kính tràn đầy tuyệt đối tự tin đối phương một cái đầu óc không bình thường bệnh tâm thần tu vi và thực lực toàn bộ bị chính mình xóa đi mà nơi đây lại là trong kính giới toàn bộ pháp tắc cùng quy của mình nói tính đối phương sở hữu đồng đội đã đợi cùng là toàn diệt cái này sống còn không phải là thắng chắc cái này còn có thể thua không tồn tại coi như đối phương là tiên đế chuyển thế, đều đạp mã không có khả năng phiên bàn. Tuyệt đối. Nhưng ngay lúc này, gấu lại chậm rãi đứng dậy, đứng trong bồn tắm, chậm rãi giơ hai tay lên, lòng bàn tay chắp tay trước ngực đặt lòng ngực phía trước. Triệu hoáng. Thật lục phi ca. Phát hiện. Ung ung. Kèm theo một cột sáng, ở ma tâm tà kính ánh mắt kinh ngạc bên trong, một đạo thân ảnh ra kim sắc mũ rơm, kim sắc chiến hùng bộ, phối hợp vang động trời BGM tiếng. Cây cái năm hài, hắn tới gấu đương nhiên triệu hoán làm sao có khả năng triệu hoán đi ra mà tâm tà kính toàn bộ kính đều mộng ép nơi này chính là chính mình trong kính giới một dạng triệu hoán căn bản không khả năng thành công cho dù là khổng lồ mà cổ xưa thế lực cường giả nỗ lực triệu hoán tông môn tế bái tiên lửa cũng không thể thành công vì sao như thế một cái đầu óc không bình thường gia hỏa lại có thể thành công triệu hoán gì ta không phải mới online sao vì sao biết xuất hiện ở nơi này Vương Lục Phi vẻ mặt mộng bức nhìn trước mắt cắt. Ở Lam Thủy Tinh bên trên mới vừa thi xong hai lớp thi cuối kỳ, vì vậy Vương Lục Phi dự định hơi chút lo dinh chơi một mười phút, hóa giải một chút thi tâm tình khẩn trương. Kết quả vừa online, liền mạc danh kỳ diệu quan mang lóe lên, xuất hiện ở nơi đây. Lục Phi ca, cứu ta, cái này cái gương là đại phôi đảng, tinh thần ca bọn họ tất cả đều rơi vào trong nguy hiểm, ô minh minh, chúng ta chỉ có thể dựa vào ngươi. Gấu, thành thạo mở miệng, trực tiếp lớn tiếng kêu lên cứu mạng. Gấu thái phát động triệu hoáng, Dĩ nhiên không phải triệu hoán lưu ngoạn gia thiên hỏa tâm lửa phối hợp đạo vận bảo thạch cái loại này phương thức, mà là thuần chính không gì sánh được, mượn năm. Không hệ thống hoàn toàn mới ra kiến trúc, triệu hoán lực lượng thần điện, trực tiếp đem vương lục phi bản tôn triệu hoán 1.8 tới rồi. Triệu hoán thần điện là năm. Không thời đại hệ thống thăng cấp sau đó, cùng đạo chi thánh điện, cổ ma đại điện chờ, các loại cùng xuất hiện tân kiến trúc đại lão người chơi có thể mang chính mình ấn ký ở lại triệu hoán thần điện bên trong, cái này dạng thái kê người chơi có thể một ngày một lần, phát động triệu hoán, trực tiếp triệu hoán đại lão ngoạn gia phân thần kính giống như, hoặc là, trực tiếp triệu hoán bản tôn. Thân là toàn bộ server nhất hắc gia chính là cái kia tử, gấu thái tự nhiên là không nói hai lời, trực tiếp triệu hoán bản tôn. Chính diện cương. Mới cái kê nhi, cái gì? Tất cả mọi người rơi vào trong lúc nguy hiểm rồi hả? Ta hiểu được. Đánh bạc toàn bộ, ta nhất định sẽ đã đảo ngươi. Vương Lục Phi tuy là vẫn không hiểu tình huống gì, lại thông thạo bày ra tư thế, trong nháy mắt liền đốt lên. Chương 1858 Phẫn gấu ăn kính Nguồn Mê truyện audio com Hành Ngu xuẩn Không phải là mạnh một chút mà thôi, lại muốn đã đảo bản kính. Ha 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 Mà tâm tà kính xem Vương Lục Phi cũng người mặt mau nhung nhung da gấu áo khoác, không phải là nhan sắc là hoàng kim màu sắc sở dĩ trong nháy mắt nhất định. Cái này gọi lục phi ca gia hỏa, cũng là một đầu óc không bình thường bệnh tâm thần không phải là so với kia cái tắm mạnh mẽ một chút mà thôi cái là tắm hát da một cái mang mũ rơm hát da cái kia không yên nguyên vẫn là hát da sao sở dĩ ma tâm tà kính chẳng những lớn ý còn lớn hơn ý thành biển nơi này là trong kính giới nơi này toàn bộ pháp tắc cùng quy tắc đều là bản kính định đoạt ngươi cũng thay đổi thành phàm nhân a à. ha 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 ma tâm tà kính giữ tận cười trực tiếp ra lệnh một tiếng liền phát động chính mình lực lượng, nỗ lực đem Vương Lục Phi cũng như gấu giống nhau biến thành phạm nhân. Nhưng mà... Răng rắc. Nhất thanh thúy hưởng, mà tâm tà kính chẳng những không thành công, tự thân trên mặt kiến lại vẫn hiện lên đạo liệt ngân. Mà tâm tà kính toàn bộ kính đều tình ép. Cái quỷ gì? Vì sao chính mình lực nhất đối với cái này ăn mặc da gấu sáu trang ngu ngốc vô hiệu không nói, chính mình lại vẫn bị phản phệ, mặt kính bị suy giảm tới bổn nguyên tổn thương. Gặp quỷ. Thật đạp mã gặp quỷ vương đưa hóa thân. Xanh đơn cùng hát đơn. Vương Lục Phi căn bản không lời nói nhảm, trực tiếp liền bạo phát toàn lực, cánh chim màu đen cùng cánh chim màu xanh nhất tề nở rộ ở sau người trong hô hấp. Hai vị vô địch tiên đế khí tức, liền hoành áp toàn trường, trực tiếp trung động toàn bộ trong kính giới hầu như lân cận tan vỡ. Trong kính giới xác thực có thể mô phỏng ra bất luận cái gì nhìn thấy vật. Nhưng có thể mô phỏng ra tới là một chuyện, có thể hay không chịu nổi, lại là một chuyện khác. Răng rắc răng rắc răng rắc. Kèm theo vô số tiếng vỡ vụn, Vương Lục Phi còn không có xuất thủ, mà Tâm tà kính mấy ngàn thước cự đại trên mặt kiến liền nứt toát ra vô số vết trách, đã bị trọng thương. Không có khả năng. Đây là trường sinh tiên đế chính thống truyền thừa chi lực. Chờ, các loại, màu đen kia khí tức, cái kia là ai lực lượng? Vì sao dĩ nhiên không chút nào hư trường sinh tiên đế? Mà tâm tà kính toàn bộ kính đều ngu. Vì sao? Vì sao đồng dạng là ăn mặc mau nhung nhung da gấu sáu trang? Cái kia tắm liền cùng một cái não không bình thường hát da giống nhau mà cái này cái mang mũ rơm, lại đạp mã nâng tay chính là vô địch tiên đế trường sinh tiên đế truyền chi. Không chút nào thua trường sinh tiên đế một cổ khác xưng vô địch tiên đế cấp bậc truyền thừa chi lực chẳng lẽ là bị trường sinh nhất tộc tận lực ẩn tàng tại lịch sử cổ xưa bên trong, một vị kia tồn tại truyền thừa chi lực. Mã Đức, gặp quỷ. Thực sự gặp quỷ. Mà tâm tà kính liền cảm giác mình dường như ở ven đường đi đập chết con kiến, kết quả con kiến bên trong, đột nhiên nhảy ra nhất tôn chân lông giống nhau quỷ kéo. Các ngươi lại muốn gạt ghê tởm a bản kính có thể nào chết ở chỗ này thời gian không gian cái này trong kính giới toàn bộ toàn bộ ngừng kết a ma tâm tà kính hoảng sợ chí cực trống dẫn đến lập tức sau một khắc trong kính giới toàn bộ không gian cùng thời gian toàn bộ đều động lại Gấu thái càng là một đầu ngón tay đều không nhúc nhích được rồi chỉ có thể trơ mắt trừng lớn hai mắt nhìn lấy đây mới thật là tỉnh toàn bộ ở như vậy lực lượng dưới cho dù là nhất tôn chân long đều sẽ bị cầm cố toàn bộ vẫn không nhúc nhích chỉ có thể bị ma tâm tà kính nghiền ép mà chết. Nhưng mà... Ung ung. Lương mộc thanh sắc cùng cánh chim màu đen vương lục phi, lại lăng không dựng lên, chấn vỡ vô số cầm cố chi lực trực tiếp Dết tới ma tâm tà kính trước mặt. Chưa từng có nhiệm bực nào tồn tại có thể hạn chế ở hắc dực tiên đế. Mà vương lục phi trên người lực lượng, chính là tới từ hắc dực tiên đế nhất chính thống truyền thừa chi lực. Chờ một chút, đừng giết bản kính, bản kính có thể cho ngươi toàn bộ. Thành tiên lực lượng, nữ nhân đẹp nhất, chí cao quyền lợi. Tâm tà kính thực sự sợ, vội vàng hoảng sợ la lên. Ma tâm tà kính cũng không tin. Trước mắt cái này gọi Lục Hình Ca thiếu niên, sẽ không đối với mấy cái này tâm đồng. Thế gian vạn vật cũng không kịp ta đám tiểu đồng bạn trọng yếu. Cho ta, chết. Nhưng mà, Vương Lục Phi đó là căn bản không có bất kỳ do dự nào, một lần hành động mà ra, liền trực tiếp đánh xuyên ma tâm tà kính mặt kính. Phanh. Kèm theo một tiếng tiếng oanh minh mấy ngàn thước cự đại ma tâm tà kính bản thể, rốt cuộc ở trong tiếng nổ triệt để 807 nứt, đến chết, ma tâm tà kính đều muốn không thông. Đều là ăn mặc mau nhung nhung da gấu sáu trang, vì sao cái này gọi lục phi ca lại đạp mã mạnh gấp một vạn lần đều không ngừng. Chẳng lẽ nói, đây chính là trong truyền thuyết. Phẫn gấu ăn kính. Ghê tẩm A, theo ma tâm tà kính sau cùng bi phẫn, khổng lồ mặt kính bản thể, hoàn toàn tan vỡ thành cặn bã, lập tức hóa thành vô số sương mù màu đen tiêu tán. Trong kính giới cũng là triệt để tan vỡ tiêu thất, nổi lên cái này dưới lòng đất đại sảnh bộ mặt thật sự. Thi cốt chi hải. Toàn bộ đại sảnh, ánh mắt đạt đến, toàn bộ đều là thi cốt, hơn nữa không riêng có nhân tộc, còn có ma tộc, long tộc trùng tộc từng cái dị tộc. Nhưng hấp dẫn nhất gấu ốc cùng vương lục phi chú ý, cũng là cái kia hơn 5 ngàn cái kết tinh, mỗi một cái kết tinh bên trong, đều phong ấn một thân ảnh. Có tinh thần, có Sphidi Beta, cũng có tư mã giới, tọa sơn bá đám người. Bất quá lúc này, theo ma tâm tà kính tử vong, những thứ này kết tinh cũng bắt đầu chậm rãi hòa tan thoạt nhìn lên chờ chốc lát, mọi người có thể tự động thu được giải cứu. Nhưng lúc này, mì thịt bò, ngồi cầu trở về, lần thứ hai lo dinh chương 1859. Là ai? Cứu vớt mọi người là ai? Không hổ là lục phi ca, quá mạnh mẽ. Gấu đại kích động nói, sau đó cúi đầu nhìn một cái. Sau đó hùng đại thì càng vui vẻ, so với triệu hoán lục phi ca cứu mọi người cao hứng. Bởi vì nước trong bồn tắm, nó, đã trở về. Chính mình lại có thể tắm tắm. A, à, vui vẻ. Gì? Tinh thần ca bọn họ đây là bị bắt rồi sao? Hoa Tắc thoạt nhìn lên thật sự rất tốt nguy hiểm đâu, không nghĩ tới bọn họ tất cả đều bị bắt. Vương Lục Phi xoay chuyển ánh mắt, lúc này mới phát hiện ngoại trừ Hùng Đại, mọi người đều bị nhốt vào chấm dứt tinh bên trong. Đúng vậy a, à, được rồi, Lục Phi ca, ngươi không phải đang thi sao? Thi làm sao rồi à? Gấu Đại một bên tắm, một bên từ hoa hoa vị trí bên trong móc ra một chai băng linh rượu, thông thạo rót một chén, đưa cho Vương Lục Phi à cái này. Vừa nhắc tới sát hạch, Vương Lục Phi liền sắc mặt sụp đổ. Quá khó khăn. Lần này thi cuối kỳ, thực sự quá khó khăn. Ai, nếu như thi cuối kỳ cũng có thể giống như vừa mới cái kia bốt giống nhau đơn giản thì tốt rồi. Vương Lục Phi nhìn thoáng qua vỡ thành mảnh vụn ma tâm tà kính, không nhìn được cô đến. Hoa tắc. Đây là. Hoàng Kim Chiến Hùng chụp mũ sao? Bất quá lúc này, Vương Lục Phi cúi đầu nhìn một cái, liền phát hiện chính mình một thân mới tinh hoàng kim gấu thái sáu trang, nhất thời hai mắt toát ra kim quang. Đối với, đây chính là ta thiết kế tỉ mỉ, toàn bộ server duy nhất hạng định khoản, hoàng kim chiến hùng bộ. Phần eo hai bên là mini dạng đơn giản siêu cấp lớn âm hưởng, tự động phát hình BGM. Nơi bả vai có không gian giới chỉ, bên trong gửi thật nhiều xiên nướng, hoa hoa vị trí thả tủ lạnh lớn, thiên thời điểm nóng có thể tự động làm lạnh, làm cho phi ca hoa hoa vẫn bảo trì tuyệt đối nhẹ nhàng khoan khoái gấu thái một cái hưng phấn lên. Vì lục phi ca giải thích. Hòa tắc, gấu đại ca, ngươi thật lợi hại. Nơi nào nơi nào, vẫn là lục phi ca lợi hại. Thiên A, kê nhi vị trí nơi đây lại còn có thể rút ra một người nướng cái. Cái kia nhất định. Được rồi, rốn vị trí cái kia lôi kéo, có thể bài trừ xiên nướng chan, có ngũ vị hương vị, có tê cây vị. A, ăn ngon thật. Cái này xiên nướng ăn quá ngon. Hương A. Đây chính là nguồn nước và dòng sông Thâm Hải Vương, ngao, chính là Delta Beta đại kịch tình cuối cùng nhóm kia tà thần lệ thuộc trực tiếp thăm hải vương trên người, hiện tại giá cả lão đắt đâu. Vương Lục Phi cùng gấu đại một bên khoái trá nói chuyện phím, một bên kích động mà hưng phấn thể nghiệm một cái hoàng kim chiến hùng bộ trên người các loại mới mẻ chơi vui địa phương. Bất tri bất giác, 10 phút liền đi qua. À, gấu thái ca, ta muốn hạ tuyến, ngày mai còn có sát hạch đâu. Là ngữ văn cùng số học, ai, khó khăn nhất sát hạch sắp tới. Vương Lục Phi lưu luyến đứng dậy, lập tức liền chuẩn bị lo cút. Lục Phi ca, gia nhập vào chúng ta chiến hùng tộc A. Nhưng vào lúc này, Hùng Đại bỗng nhiên đứng dậy, nói thật. Vương Lục Phi nhất thời ngây ngẩn cả người, nhưng lập tức liền cười rồi. Tốt. Vương Lục Phi hoàn toàn không suy nghĩ nhiều, một ngụm liền đáp ứng. Hảo A. Gấu Thái nhất thời đại hỷ, lập tức móc móc hoa hoa vị trí, sau đó ba kỹ một tiếng, liền từ hoa hoa vị trí móc ra một cái dài ba, bốn mét hoàng kim bồn tắm. Lục Phi ca, đây là ta toàn lực chế tạo ra kiểu mới nhất, hoàng kim bồn tắm bên trong kèm theo nhiều loại công năng. Hiện tại thuộc về ngươi lập Từ hôm nay trở đi, Lục Phi ca ngươi chính là chúng ta chiến hùng tộc vinh quang đại dũng sĩ. Hùng đại hưng phấn nói, lập tức đem hoàng kim bồn tắm đặt ở vương Lục Phi trước mặt. Hòa tắc, cảm ơn gấu đại ca. Đây là ta gặp qua giỏi nhất bảo bối. Vương Lục Phi còn là đợi một lần nhìn thấy hoàng kim bồn tắm, nhất là nghe được kèm theo nhiều như vậy công năng, cả người đều kích động phá hư, vì vậy liền vui vẻ nhận. Một bên, ma tâm tà kính một khối trong mảnh vụn, chậm rãi chảy xuống một giọt nước mắt màu đen. Bản kính hứa hẹn toàn bộ, lại vẫn đạp mã không bằng một cái phá bồn tắm. Mà tâm tà kính cuối cùng còn sót lại một tiêu oán niệm, cũng bị triệt để tức điên, hoàn toàn tan thành mây khói. Vương Lục Phi cùng Hùng đại cáo biệt sau đó, theo thân thể một trận hư huyễn, đã bị triệu hoán lực lượng thần điện đưa về tông môn. Dù sao triệu hoán thần điện mỗi lần triệu hoán bản tôn, tối đa duy trì liên tục 10 phút mà thôi, cũng không phải vô hạn. Rất nhanh, trống trải trong đại sảnh, cũng chỉ còn lại có gấu đại một người, còn có cái kia xa hoa bồn tắm. Sau một lát, chuyện gì xảy ra? Vì sao đột nhiên lại có thể lên tuyến? Tinh thần mở hai mắt ra, lần thứ hai lo có thể khống chế thân thể thời điểm, vẫn là vẻ mặt mộng bức. Giống như tinh thần mộng bức, còn có Speedy Beta chờ, các loại, còn lại hơn 2.000 danh tinh nhuệ người chơi. Mọi người đều là nhìn lấy chung quanh thi cốt chi hải, một trận sẩn tóc gáy sau đó, liền bỗng nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Lão tử vừa rồi. Không sẽ là kém chút ở ra rắm rồi A à công. Hô. 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 Lúc này, tư mã giới mấy người cũng là được thả ra, bọn chúng đều là sắc mặt trắng bệch, dường như sống sót sau tai nạn một dạng. Cùng tinh thần đám người rơi vào tuyệt cảnh, gây ra hệ thống bảo hộ chi lực tự động mất nét bất đồng, tư mã giới chẳng những thanh tỉnh thấy được ma tâm tà kính, còn bị ma tâm tà kính ăn hết một tia linh hồn. Cho dù là thoáng hồi tưởng lại vừa rồi linh hồn bị cắn xé thống khổ, tư mã giới liền sợ rung lên. Suy giảm tới hồn phách, muốn khôi phục lại, thật sự là thật quá khó khăn dù cho tư mã giới sở hữu nghịch thiên cấp bảo bối khác dưỡng thần mộc cũng cần tốn hao dài dòng tuế nguyệt mới có thể tẩm bổ khôi phục chính mình bị tổn thương hồn phách bất quá bây giờ tư mã giới rung động nhất cũng là rốt cuộc là ai là ai đánh bại cái kia ma tâm tà kính cứu vớt mọi người chương 1860 bản mặt mới rời khỏi một phút các ngươi liền đoàn diệt nguồn mê truyện audio com tư mã giới huynh mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra có thể hay không báo cho biết một cái tinh thần lúc này không ngại học hỏi kẻ dưới, trực tiếp chạy đến tìm đến rồi tư mã giới hỏi. Đúng vậy a, à, giới huynh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tòa sơn bá đám người vẫn thân ở huyển cảnh bên trong, cũng không biết chuyện gì xảy ra, lại theo bản năng nhận thấy được, chính mình mới vừa chỉ sợ là từ quỷ môn quan đi một vòng. Chuyện là như này. Mã giới cũng không giấu giếm, lập tức nhất ngủ nhất thập giải thích một chút. Nói đơn giản, chính là một cái ý tứ. Mọi người một bước vào nơi đây, liền trúng nguyền rũ khí ma tâm tà kính cái trồng, tại chỗ đoàn diệt. Nhưng dường như có một vị nghịch thiên tồn tại, đánh bại ma tâm tà kính, sở dĩ đại gia mới có thể thu được cứu. Gì? Tinh thần chấn kinh rồi. Cơ mơ nguyên lai like vừa rồi tự xem đến mọi người thần phục chính mình một mạng, là đạp mã huyễn cảnh à, mà. Chính mình trong nháy mắt liền bị lừa. Cam. Nghe xong tư mã giới giải thích, Speedy Beta đám người đều là kéo mặt mo hồng, đại gia cũng không ngốc, tự nhiên là kịp phản ứng, chính mình không có ngăn cản ma tâm tà kính bày huyễn cảnh mê hoặc, kết quả trực tiếp đoàn diệt. Thảo nào biết gây ra hệ thống BUG, 373 tập thể mất nét. Mà tao, nói như vậy, chúng ta vừa rồi trực tiếp đoàn diệt. Nhanh như vậy sao? Ta mới vừa rồi còn đã cho ta gặp phải cái kia 18 cái đẹp. Không thể nào. Nguyên lai like là ảo giác, ta liền nói vừa rồi vì sao ta gặp phải 18 cái đà. Khái khái. Đáng chết, chúng ta cứ như vậy đồ ăn sao. Vừa tiến đến liền đoàn diệt. Chờ, các loại, chúng ta toàn diệt, như vậy là ai cứu vớt chúng ta? Sẽ không sẽ là cái kia tiện qua qua chứ. À, à, à. Không thể nào. Ở đây người chơi nhóm rất nhanh thì kịp phản ứng, vì vậy đại gia cũng không nhìn được đang suy nghĩ là ai cứu vớt mọi người. Vì vậy cây cái, cái tiện qua qua thân ảnh, liền hiện lên trong đầu của tất cả mọi người. Nhất thời, đại gia lần thứ hai diệt máu. Đoàn diệt. A à Phi, gặp phải người nguy hiểm đều ở nơi này, như vậy, cứu vớt mọi người người nhất định ở bên kia, đi, đi xem không phải liền biết là người nào tinh thần vung tay lên, liền trực tiếp mang theo đại gia đi tới. Xuyên qua mấy cái khổng lồ thi cốt xếp, đám người rất nhanh liền thấy thân ảnh quen thuộc, hơn nữa. Là hai cái. BU 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 nằm úp sấp trong bồn tắm tắm gấu thái. Còn có quen thuộc cái kia toàn bộ server tối cường tiện oa oa, mì thịt bò. Phốc hắc. Tinh thần tại chỗ liền R một ngụm lão huyết. Không riêng tinh thần học máu, mọi người đều học máu bởi vì trước mắt chỉ có gấu thái cùng mì thịt bò, nói cách khác, cứu vớt tất cả mọi người cái kia cứu thế chủ, chỉ có thể là trong hai người này một cái. Là gấu thái sao? Một cái toàn bộ server nhất hát gia hát gia, cứu vớt bao quát tinh thần đám người ở bên trong toàn bộ server tinh nhuệ nhất hơn 2.000 người chơi cao cấp điều này đại biểu cái gì? Hơn 2.000 cái cao cấp tinh nhuệ người chơi cộng lại. Còn không bằng gấu ốc cái này hát gia. Như vậy, là mì ca sao? Vậy thì càng đau trứng. Đại gia bỏ qua mì ca hào hứng vọt tới cái này cái thứ hai đại sảnh, kết quả trực tiếp đoàn diệt, còn phải dựa vào mì ca chạy tới cứu đại gia nhưng đây không phải là then chốt cứu vớt tất cả mọi người mì ca, chẳng lẽ biết miễn phí cứu người sao? Vậy tuyệt đối không có khả năng. Phía trước chỉ là mở cửa đá, liền bắt chẹt một tỷ linh tinh, chỉ là làm cho đại gia đi qua để viêm tinh huy cổ lửa, cũng muốn bắt chẹt một tỷ linh tinh tối cường tiện qua oa mì ca. Cái này một lần lại cứu vớt mọi người. Vậy muốn bắt chẹt bao nhiêu linh tinh? Giờ khắc này, không ít người chơi cũng không nhìn được bưng biết chính mình thần thủy nhẫn, bắt đầu rồi lạnh run. Khụ khụ khụ, hung đạt phó tông chủ các hạ còn cái kia mặt lại mặt các hạ xin hỏi mới vừa rồi là ai mã giới cắn răng vẫn là một bước tiến lên mở miệng hỏi là ta là ta là ta cứu vớt mọi người ngao nhanh khen ta khen ta ta là không phải siêu dũng hùng đại nhất thời dơ lên tiểu thủ hưng phấn nói nghe được hùng đại lời nói mọi người đều là nghẹo đầu liền ngươi cái này tính tình còn có thể cứu vớt mọi người mã đức ngươi nói láo phía trước có thể hay không trước đừng tắm còn có ngươi đạp mã rõ ràng là chiến hùng tộc vì sao BGM lại thả dê thôn chi ca? Vang cầu ngươi, bình thường một chút điểm được không? Ừm. Tình huống gì? Đoàn bọn hắn diệt sao? Mì thịt bò sửng sốt, lại nhạy cảm phát hiện then chốt. Mặc dù không biết vừa mới xảy ra tình huống gì, dù sao mì thịt bò mới, chỉ có, ngồi cầu hoàn tất lo dình, thứ nhất, liền chỉ có thấy được hùng đạt một người, là thật hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng cái này không tí ti ảnh hưởng mì thịt bò há mồm lừa dối. A a a a, vấn đề đơn giản như vậy, các ngươi lại còn cần hỏi ai vạn vạn không nghĩ tới a à? bản mặt thoáng không ở các ngươi trực tiếp liền đoàn diệt ngươi còn có thể như thế món ăn sao các ngươi đồ ăn quả thực vượt quá bản mặt tưởng tượng mì thịt ung dung mở miệng cũng không có trực tiếp thừa nhận lại dùng mỗi cái thủ pháp nói gạt mọi người phốc tinh thần bên kia trên trán trực tiếp phun ra một đạo máu tươi quá tức giận thật sự là quá đạp mã khinh người thân là tinh thần điện kiểm tra đại thân là phó tông chủ một trong, thân là hẳn là xuất lĩnh toàn bộ server ngoạn gia tồn tại. Kết quả lại bị mì ca như vậy trào sau khi. Chính mình còn đạp mã không có biện pháp phản bác. Bởi vì sự thực chính là như vậy, chính mình mang theo đại gia vừa ly khai mì ca ánh mắt, xoay người liền trực tiếp tốc độ ánh sáng đoàn diệt, quả thực mất mặt vứt xuống thái cổ thời đại đi. Chương 1861 Thế nhưng các ngươi đoàn diệt Nguồn Mê truyện audio.com Tinh thần tuy là tức giận không lời nói, nhưng còn lại người chơi lại nhảy ra biểu thị không phục. Mika, ngươi căn bản không biết, vừa rồi chúng ta tao ngộ rồi thế nào nguy hiểm to lớn. Thế nhưng các ngươi đoàn diệt. Mã Đức, Mika, vừa rồi chúng ta gặp phải nhưng là trớ chú khí, mà tâm tà kính a, à, ngươi căn bản không biết. Thế nhưng các ngươi đoàn diệt. Mika, nơi đây so với trước kia để viêm tinh huy cổ lửa còn kinh khủng hơn a, à, vừa rồi. Thế nhưng các ngươi đoàn diệt. Ở đây người chơi nhóm dồn dập nỗ lực phản bác lại bị mì thịt bò thông thạo đoàn diệt tam liên, toàn bộ nén trở về. A a a, ghê tẩm mì ca người. Cư nhiên như thế vô sĩ. Đáng giận nhất là là, chính mình chẳng những đánh không lại mì ca, mấu chốt hơn là, thậm chí đạp mã liên phun đều phun bất quá mì ca. A a a, du sinh, có thể nào như vậy thê thảm? Ai, cái này một lần, là bản mặt sai lầm. Bản mặt thân là đoàn trưởng, ở ngoài sáng biết các ngươi lại nhỏ yếu, lại thái kê còn từng cái đần một nhóm đi bộ liền hầu tử cũng không bằng dưới tình huống lại vẫn không thể nào thiếp thân theo các ngươi đưa tới các ngươi chỉ là ly khai bản mặt ánh mắt một phút đồng hồ tự đương trường toàn diệt cái này một lần trách nhiệm ở ta là trách nhiệm của ta a à. nhưng đại gia yên tâm kế tiếp bản mặt biết chăm chú dẫn đội thống suất các vị che chở các vị tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện một màn này mì thịt bò lúc này đứng ra vẻ mặt bi thống cùng đau nhất định suy nghĩ qua thần tình chậm rãi mở miệng trong lời nói mang theo tràn đầy tự trách còn có hối hận. Mì ca cư nhiên nhận lầm. Thiên A, à, mì ca chẳng lẽ cải tà quy chính. Cư nhiên không có bắt chẹt chúng ta linh tinh. Chờ, các loại, các ngươi quan tâm điểm là không phải là không đúng. Ai tơ mơ giờ nhỏ yếu lại thái kê rồi hả? Còn tơ mơ giờ đi bộ liền hầu tử cũng không bằng. Cam, rõ ràng mì ca nhận lầm, vì sao ta ngược lại càng giận dữ. Phốc hắc. Rõ ràng là mì ca ở nhận sai, vì sao? Vì sao ta lại như vậy thổ huyết? Mọi người vừa nghe, tuy là ngay từ đầu có chút kinh ngạc, nhưng lập tức liền tỉnh táo lại, bọn chúng đều là tức giận cả người. Rung lập cập, lại vẫn cứ không có biện pháp phản bác. Bởi vì giống như mì ca theo như lời, đại gia sát thực ly khai mì ca ánh mắt một phút đồng hồ, liền trực tiếp tốc độ ánh sáng đoàn diệt, đây là sự thật không thể chối cãi A, à, mà Đức, ghê tẩm mì ca người OJB, đại viêm tối cường hỏa pháp cầm lên viêm ma chi chú y, không nhìn được nghĩ phát hỏa, thế nhưng vừa nghĩ tới vừa rồi đoàn diệt chuyện thật, vừa thương xót quen buông xuống. Quá khó tiếp thu rồi thật sự là quá oan uổng, tốt lắm tốt lắm, các vị đi theo bảng mặt phía sau a, à? để bản đoàn trưởng dẫn dắt các ngươi a, à? yên tâm chỉ cần nghe theo bản đoàn trưởng lời nói, chăm chú phục tùng bản đoàn trưởng an bài, nhất định bao các ngươi an toàn đi qua tất cả cửa ải khó khăn cùng cản trở. Mì thịt bò lúc này vung tay lên, đứng ở đội ngũ trước mặt nhất, khí phách mười phần nói rằng, giờ khắc này bất kể là tinh thần chờ, các loại người chơi, vẫn là tư mã giới chờ, các loại tam phương liên minh cường giả dù cho tức giận cả người run, cũng không biện pháp nói cái gì phản bác. Các vị, lãnh tĩnh A, kỳ thực dạng này cũng tốt, kế tiếp, mặc kệ xảy ra chuyện gì, trước hết để cho cái này mặc lại mặc đi ở phía trước thay chúng ta đạp bẫy rập. Nếu như hắn thành công phá giải bẫy rập, cái kia tự nhiên tốt nhất. Một phần vạn thất bại. Hắn đã chết, chẳng phải là tốt hơn. Tư mã giới vung tay lên, lặng yên truyền âm cho sau lưng một đám cường giả. Một đám cường giả ngay từ đầu xác thực rất biệt khuất cùng căm tức, nhưng lúc này vừa nghe tư mã giới lời nói, nhất thời hai mắt sáng lên. Đúng vậy. Nếu cái này thiên tây cái kia mặt lại mặt nghĩ ra danh tiếng, vậy hãy để cho hắn đi tuốt ở đàn trước thôi. Dù sao cái này truyền di tích, đệ nhất trọng cửa ải khó khăn là đế viêm tinh huy cổ lửa. Mà đệ nhị trọng cửa ải khó khăn lại là trớ chú khí, mà tâm tà kính. Cái này hai trọng cửa ải khó khăn bọn chúng đều là vượt rất xa mọi người năng lực bên trên cửa ải khó khăn, hầu như thuộc về hoàn toàn không hiểu. Không như vậy nhìn một cái, phía sau đệ tam trọng cửa ải khó khăn sợ rằng độ khó càng lớn. Thậm chí đại đế tới, cũng không nhất định có thể qua đi. Nhưng mà, cái này thiên tay cái kia mặt lại mặt, như thường thao túng đế viêm tinh huy cổ lửa, tiếp lấy lại lấy mọi người cũng không biết phương pháp, đánh bại trớ chú khí ma tâm tà kính, cứu vớt mọi người như vậy tới nay, e rằng thực sự chỉ có dựa vào hắn, mới có thể vượt qua đệ tam trọng cửa ải khó khăn. Bột nhão trưởng nói rất hay. Từ xưa đến nay, bột nhão trưởng chính là của chúng ta đoàn trưởng. Đoàn trưởng, chúng ta nhất định nghe ngươi chỉ huy. Mặt lại mặt đại nhân, xin mang lĩnh chúng ta a. À. Sau khi nghĩ thông suốt, tư mã giới sau lưng một đám cường giả, đều là dồn dập mở miệng, một bộ thần phục vô cùng tiểu đệ tư thái. Dù sao mọi người đều là sống động một tí mười vạn năm lão quái, mồm mép động động, tùy tiện thổi phòng vài câu làm sao vậy. Nhưng mà, tinh thần đám người nghe được những lời này, liền trực tiếp tạc qua. Ta đạp mã, những thứ này hắc gia NPC đầu óc có hố chứ. Cậu tru hoạch cũng không thiết kế AI sao? ít nhất. Cho những thứ này hát gia NPC an bài một điểm chỉ số IQ có thể chứ. Phía trước mới bị Mika bắt chẹt hết 20 ức linh tinh, bây giờ còn từng cái vui vẻ kêu bột nhão trưởng. Đầu óc đâu? Những thứ này hát gia đầu óc đâu? Ghê tẩm A, cậu trù hoạch thực sự không làm người sao? Có phải hay không các người ngốc? Mika ca mới, chỉ có, lường gạt các ngươi nhiều như vậy linh tinh, các ngươi còn có thể kêu bột nhão trưởng. Lương tâm của các ngươi đâu? A Phi, là đầu óc của các ngươi đâu? Xong đời, cậu trù hoạch khẳng định lại lười biến, cho những thứ này hát gia cài đặt sức chiến đấu, lại không cài đặt đầu óc. Ta cho rằng những thứ này tiểu bốt là có thể tin đồng đội, hiện tại mới phát hiện, bọn họ dĩ nhiên là một đám hát gia. Người chơi bên này nghe được tư mã giới chờ, các loại, thanh âm của người, nhất thời từng cái đều vô cùng tức giận, một bộ hận thiết bất thành cương gián vẽ bốn. Chương 1862 Diệu A, cái này sống tuyệt đối ổn. Nguồn Mê truyện audio.com Tư Mã Giới cái biệt khuất đó a, à, đối mặt Minh Hoàng Tông đệ tử trào Phúng, Tư Mã Giới nhiều lần đều muốn hô lên các ngươi là hát gia sao? Lão tử đây là muốn lợi dụng Thiên Tây cái kia mặt lại mặt đi dọ đường làm con cờ thí a, à, van cầu các ngươi, bình thường một chút có thể chứ? Các vị an tĩnh. Lúc này chỉ có Tinh Thần còn có thể miễn cưỡng giữ được tỉnh táo, cũng nhìn thấu Tư Mã Giới đám người chân ý, vì vậy vung tay lên, ý bảo một đám người chơi an tĩnh lại. Mika, cái này một lần, chúng ta xác thực sơ suất đoàn diệt. Nhưng kế tiếp chúng ta tuyệt đối sẽ không lại đoàn diệt. Bởi vì, có người dẫn dắt chúng ta. Tinh thần mỗi chữ mỗi câu, cơ hồ là dùng răng một chữ một chữ khai ra tới những lời này. Người chơi nhóm sửng sốt, lập tức nhất tề nhìn về phía tinh thần ca, bỗng nhiên trong lúc đó, dường như cũng hiểu rõ ra. Đúng vậy, có thể cho mì ca đi dò đường làm con cờ thí A. Không hổ là tinh thần ca, quá cơ trí. Cam, ta kém chút không phản ứng kịp, đều là tư mã giới cái kia phiếu hắc gia tức giận. Người chơi nhóm rất nhanh kịp phản ứng, không phản ứng kịp, cũng ở đám tiểu đồng bạn lẫn nhau báo cho biết dưới rốt cuộc minh bạch được ta đạp mã tư mã giới hận không thể đập chết những thứ này minh hoàng tông ngu ngốc mạng của lão tử lệnh bộ hạ lãnh tỉnh tạm thời nghe theo thiên tây cái kia mặt lại mặt chính là hát gia tinh thần phó tông chủ hạ lệnh lãnh tỉnh nghe theo mặt lại mặt chính là cơ trí các ngươi này đôi bia cũng quá đáng hô lúc này bản đế tử là cái kia bầu trời phù vân lãnh tỉnh tường hòa ân ừ, bản đế tử đã triệt để tỉnh táo lại. Lúc này, tư mã giới giận quá thành cười, ngược lại kích phát rồi một tia thanh minh, mượn tự thân đạo, ngược lại triệt để tỉnh táo lại. Các vị, ghi nhớ kỹ, một hồi mặc kệ xảy ra chuyện gì. Đều muốn lãnh tĩnh, ghi nhớ kỹ không thể sơ suất, càng không nên vọng động. Làm cho thiên tây cái kia mặt lại mặt đi tuốt ở đằng trước, chúng ta tuyệt đối không muốn vượt lên trước hắn, cái này dạng, mặc kệ xuất hiện như thế nào bẫy rập cùng tuyệt cảnh, đều là hắn trước đạp phải. Kể từ đó, bài trừ cản trở, chúng ta có thể an toàn đi qua. Nếu như thất bại, chết cũng là mặt lại mặt con pháo thí này. Chúng ta tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Tuyệt đối. Tư mã giới lần thứ hai truyền âm, lấy chính mình lãnh tĩnh tâm tình, rất nhanh thì trấn an đế tử đồng minh chờ, các loại, tam phương thế lực các cường giả. Không hổ là tư mã giới huynh, tốt, chợt nghe ngươi. Tọa sơn bá gật đầu, không được tán thưởng. Hành, ta cũng đã tỉnh táo lại, kế tiếp, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, ta đều sẽ không lại bị mang một tia một hào tâm tình. Ma Long bất hối cũng là tự tin mười phần nói, khí tức cũng là dị thường lãnh tĩnh và bình tĩnh. Các vị chú ý, tuyệt đối không muốn vượt lên trước Mì Ca, mặc kệ phát sinh cái gì, chỉ cần chúng ta giấu ở Mì Ca phía sau, để một cái ở ra rắm, nhất định là Mì Ca. Chúng ta tuyệt đối không lỗ. Tinh thần bên này cũng là cấp tốc trấn an sở hữu người chơi. Hảo hảo hảo, đã sớm nên như vậy. Không sai, chỉ cần làm cho Mì Ca lên trước, muốn ở ra rắm, cũng là hắn để một cái ở ra rắm. Lão tử cũng không tin, Mì ca trước sông lên làm con cờ thí, chúng ta tránh phía sau ngồi mát ăn bát vàng, cái này còn có thể chịu thiệt? Không tồn tại, không thể. Người chơi nhóm đều là dồn dập mở miệng, bọn chúng đều là một bộ dịu a, cái này sống tuyệt đối ổn biểu tình. Vì vậy rất nhanh, các huynh đệ, xuất phát. Theo mì thịt bò vung tay lên, nhất mã đương tiên đi tuốt ở đằng trước. Kế tiếp, tinh thần cùng tư mã giới riêng phần mình mang theo người chơi cùng đế tử đồng minh chờ các loại tam phương thế lực cường giả còn có tinh hải vô cùng chờ, các loại, 500 danh tán nhân người chơi lập tức đuổi kịp. Đám người rất nhanh, liền xuyên qua kéo dài thâm thúy thông đạo, đi tới khối thứ ba khu vực. a à được. Đám người một bước vào nơi đây, liền toàn bộ mộng ép. Bởi vì trước mắt, dĩ nhiên là một mảnh yên tĩnh mà tường hòa đại bình nguyên. Không có đáng sợ đế viêm, cũng không có quỷ dị kết tinh hoặc là cái gương, thậm chí toàn bộ đại bình nguyên liếc nhìn lại, bằng phẳng vô biên, không có tầm mắt trở ngại, có địch nhân hay không, hoặc là bẫy rập, tùy tiện quét liếc mắt liền nhìn rõ rõ ràng ràng. Mọi người đều ngẩn ra. Không thích hợp. Nhìn lấy như thế an toàn, tuyệt đối có chuyện. Tư mã giới sắc mặt đông lại một cái, lập tức như lâm đại địch một dạng, ý bảo bọn thủ hạ không nên khinh cử vọng động. Nhất định phải cẩn thận, cẩn thận hơn. Càng là bình tĩnh, càng là tường hòa, càng đạp mã có chuyện. Đại gia không nên cử động, ngàn vạn lần chớ chạy loạn. Tinh thần cũng là thần sắc cứng lại, chăm chú nghiêm túc nói, nói rất đúng bình tĩnh này cảnh trí phía dưới tất nhiên cất giấu nghịch thiên nguy cơ ha hả lão tử cái này một lần tuyệt đối sẽ không mắc lừa nữa lão tử chính là chết cũng sẽ không chạy loạn chính là làm cho mì ca đi trước dò đường một ngày xuất hiện nguy hiểm mì ca chính là chúng ta pháo hôi người chơi nhóm cũng là dồn dập tán thành vì vậy ánh mắt mọi người liền nhất tề nhìn về phía phía trước nhất cái thân ảnh kia mì thịt bò a à được đó là cái gì nhưng mà mì thịt bò mắt to nháy một cái, liền khoát tay. Đám người sửng sốt, lập tức nhất tề nhìn sang. Chỉ thấy tại mọi người phía trước ngoài mấy trăm thước, có một cái nho nhỏ gạch đá bình đài, trên bình đài, ầm ầm có một viên kỳ dị trái cây. Trên trái cây, đạo văn lưu chuyển, trong mơ hồ, thậm chí có thể nghe được đại đạo đốt thanh âm. Đạo quả. Dĩ nhiên là đạo quả. Tư mã giới sắc mặt đại biến, đột nhiên kinh hô thành tiếng. Tư mã giới huynh, đạo quả là cái gì? Tinh thần vội vàng hỏi thăm một cái cho dù ngươi là một cái hát gia, chỉ cần ăn viên này đạo quả, liền nhất định có thể đi vào trong truyền thuyết đốn ngộ tư thái, dù cho ngươi mới vừa bước vào hóa thần, đều có thể trong nháy mắt dây phá cảnh giới bước vào phân thần cảnh. Tư mã giới sau khi khiếp sợ, lập tức giải thích một chút. Ngoà tao. Sâu như vậy sao? Tinh thần đám người nhất thời sợ ngay người. Đại gia cẩn thận. Cái này rõ ràng cho thấy mồi nhữ, chính là lừa dối mọi người lên làm. Mọi người nhanh lui lại. Nguy hiểm. Nhưng vào đúng lúc này, mi thịt bò lại trống to một tiếng. đám người cả kinh lập tức bản năng cấp tốc lui về sau vài trăm thước, về tới thông đạo nơi cửa. xác thực rõ ràng như vậy bảy rập hầu tử đều đạp mã có thể nhìn ra. như vậy vô cùng trân quý đạo quả, làm sao có thể năm sáu có thể liền đột nhiên như vậy mặc danh kỳ diệu không phòng bị chút nào để ở chỗ này, tùy tiện một cái hầu tử đều có thể thuận tay lấy đi. làm sao có khả năng cái này phía sau tất nhiên có kỳ quặc. coi như là hát gia cũng sẽ không bên trên đơn giản như vậy làm được không? Này đạo quả tuyệt đối là bẫy rập. Chính là, lão tử mới, chỉ có, sẽ không mắc lừa đâu. Đại gia lui về sau nửa một điểm, để ngừa có biến. Đám người đều là dồn dập mở miệng nói, cũng là rất tán thành mì thịt bò lời nói. Nhưng vào đúng lúc này, qua tắc, lại là đạo quả ư, ai u, nhặt được, mỹ tư tư. Mì thịt bò bẹp một tiếng, liền đem cái này khỏa đạo quả một bả chép được trong lòng, lập tức thông thạo thu vào trong túi. Mọi người choáng váng giờ khắc này liền không khí đều trong nháy mắt yên tĩnh lại chương 1863 nói xong bảy rập đâu tờ mờ giờ bảy rập đâu nguồn mê truyện audio.com lúc này trong đầu của tất cả mọi người cảm giác có vô số chiến đà thú tại cái kia xôn xao qua đây lại xôn xao đi qua cái quỷ gì không phải đã nói bảy rập sao vì sao cái gì bảy rập cái gì cơ quan nguy hiểm gì đều không có cứ như vậy làm cho mì ca ba kỹ một cái trực tiếp liền bạch kiểm đến rồi một viên đạo quả làm sao có khả năng nhưng ở nhưng không có bảy rập hơn nữa này đạo quả vẫn là hàng thật giá thật mấy triệu niên đại đạo quả tư mã giới cả người cũng không tốt bởi vì mì thịt bò nhặt xong đạo quả đi sau khi trở về chẳng những không có việc gì hơn nữa trên người còn lưu lại đạo quả khí tức đó là hàng thật giá thật ước chừng mấy triệu năm tuế nguyệt đạo quả khí tức như vậy đạo quả bên ngoài có hiệu quả quả thực nghịch thiên đến bạo tạc vì sao tại sao sẽ như vậy? Tư mã giới lúc này quả thực không thể hiểu được trước mắt chuyện gì xảy ra. Vì sao một viên giá trị kinh người, ẩn chứa mấy triệu năm tuế nguyệt hơi thở đạo quả, cứ như vậy vô duyên vô cớ 24, không giải thích được để ở nơi đó không có cơ quan, không có bẫy rập, cái gì phòng hộ đều không có. Tùy tiện đến cái hầu tử đều có thể một bả chép đi. Bất luận cái gì một cái bình thường tu sĩ nhìn thấy một màn này, đều sẽ sinh lòng phòng bị, nhất là mọi người mới mới vừa bị ma tâm tà kính hố quá. Kết quả, cái này thiên tây cái kia mặt lại mặt một bên hô làm cho đại gia lui lại một bên chính mình về một cái liền xông lên trực tiếp nhạc viên này đạo quả người còn có thể vô sĩ như vậy sao lại là hàng thật mã đức mì ca quá vô sĩ một bên hô để cho chúng ta lui lại một bên chính mình xông lên nhạc ta đạp mã cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy vô liêm sĩ người ghê tẩm mì ca người a a a ta không nhịn được ta thực sự muốn chết mì ca a à. tỉnh lại đi ngươi đánh không lại mì ca nhưng thế nhưng chúng ta còn có tinh thần ca a à? tỉnh lại đi tinh thần ca cũng đánh không lại mì ca a a a tại chỗ người chơi từng cái đều cảm giác tâm tứ bạo tạc mặc dù mọi người không có chịu thiệt thế nhưng mắt mở trừng trừng nhìn lấy một viên trân quý nghịch thiên có người nói ăn xong trực tiếp là có thể dây phá phân thần cảnh đạo quả cứ như vậy bị mì ca cầm đi giờ khắc này sở hữu người chơi cảm giác từ quả thực thua thiệt 100 triệu nếu như lúc đó trước sông lên là mình đây chẳng phải là nói cái này vô cùng trân quý đạo quả liền là của mình đến lúc đó chính mình ăn một miếng dưới, tại chỗ đột phá bước vào phân thần cảnh, thậm chí vạn nhất một phần vạn, liên phá hai giai bước vào hợp đạo cảnh đâu. Chẳng phải là trở thành toàn bộ server để nhất nhân, tu vi thậm chí siêu việt minh ca, từ đây đi lên du sinh đỉnh phong, nên cưới các loại mùi tử, chân đạp mì ca cái này tiện qua qua rồi hả? Một nghĩ tới chỗ này, sở hữu ngoạn gia hối hận phát điên. Ai, các vị đoàn viên, bản mặt trải qua làm tân vạn khổ, rốt cuộc trợ giúp đại gia tiêu diệt cái này đáng sợ mồi nhữ bẫy rập. Quá khó khăn thật sự là quá khó khăn. Thế nhưng, đại gia không cần vì vậy mà cảm động cùng rơi lệ, đây là thân là đoàn trưởng bản mặt phải làm. Từ xưa đến nay, đường phía trước ở trên đau khổ cùng gian nguy, liền do bản mặt cho mọi người giải quyết. Đây là thân là đoàn trưởng bản mặt, nghĩa bất dung từ chức trách. Mì thịt bò một bên thông thạo tương đạo quả cất xong, một bên giọng dạc lên tiếng lần nữa nói rằng. Phốc! Giờ khắc này, mọi người lần thứ hai thổ huyết. Quá tiện qua qua. Thật sự là quá đạp mã tiện qua qua chẳng những cầm đi đạo quả, còn phải lại trào phúng đại gia. Mau nhìn. Nhưng mà, nhìn vào lúc này, theo một cái ngoạn gia tiếng kinh hô, có người lần thứ hai xoay người nhìn lại, nhất thời toàn bộ sợ ngay người. Bởi vì bị mì ca lấy đi đạo quả phía sau, trống trơn trên bình đài cư nhiên. Lần thứ hai xuất hiện một viên đạo quả. Một dạng đại đạo vằn, một dạng đại đạo đốt thanh âm, một dạng mấy triệu năm tuế nguyệt khí tức. Quả thực cùng vừa rồi giống nhau như đúc. Cái quỷ gì? Đây là đổi mới vì sao lại xuất hiện một viên đạo quả? Trò chơi BUG. A à, Phi, không đúng, lần này, sợ rằng thật là bẫy rập. Chính là, quá quỷ xé, cái này cũng không phải là những thứ kia cây kê võng du, làm sao lại tại chỗ đổi mới? Gì? Lại xuất hiện một đạo quả. Chuyện gì xảy ra? 640 mọi người đều nhìn mộng ép, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn đều không phản ứng kịp. Đạo quả trân quý bực nào? Kết quả chẳng những tại chỗ đổi mới ra viên thứ hai, hơn nữa cùng phía trước viên kia quả thực giống nhau như đúc. Cái này đạp mã nếu như không thành vấn đề, lão tử tuyệt đối bay liền hải điệp lặng. Các vị, đạo quả tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy liền đột nhiên như vậy lần thứ hai xuất hiện, trong này tất có kỳ quặc. Các huynh đệ, lãnh tĩnh, đây tuyệt đối là bẫy rập. Đạo quả làm sao có khả năng tại chỗ đổi mới, đây nhất định là. Tư mã giới cùng tinh thần nhất tề mở miệng, vừa muốn đại gia tỉnh táo lại, đừng xung động thời điểm. qua tắc, lại là đạo quả ư, ai u, lại nhặt được, đẹp a à mỹ tư tư mì thịt bò bẹp một tiếng liền đem viên thứ hai đạo quả một bả chép được trong lòng dùng giống nhau như đúc tư thế lần thứ hai bỏ vào trong túi giờ khắc này nói còn chưa dứt lời tinh thần cùng tư mã giới còn có tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ há to miệng a à, cảm giác trong đầu giường như bị một trăm đầu chiến đà thú xôn sao không ngừng chương một tám trăm sáu mươi cái này một lần ta nghe mì ca tuyệt đối nguồn mê truyện audio com bảy rập đâu đạp mã này cũng không có bảy rập. Cẩu trù hoạch có phải hay không hát gia? Vì sao? Vì sao không có bảy rập? Hầu tử đều biết phải có bảy rập, vì sao lại không có? Mã Đức, lão tử dĩ nhiên trơ mắt nhìn hai khỏa đạo quả, đã bị mì ca như thế ba kỷ một cái nhặt. Toàn bộ hành trình lão tử dĩ nhiên có không nghĩ tới xuất thủ. Ta đạp mã chính là ngốc nghếch sao? Phốc hắc. Mì ca. Mì ca ngươi đạp mã. Mì ca ngươi. b u Tuyệt đối là b u -G ta hiểu, cái này đạp mã chính là trò chơi ra BUG nữa à. Ghê tẩm a, quá ghê tởm. Ước chừng hai quả đạo quả cương nhiên ở mặt ta trước bị mị ca nhặt, lúc đó nếu như lão tử tốc độ tay nhanh một tí tẹo như thế. Giờ khắc này, trái tim tất cả mọi người cũng quá nổ tung. Đạo quả trân quý, không cần nhiều lời. Nhân gia tiểu bốt, đế tử tư mã giới tất cả nói, coi như là một cái hát gia ăn, đều đạp mã có thể tại chỗ đốn ngộ trực tiếp dây phá đến phân thần cảnh. Cái kia đổi thành đẹp trai lại phong cách, thiên phú kinh người hoành áp thế giới, một cây soái tư áp vạn giới chính mình đâu. Đây chẳng phải là ăn trong nháy mắt nghiền ép toàn bộ server, chân đạp mì ca, quyền đã minh ca, trở thành toàn bộ server nhất kình chính là cái kia tử. Nhưng mà, như vậy nghịch thiên tốt cơ duyên, chính mình nhưng liền cùng một cái ngốc nghếch giống nhau, trơ mắt bỏ lỡ. Các vị các huynh đệ, cái chỗ này tuyệt đối không đơn giản. Nhìn như hòa bình mà an toàn, là dựa vào đạo quả loại này rõ ràng mồi nhữ tới lừa dối đại gia, phía sau tất nhiên có cực kỳ kinh người hung hiểm các huynh đệ, nhìn vạn phải tỉnh táo. Một hồi mặt kệ phát sinh nữa cái gì, tái xuất hiện cái gì, ngàn vạn lần không nên lộn xộn, nhất định phải chờ, các loại, bản mặt tới cho các ngươi bất chấp gian nguy, hy sinh chính mình dò đường sau đó mới nói a. À. Lúc này, mì thịt bò Mỹ tư tư đem hai khỏa đạo quả cất xong, lúc này mới vẽ mặt chính nghĩa màu sắc nói. Ngươi đại gia huynh đệ. Ai đạp mã là ngươi huynh đệ. Mọi người tức đến méo mũi, nhưng thông thạo dồn dập lên tiếng. Mì ca nói rất đúng, nơi đây tuyệt đối có chuyện chính là nào có đạo quả tại chỗ nhị liên soạt, đây nhất định là bảy rập. cái này một lần, ta nghe mì ca, tuyệt đối. mặt lại mặt các hạ, chữ nào cũng là châu ngọc, giống như chân lý, thật là làm cho bọn ta nghe xong đại chịu ít lợi a. À. nói rất hay, đây nhất định là có bảy rập, mặt lại mặt các hạ yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không mắc lừa. quá đúng, nên nghe mặt lại mặt các hạ. nhưng mà làm cho mì thịt bò không nghĩ tới chính là tinh thần chờ các loại một đám người chơi còn có tư mã giới chờ, các loại, hơn 2.000 NPC, lúc này toàn bộ vẻ mặt chính nghĩa màu sắc, chẳng những không có trào phúng cùng phản bác, ngược lại dồn dập tán thành chính mình. Giờ khắc này, mì thịt bò đều có điểm mộng bức. Cái quỷ gì? Chẳng lẽ những người này rốt cuộc đại triệt đại ngộ, minh bạch rồi chính mình dùng tâm lương khổ sao? Ai, quá khó khăn. Thật sự là quá khó khăn. Chính mình tân tân khổ khổ trả giá nhiều như vậy, cuối cùng là làm cho đại gia khai khiếu A, mau nhìn. Nhưng vào đúng lúc này hoa lặp lặp lặp. Kèm theo từng đợt đại đạo đốt thanh âm, viên thứ ba hầu như một màn đồng dạng đạo quả, lần thứ hai xuất hiện giống nhau như đúc địa phương. Tất cả mọi người lui ra phía sau, làm cho mì ca lên trước. Nói rất đúng, Mika đừng nóng vội, để cho chúng ta trước sau lui. Các vị, đây nhất định là bẫy rập, nhìn vàng phải tỉnh táo a. À? Tất cả mọi người tại chỗ dòng dập trống to hơn lên tiếng, liền mì thịt bò đều bị sợ ngay người. Nhưng mà sau một khắc, phi lôi thần thập đoạn, lôi quan gia tốc, Thiên hỏa bạo phát. Huyết động bí pháp. Thiêu ma chi thuật. Long hành nói. Trong nháy mắt, tinh thần chờ, các loại, sở hữu người chơi, còn có tư mã giới, tòa sơn bá, mà lòng bất hối nhóm cường giả, toàn bộ riêng phần mình bộc phát ra tối cường bí thuật, thậm chí không tiếc thiêu đốt thọ nguyên, tinh huyết, thậm chí toàn bộ, chỉ cầu vào giờ khắc này bộc phát ra nhanh nhất tốc độ. Sau đó mọi người dường như lưu quan một dạng, toàn bộ xuyên qua lăng tại chỗ mì thịt bò, trực tiếp nhanh như ti chấp vọt tới viên thứ ba đạo quả trước mặt. Các ngươi mì thịt nhất thời cả người đều trợn tròn mắt, thậm chí lăn tại chỗ, dường như không phản ứng kịp dạng. Thấy như vậy một màn, mọi người một bên toàn lực tiến lên, một bên nhìn không được cười lên ha hả. Hát gia mới, chỉ có, bị mì ca lừa đâu. Viên thứ nhất, viên thứ hai lão tử bỏ lỡ, viên thứ ba. Lão tử chính là chết, cũng sẽ không bỏ qua. Mã Đức, cái này một lần lại bỏ qua, lão tử chính là thật hát gia. Đạo quả, là của ta. Đánh trắm, tất cả đều cút ngay đạo quả là lão tử. Ha ha ha, tốc độ của ta tuyệt đối là nhanh nhất, đạo quả nhất định là ta. Vô cùng trong một nhịp hít thở, tiếp cận 5.000 đạo thân ảnh liền toàn bộ vọt tới đạo quả trước mặt, mà tốc độ nhanh nhất rõ ràng là đế tử tư mã giới. Viên thứ ba đạo quả, là của ta. Chỉ cần ăn nó, bản đế tử một ngày đốn ngộ, bước vào độ kiếp kỳ đều có thể a. À. Tư mã giới lúc này kích động đến bạo tạc, duỗi tay ra liền tóm lấy cái kia viên thứ ba đạo quả. Nhưng mà... Hoa lạp lạp, cái này viên thứ ba đạo quả nhưng ở bị đụng chạm trong nháy mắt, liền như cùng yên vụ một dạng đột nhiên tiêu tán. Tư mã giới trong lòng nhất thời lạc trừng một cái. Sau đó không đợi đám người phản ứng kịp tiếng. Cất đặt đạo quả bình đài, trong nháy mắt tiêu thất, một cái vô cùng to lớn hố to âm âm hiện lên, mọi người cũng cảm giác thân thể dường như bị ức vạn tấn áp lực áp chế, sinh sôi từ không trung trực tiếp kéo xuống trong hố lớn. Cơ hồ là đồng thời. Ung ung. Vô cùng đáng sợ đen nhánh vàng chi lực ầm ầm lưu chuyển, trực tiếp hoành đè ép cái này một vùng không gian. Cấm không đại trận trong nháy mắt hiện lên một khắc này trở đi, cái này một vùng không gian, liền một căn lông vũ đều lại cũng phiêu không đứng dậy. Mà đám người rơi vào trong hố lớn, lại có lấy đen như mực quỷ dị nước. Mười đồng trọng thủy. Được xưng liền chân lông rơi xuống nước, đều khó thoát khỏi cái chết cực hung nước. Chương 1865. Đoàn diệt sát biên giới nhiều lần hoành nhảy. Nguồn. Mê truyện audio.com Giữa thiên địa, có một loại kỳ dị nước, trọng lượng kinh người, thậm chí kèm theo trọng lực hiệu quả. Kỳ danh là trọng thủy. Trọng thủy dựa theo bên ngoài phẩm chất chênh lệch, chia làm nhất nguyên, hai nguyên, tối cường, chính là 10 đồng. Đã từng hạ nhất minh ở Trung Châu, liền ngẫu nhiên thu được nhất nguyên trọng thủy, chẳng những mượn nhất nguyên trọng thủy kèm theo trọng lực hiệu quả, lĩnh ngộ trọng lực ý cảnh chi lực, còn tiện tay đem nhất nguyên trọng thủy mang về tông môn, chế tạo ra có thể phụ gia gấp 10 lần, gấp trăm lần trọng lực hiệu quả tu luyện đại điện. Mà bây giờ xuất hiện ở trước mắt mọi người, cũng là trọng thủy bên trong nhân vật khủng bố nhất 10 đồng trọng thủy tích trọng lượng cũng đủ để đạt được vạn tấn tích 10 đồng trọng thủy là có thể đem cái thời đại này một cái nhân tộc bình thường nguyên anh cảnh đại năng trực tiếp để chết chính là cái này kiểu thái quá cùng khủng bố mà cái này một cái hố to bên trong nhìn như chỉ là một cái ao nước lớn nhỏ 10 đồng trọng thủy thậm chí so sánh với 100 viên trong tinh không tinh thần trọng lượng đều muốn nặng mấy hơn trăm lần nặng Tư mã giới vừa nhìn thấy 10 đồng trọng thủy, trong nháy mắt liền sắc mặt trắng bệch trực tiếp hoảng sợ la lên lên tiếng. Cấm không đại trận. Ma Long bất hối ngẩng đầu, lại là thấy được cái này một mảnh khu hiện lên hắc sắc vàng đại trận nhất thời liền nhận thấy được 363 kinh khủng, liền chân long đều có thể áp chế chết cấm không chi lực. 10 đồng trọng thủy thêm cấm không. Chúng ta xong à. a. Tọa Sơn Bá toàn bộ khuôn mặt cũng hỏng. Người khác không biết, Tọa Sơn Bá có thể không biết 10 đồng trọng thủy đáng sợ sao? Ngày sinh linh rơi vào mười đồng trọng thủy bên trong, cũng sẽ bị mười đồng trọng thủy dính chặt. Sau đó kế tiếp, sẽ chịu đến cực kỳ khủng bố trọng lực lực nghiền ép, không ngừng kéo vào mười đồng trọng thủy dưới đáy. Mười đồng trọng thủy một giọt thì có vạn tấn ở trên. Mét sâu mười đồng trọng thủy áp lực, liền một đầu cửu giai cự long đều có thể tươi sống để chết. Mà mười đồng trọng thủy chiều sâu càng sâu, áp lực càng là gấp mấy lần đến một dạng đề thăng. Nếu là thật rơi vào mười đồng trọng thủy dưới đáy, cái kia áp lực, coi như là nhất tôn tiên nhân đều có thể tươi sống để chết máy móc. Nguyên bản, nếu như bính kính toàn lực bay lên trời, đang bị 10 đồng trọng thủy dính vào người phía trước bay trên trời mà ra, còn có một tuyến sinh nhưng mà. Tại mọi người rơi vào 10 đồng trọng thủy bảy rập hố to thời điểm, cấm không đại trận trong nháy mắt hiện lên, trực tiếp phong sát tất cả mọi người đào sinh đường. Lần này, là thật muốn hết. a a a, Đây là cái gì thủy? Thật là nặng. Phốc hắc, ta sắp bị đẻ chết, mau cứu ta. Là đồ chơi gì? Thật là khủng khiếp miễn áp chi lực, ta lỗ đầu vỡ nhanh. Cứu! Đám người một rơi vào mười đồng trọng thủy bẫy rập trong hố lớn, liền phát hiện căn bản không khả năng tránh thoát đào sinh, hơn nữa tuy là thông thả, nhưng mọi người đều đang chậm rãi trầm xuống. P. Mỗi lần trầm một phần, thân thể sẽ chịu đến kinh khủng hơn vô biên miễn áp chi lực. Phốc khắc! Tư mã giới lúc này mới trầm xuống đến phần eo vị trí, cũng đã bị mười đồng trọng thủy lực nhất nghiền ép miệng phun tiên huyết, tại chỗ bị thương không nhẹ chính mình, nhưng là đế tử a, nhục thân cường độ cho dù không bằng tòa sơn bá hoặc là ma lông bất hối, cũng so với bình thường cửu giai cường giả mạnh hơn nhiều. Kết quả cái này rơi vào 10 đồng trọng thủy vẫn chưa tới một cái hô hấp, cũng đã nhanh không chống nổi. A, à, lão tử Tây Thiên. Ta, à, ta không được. A. À. Người chơi bên này, không ít delta beta cùng epsilon beta nguyên anh cảnh nhân tộc người chơi, dù cho sở hữu thanh đế trường sinh thể, đều liền một cái hô hấp đều không đứng vững, trực tiếp bị 10 đồng trọng thủy tươi sống nghiền thành cạn bã tại chỗ ở ra rắm. Đây chính là 10 đồng trọng thủy. Quả thực giống như lỗ đen. Áp lực này, quá bất hợp lý đi. Tinh thần hạ xuống xong phản ứng cực nhanh, thân thể tận lực để nằm ngang triển khai, lúc này chỉ là bị dìm ngập đầu gối chết lên vị trí, nhưng là có thể cảm giác được, đầu gối mình đắp trở xuống đầu khớp xương đã toàn bộ nát. Hơn nữa đáng sợ kia trọng lực niệm áp chi lực, thậm chí có thể cách không từ đầu gối trở xuống, truyền lại đến toàn thân mình lúc này tinh thần rơi vào mười đồng trọng thủy vẫn chưa tới một cái hô hấp đã thất khiếu chảy máu mắt thấy liền không kiên trì nổi đã bao lâu đáng chết không bay nổi svidi Beta hạ xuống trong nháy mắt liền trực tiếp biến thân thành siêu bốn hoàng kim long chiến sĩ kết quả chẳng những hoàn toàn không bay nổi không nói một thân kim sắc long lân đều đang không ngừng băng liệt nát bấy tối đa nửa nén hương lão tử sẽ không có a svidi Beta thoáng đánh giá một chút liền thất kinh cái này gọi là mười đồng trọng thủy đáng sợ đồ chơi niện áp chi lực chính mình biến thân siêu bốn đều không kiên trì được nửa nén hương. Quá bất hợp lý đi. Tuy là nhất thời nửa khắc còn có thể chịu đựng, nhưng trên căn bản không đi, cái này hắc sắc nước quả thực dường như ao đầm một dạng dính chặt ta, thêm lên hoàn toàn không cách nào vọt lên, trì hoãn nữa, ta cũng sẽ chết a. À. Không lẳng lơ bắt đầu thua phân nữa cũng là sắc mặt đại biến. Một tỷ viêm tệ quyền. Vì vậy sau một khắc, không lẳng lơ bắt đầu thua phân nửa giơ tay lên, liền hướng phía trước mắt 10 đồng trọng thủy bộc phát ra một kích mạnh nhất. Oanh một quyền này đã đủ đục lỗ một viên tiểu hình tinh thần thậm chí có thể đánh vỡ nhân tộc ba ngàn biên giới chi nhưng mà ngoa tao không lẳng lơ bắt đầu thua phân nửa nhìn trước mắt mười đồng trọng thủy ao đầm cương nhiên chỉ là bị chính mình đánh ra một cái nửa mét sâu vũng nước lập tức trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu phía sau cả người đều ngu lúc này bị cấm không phong sát duy nhất đào sinh đường lại bị mười đồng trọng thủy trực tiếp dính gắt gao căn bản là không có cách tránh thoát chút nào đám người trực tiếp liền lâm vào tuyệt cảnh phải chết tuyệt cảnh nhưng vào đúng lúc này một cái thanh âm quen thuộc vang lên liền hát gia đều sẽ không mắc lừa bảy rập các ngươi cư nhiên toàn thể trúng chiêu ngạch tích thiên a các ngươi hát gia quả thực đột phá bản mặt tưởng tượng a mì thịt bò đứng ở hố to sát biên giới nhìn không được mở miệng nói mà cùng là chứng thực mì thịt bò lời nói toàn bộ server nhất hát gia chính là cái kia tử cũng chính là chiến hùng tộc lão đại gấu đại cũng tắm trong bồn tắm thò đầu ra quan sát rơi vào bảy rập đám người trên mặt càng là tràn đầy kinh ngạc Biểu tình kia phản phất tại nói, toàn bộ server nhất hát gia ta đây đều không bị lừa, kết quả các ngươi cư nhiên. Thiên A, ngươi hiểu. Phốc. Trong nháy mắt, tinh thần đám người nhất tề thổ huyết. Không phải là bị mười đồng trọng thủy đè, mà là bị mì thịt bò tức giận. chương 1866. Chê đắc. Ta đây đi. Nguồn. Mê truyện audio.com. Ta đạp mã. Lúc này, tinh thần lòng muốn chết đều có. Tại sao có thể như vậy? để trước hai khỏa đạo quả, sau đó khiến người ta an toàn vô cùng nhặt đi, coi như hậu tử đều biết, viên thứ ba đạo quả tái xuất hiện, vậy khẳng định có chuyện, tuyệt đối là bẫy rập A, kết quả. Chính mình vẫn là nhảy vào cái bẫy này. Vì sao? Bản đế tử vậy mà lại trung ngu xuẩn như vậy bẫy rập. Phốc khắc. Tư mã giới cũng ngây ngẩn cả người, vừa định nói, liền thổ một búng máu, bất quá lần này là bị mười đồng trọng thủy đè. Tư mã giới không nghĩ ra. Chính mình cơ trí như yêu, thiên phú kinh người, được khen là đế tử bên trong chỉ số IQ tối cao. Vì sao? Lại trung như vậy hắc gia bảy rập. Sự bất quá tam. Đạp mã coi như hầu tử đều có thể nhìn ra, trước hai khỏa đạo quả là mồi nhữ, viên thứ ba đạo quả tất nhiên là bảy rập nhưng mà. Chính mình vẫn là không kịp chờ đợi chủ động vọt vào. Là khinh thường sao? Vẫn là trùng động. Không phải. Chính mình thực sự thành hắc gia A, còn như tại sao sẽ như vậy? Ghê tởm mì ca người A, A, A. Tư mã giới nhất thời lanh mồm lanh miệng, nhìn không được hô lên người chơi nhóm lời cửa miệng, lúc này sở hữu người chơi cùng tư mã giới nhóm cường giả đều suy nghĩ minh bạch. Ngu xuẩn như vậy cùng đơn giản bẫy rập, đổi thành bình thường, mình tuyệt đối sẽ không mắc lừa. Chết cũng sẽ không. Song lần này sở dĩ sẽ mắc lừa, toàn bộ nguyên nhân đều là bởi vì mì ca, mặc lại mặt cái này tiện qua oa a, à, nếu không phải là hắn trước mặt của mọi người hai lần nhặt đi ra quả, đưa tới chính mình tâm tính bạo tạc, mình tại sao khả năng xung động không gì sánh được, dường như mất trí một dạng chủ động nhảy vào cái này đạo quả trong bẫy rập. Toàn bộ đạp mã quái cái này tiện qua qua a, à, vì vậy mọi người suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân, cũng biết đầu sỏ gây nên là ai sau đó, nhất thời nhất tề mở miệng, miệng đồng thanh la lên lên tiếng. Mika cứu ta, mặc lại mặt các hạ cứu ta. Cho dù đại gia lại bi phẫn, lại nổi giận, nhưng cũng biết, lúc này có thể cứu mình, chỉ có Mika. 10 đồng trọng thủy liền 94 nói ma ngân không lẳng lơ bắt đầu thua phân nửa một quyền đập tới, đều hoàn toàn không có hiệu quả, lại tăng thêm nơi này cấm không đại trận, căn bản vô giải. Hơn nửa thời gian hữu hạn. Rất nhiều người liền 10 cái hô hấp cũng không nhất định ưỡng lên ở, căn bản không thời gian suy nghĩ biện pháp. Lúc này có thể cứu vớt mọi người, chỉ có cái này nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Tối cường tiện oa oa. Cùng với tốc độ ánh sáng đoàn diệt, không bằng. Chờ, các loại, một cái mì ca cứu ta chết tử tế không bằng lười lấy sống. Dù sao hiện tại nếu như ở ra rắm, chẳng khác nào phía trước bị mì ca lường gạt 20 ức linh tinh, còn có một trên đường bị mì ca hành hạ thống khổ, cùng với chính mình đau khổ nỗ lực trốt cuộc bước vào nơi này gian khổ. Toàn bộ đạp mã ủng phí A, không thể chết được. Mình tuyệt đối không thể chết được A, ngược lại đã bị mì ca lường gạt hai lần một tỷ linh tinh, cùng lắm thì. Lại bị đập một lần một tỷ linh tinh thôi. Nhưng mà, mì thịt bò ung dung một câu nói, lần thứ hai đổi mới mọi người đối với mì thịt bò nhận thức đại gia đừng lo lắng. Bản mặt nhất định sẽ cứu các ngươi. Cứ việc cái này một lần hung hiểm vạn phần, nhưng bản mặt vì cứu vớt đại gia, tuyệt đối là nghĩa bất dung từ. Bất quá, bản dưới mặt hải, cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Sở dĩ xuống biển một lần, đi lên một lần, thứ nhất một hồi, thu cái 20 ức linh tinh, cũng là rất hợp lý chứ. Mì thịt bò tuy là vẻ mặt chính nghĩa màu sắc, nhưng là nói ra, lại đem sở hữu nhân khí nổ. Mã Đức, mì ca ngươi quá vô sĩ. Đồ chơi gì? cứu người còn phân thứ nhất một hồi ta đạp mã hai mươi ức mì ca ngươi cái này căn bản là mượn gió bẻ măng cái này gọi là cứu vớt đại gia mã không phải lão tử hai tay không dơ nổi ngày hôm nay nhất định phải đường chết mì ca hoa tươi a a a hèn hạ mì ca người ta đạp mã hai mươi ức linh tinh lão tử tha rằng chết bị mười đồng trọng thủy khống trụ được người chơi nhóm trực tiếp liền tạc qua mà tư mã giới tuy là không có mở miệng nhưng là sắc mặt cũng là khó coi một nhóm cái này tờ mờ giờ nào chỉ là bắt chẹt cùng cướp đoạt đây là muốn đem nhóm người mình triệt triệt để để ép sạch sẽ được không hơn nữa ngươi nói thẳng muốn 20 ức linh tinh cũng không phải không phải cái này đạp mã cũng không có thể tiếp thu a à, nhưng cực kỳ nhất làm giận chính là cứu người còn nhỏ hơn chia làm thứ nhất một hồi sở dĩ tư mã giới chờ các loại một đám cường giả cố nén lửa giận lại không có lập tức mở miệng nhưng mà mọi người lần thứ hai đánh giá thấp mì thịt bò non chơi đắt ta đây đi mì thịt bò khoát khoát tay chậm rãi đứng dậy xoay người liền ung dung bước đi cước bộ chậm mặt lại mặt đại nhân chúng ta đào chúng ta đào a a a tinh thần chờ các loại người chơi nhìn được thế nhưng tư mã giới không nhìn được a à. người chơi có thể phục sinh thế nhưng tư mã giới không thể phục sinh a à. hơn nữa tư mã giới còn nghĩ tới một cái càng đáng sợ hơn hơn nữa tàn khốc vấn đề nếu như thiên tây cái kia mặt lại mặt thực sự nghịch thiên không gì sánh được có thể không ban đầu cấm không cùng 10 đồng trọng thủy cứu vớt tất cả mọi người nói như vậy, hắn tại sao muốn vội và cứu người? Đợi mọi người toàn bộ chút trắm, hắn lại nhảy xuống tới chậm rãi đem mọi người toàn bộ tài sản cướp đoạt sạch sẽ, không phải xong chuyện. Đạo lý đơn giản như vậy, hầu tử đều có thể suy nghĩ cẩn thận à, a, Mika, ta chúng ta sai rồi, 20 ức liền 20 ức, cứu ta a à, ca Ta nhưng là hảo huynh đệ của ngươi Tinh thần ca a. À? Tinh thần cơ hồ là một bên diệp huyết, một bên rưng rưng hô lên những lời này. Quá oan uổng. Quá khốc liệt. Chính mình lại lại muốn móc ra hai mươi ức linh tinh, cho lên mặt chính mình, hảo huynh đệ, tới làm cho hắn cứu mình. Còn có so với cái này thảm hại hơn sao xuyên? Chương 1867 Tam trọng cửa ải khó khăn, lại bị gõ bốn lần. Nguồn Mê truyện audio.com Tinh thần ca ngươi yên tâm, ngươi nhưng là hảo huynh đệ của ta, bản mặt nhất định sẽ cứu ngươi cùng mọi người. Mì thịt bò vỗ lòng ngực, lập tức lớn tiếng hô. Minh sao ô sao? giờ khắc này, mọi người đều khóc. Cơ mơ nơ. Đây rốt cuộc là vì sao? Tại sao phải biến thành cái này dạng? Cộng liền gặp phải ba lần bẫy rập cùng cản trở. Kết quả dĩ nhiên có thể bị mì ca bắt chẹt rơi bốn lần tiền. Ta đạp mã. Nhưng bây giờ, nếu tinh thần ca đã nói nguyện ý đào linh tinh, tại chỗ người chơi nhóm mặc dù đủ loại không nguyện, cũng chỉ có thể thừa nhận. Nhưng lập tức, một đám người chơi liền không nhịn được nhìn về phía mì thịt bò, muốn biết tại dạng này vô giải tuyệt cảnh dưới, mì ca muốn thế nào cứu người nơi này bầu trời là cấm không đại trận cái kia mình mông tuế nguyệt khí tức còn có căn bản nhìn không thấu sâu cạn uy áp tuyệt đối vượt ra khỏi tưởng tượng căn bản không khả năng mạnh mẽ phá giải như vậy không thể vọt lên lời nói mì ca một ngày nhảy xuống cứu người vậy trong nháy mắt không a à, nhưng là nếu không phải xuống tới bị mười đồng trọng thủy triền thân đám người dường như bị lỗ đen hút vào một dạng coi như mì ca sở hữu không mạnh ca hoặc là speedy beta cái kia cấp bậc nhục thân mang lực cũng không nhất định có thể kéo di chuyển một cái người chơi đi lên huống chi trong hố lớn nhưng là có tiếp cận 5.000 người bị nhốt. Hơn nữa căn bản không kéo nổi. Tối đa nửa nén hương thời gian, mọi người đều phải chết. Đáng chết, cửu giai thiên khí, Cương nhiên chỉ có thể chống đỡ 10 cái hô hấp. Tư mã giới ban đầu sử dụng một cái hộ thân dùng cửu giai thiên khí, đã trực tiếp bị 10 đồng trọng thủy nghiền nát, sợ dĩ tư mã giới bất đắc dĩ lại tế xuất cái thứ hai hộ thân vật. Những cường giả khác cũng là cùng loại, có bí pháp bí thuật, hoặc là mạnh mẽ đại hộ thân thiên khí, hay hoặc là các loại cần thanh toán giá thật lớn thủ đoạn, từ mã giới chờ, các loại, một đám cường giả đều là căn bản không mang do dự điên cuồng quăng ra. Dù sao lúc này không cần, mạng nhỏ sẽ không có A, mà người chơi bên này, bác giai phòng ngự thiên khí liền ba cái hô hấp đều không chịu nổi. Đây là Busosuk cố hóa thêm 8 cấp bậc mà nếu như không có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, cũng không cam lòng cho tế xuất bác giai phòng ngự thiên khí tự cứu người chơi, rơi vào 10 đồng trọng thủy bên trong liền 3 giây đều không chống đỡ, liền toàn bộ ở ra trắm rồi. Cũng may mà có thể theo tinh thần ba người tới chỗ này cơ bản đều là cao cấp tinh nhuệ người chơi, trong đó ma tộc người chơi bọn chúng đều là 88 nói ma ngân ở trên, hoặc là chính là Svidi Beta tọa hạ kim long tộc người chơi, toàn thể biến thân siêu 4 ngành kháng, cho dù là tinh thần tọa hạ tinh nhuệ người chơi, cũng không có thiếu là Alpha Tech cùng Beta Tech đại lão, sở dĩ đại bộ phận người chơi lúc này còn có thể chống đỡ tương đối buông lỏng một ít. Nhưng nếu là mì thịt bò không thể dùng nhanh nhất tốc độ xuất thủ cứu người, thời gian vừa đến, đại gia còn là muốn tập thể đoàn gì? Mì ca muốn thế nào cứu người đâu? A à, tỉnh táo lại tinh thần lúc này mới phát hiện, đổi thành chính mình làm mì ca cái kia căn bản không có bất kỳ biện pháp nào thiên tây cái kia mặt lại mặt muốn tỉ cái gì mới có thể cứu người tư mã giới cũng là sắc mặt trầm xuống bởi vì tư mã giới phát hiện trừ phi đại đế thân tới bằng không đổi chính mình tại mặt ngoài trừ nhìn lấy đại gia chết hoàn toàn là không có biện pháp chút nào mười đồng trọng thủy thêm cấm không nhất là mọi người đồng thời chủ động nhảy vào cái bẫy này bên trong đã là tuyệt sát vô giải thực sự vô giải nhưng mà, mì thịt bò lại chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ gấu bả vai. Lúc này, liền cần dựa vào Minh Hoàng Tông chân chính phó tông chủ, gấu quyết các hạ xuất thủ. Gấu thái, nếu muốn cứu vớt những thứ này liền hát gia cũng không bằng món chính kê, phải nhờ vào ngươi lực lượng. Mì thịt bò chậm rãi mở miệng, lời vừa nói ra, tinh thần chờ, các loại, sở hữu người chơi, còn có tư mã giới đám người liền toàn bộ tình bức đồ chơi gì. Làm cho gấu thái cứu chúng ta. Liền cái này hát gia ngươi đạp mã dĩ nhiên nói dựa vào một cái hát da tới cứu vớt chúng ta nhiều như vậy tinh nhuệ trong tinh nhuệ nhưng kế tiếp mọi người đều bị mì thịt bò thao tác cho sợ ngay người xuất kích a gấu thái theo mì thịt bò gầm nhẹ một tiếng trong tay nắm một cái cần câu cá mà cần câu cá bên trên dây câu phần cuối treo không đủ ngư mà là gấu thái cái này cần câu cá là lâm thời làm dùng là từ tư mã giới cái kia cao a phi thu lệ phí lấy được cửu dai long cốt mà dây câu cũng là cửu giai linh tài, chân linh tầm ti chế thành. Có thể nói, con cá này can cường độ, tuyệt đối chịu nổi 10 đồng trọng thủy lôi kéo. Chẳng lẽ, hắn là muốn đem gấu thái bỏ rơi tới, làm cho hùng đại bắt được ta nhóm, sẽ đem chúng ta cùng nhau lôi kéo đi lên. Ngu xuẩn. Tư mã giới nhìn thoáng qua, trong lòng liền không nhịn được cười nhạt. Tuy là lúc này tánh mạng của mình toàn bộ ký thác vào trên người đối phương, nhưng tư mã giới cho dù là đối mặt sinh tử nguy cấp vẫn như cũ vẫn duy trì một vị đế tử cao ngạo nơi đây bao quát ta ở bên trong toàn bộ đều đã bị mười đồng trọng thủy thấm ướt chúng ta mỗi một cái lúc này trọng lượng đều vượt qua nghìn vạn tấn coi như cái này thiên tây cái kia mặt lại mặt thừa kế thiên tây cái kia lão trụ kiên đại tiền bối huyết mạch hơn nữa cứ dựa theo hắn là bát giai phân thần cảnh mà tính hắn dùng hết toàn lực đều kéo bất động bị mười đồng trọng thủy thấm ướt bất luận cái gì một cái người cho dù một phần vạn mặt lại mặt hắn mang lực kinh người thật có thể kéo động thế nhưng hắn cần câu chỉ là cửu giai linh tài, là căn bản không chịu nổi nghìn vạn tấn mười đồng trọng thủy trọng lượng, mạnh mẽ lôi kéo, tất nhiên sẽ gãy liền. Coi như vạn nhất một phần vạn, con cá này can sẽ không 4.5 gãy, hắn cái này dạng một cái người một người cứu, tối đa có thể cứu mấy chục người mà thôi, những người còn lại, vẫn sẽ chết. Thiên Tây cái kia mặt. Nghĩ đến, ngươi thật không ngờ ngu xuẩn. Tư mã giới trong lòng nhìn không được âm thầm nghĩ đến, phân tích càng là có lý có chứng cớ. Nhưng mà sau một khắc, Gấu Thái Lăng không hạ xuống lại hô to một tiếng. Đại gia chớ phản kháng. Áp chế tu vi. Ta hùng đại muốn mở lớn. Chiến hùng tộc bí truyền, đại phong ấn thuật. Quần thể bạo phát. Gấu Thái gầm nhẹ một tiếng, vung hai tay lên, sau một khắc, mấy trăm đạo ánh sáng màu đen nhất thời phá không mà ra, trong hô hấp liền đánh trúng vô số bị mười đồng trọng thủy khốn trụ được người chơi. Chương 1868 Coi như là xuyên qua tiểu nội nội, cũng có thể gãy chống nhau. Nguồn, mê truyện audio com sau một khắc những thứ này người chơi còn chưa kịp phản ứng đã bị gấu ốc sư thừa từ trước tới nay tiểu hoa dạng tối đa hình thái tối đa thậm chí thành công sống sót đến sau cùng tối cường bốt hắc y chi số không bí truyền tuyệt kỹ đại phong ấn thuật trực tiếp phong ấn đại phong ấn thuật là hắc y chi số không bí truyền bên trong bí truyền không nhìn thẳng 10 đồng trọng thủy thành công đem người chơi cùng 10 đồng trọng thủy chia lìa sau đó nhốt vào từng cái màu đen hình cầu bên trong hơn nữa bị đại phong ấn thuộc phong ấn người chơi nhóm ngồi xổm những thứ này hát sắc hình cầu bên trong phía sau tự thân trọng lượng trực tiếp bị xóa đi có thể dùng hát sắc hình cầu dưới tình huống bình thường thậm chí có thể lơ lửng nhưng nơi đây đã có cấm không đại trận sở dĩ người chơi nhóm bị đại phong ấn thuộc phong ấn sau đó mắt thấy liền muốn ầm ầm hạ xuống lần thứ hai chìm vào mười đồng trọng thủy bên trong cái này một lần nếu như lại rơi vào mười đồng trọng thủy bên trong vậy thực sự không cứu bởi vì cho dù là đại phong ấn thuộc sáng tạo hình cầu sát ngoài cũng không chịu nổi mười đồng trọng thủy trọng lượng một ngày rơi vào 10 đồng trọng thủy ở chỗ sâu trong, nửa phút cũng sẽ bị nghiền nát, liền mang bên trong 24 mặt người chơi cùng nhau chút trắm. Nhưng ngay lúc này, trở về, gấu ốc tâm niệm vừa động, mấy trăm cái phong ấn ngoạn gia hát sắc hình cầu liền toàn bộ bị gấu thái thu hồi lại, sau đó càng là tự nhiên liên tiếp với nhau, biến thành một chuỗi dài. Cái này một màn quen thuộc, tự nhiên là đem còn lại còn không có bị phong ấn người chơi nhìn sợ ngay người. Mụ ư, cái này. Cái này đạp mã không phải Delta Beta đại kịch tình bên trong, Lúc đó bị cuối cùng bốt hắc y chi số không phong ấn alpha test cùng beta test các đại lão cái kia không nhẫn nhìn thẳng tư thái sao? Lúc đó alpha test cùng beta test các đại lão chính là bị hãm hại y chi số không nhất chiêu đại phong ấn thuộc quần thể phong ấn, cuối cùng còn bị hùng đạt xuyên thành một chuỗi, biến thành quả thực không cách nào nhìn thẳng gì đó tư thái, sau đó bị gấu thái nắm đi. Sở hữu người chơi đều không nghĩ đến, thời gian qua đi một cái phiên bản, lại còn có thể lần thứ hai chứng kiến như vậy một màn quen thuộc. Sau đó mình trở thành năm đó xui xẻo alpha test cùng beta test đại lão bọn họ. Bắt đầu. Mà nhưng vào lúc này, cái thứ hai lưỡi câu từ trên trời giáng xuống, trực tiếp liền móc vào xếp hạng để một cái hát sắc hình câu. Rõ ràng là thần mộc diện, thiên hỏa mặt cùng thiên lôi mặt ba người liên thủ khống chế cực lớn cần câu. Lên đây đi. Theo ba người một cái phát lực, cực lớn cần câu một cái huy vũ, liền đem cái này mấy trăm cái bị phong ấn người chơi, dường như câu cá một dạng một khẩu khí quăng đi lên. Ước chừng mấy trăm cái bị phong nhập hắc sắc hình cầu người chơi nối liền một chuỗi, vừa lúc bị một lần quá toàn bộ kéo lên. Gấu thái, đám tiếp theo. Tốc độ. Lúc này, mì thịt bò thao túng cần câu một cái huy vũ, để gấu ốc đến gần rồi dưới một nhóm người bên cạnh. Đại gia nhớ kỹ chớ phản kháng. Áp chế các ngươi thực lực. Không phải vậy ta phong ấn không được các ngươi. Chiến hùng tộc bí truyền, đại phong ấn. Quân thể lại bạo phát hùng đại một bên hô to một bên thành thạo quân đem bị vây ở mười đồng trọng thủy bên trong người chơi cùng tư mã giới đám người phong ấn như vậy thì có thể mượn đại phong ấn thuật đặc thù đùa dẫn quả có thể dùng đại gia cùng mười đồng trọng thủy chia lìa kể từ đó có thể bị thần mộc diện ba người một khẩu khí kéo lên đi không đến mười cái hô hấp ngoại trừ mấy cái thằng xui xẻo không có chịu đựng trước giờ chút trắm ở ngoài ở đây bao quát người chơi ở bên trong ước chừng hơn bốn ngàn người toàn bộ bị mị thịt bò cùng gấu ốc liên thủ cứu đi lên lần thứ hai đứng ở kiên cố trên mặt đất tinh thần cùng tư mã giới đám người đều không thể tin được, còn nhìn không được nhất chân lần thứ hai bước lên mặt đất. Lão tử, cư nhiên được cứu lên đây. Mã đức này cũng có thể làm sao? Mì ca ngưu phê. Mì ca uy vũ. a à a, à, mì ca quá tuyệt bổng. Lúc này, tinh hải vô cùng chờ, các loại, 500 danh tán nhân người chơi đã điên cuồng phách nổi lên liên hoàng thải hồng rắm. Dù sao tinh hải vô cùng đám người vừa rồi cũng bởi vì ham muốn đạo quả xông lên, kết quả cùng nhau rơi vào rồi bẫy rập cái này thời gian ngắn ngủi, liền ở ra trắm rồi gần một nửa, nếu không phải là Mika ca đúng lúc xuất thủ, sợ rằng đại gia muốn hết bàn giao ở bên trong. Hơn nữa, cái này thật đúng là không thể trách mì ca. Bởi vì mì ca một mực tại nói, phía trước nguy hiểm, không nên chạy loạn. Nhưng tinh hải vô cùng làm sao cũng không nghĩ ra, mì ca hai lần nhặt đạo quả, đánh trắm không có. Mà nhóm người mình theo mọi người cùng nhau xông lên lần thứ ba nhặt đạo quả, liền trực tiếp đạp bẫy rập kém chút đoàn diệt. Hô! 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 Sống sót sau tai nạn, lúc này không ít người đều là lòng còn sợ hãi, ngồi dưới đất miệng to thở dốc, không ít người tuy là không chết, tuy nhiên bị 10 đồng trọng thủy lực lượng nghiền ép kém chút ở ra trắm, lúc này đều là dồn dập móc ra các loại đang dược hoặc 800 giả chữa thương thủ đoạn trị liệu thương thế. Có thể không phải đám người mới vừa khôi phục một chút tâm tình. Cái kia trước một giây vẫn là cứu thế chủ thân ảnh, lại đúng là âm hồn bất tán lên tiếng lần nữa. Thân huynh đệ, rõ ràng tính sổ. Tinh hải vô cùng, đi thôi, 20 ức linh tinh, bắt đầu thu sổ sách a bản mặt vô cùng khoan dung, linh tinh không đủ, không quan hệ a à. thiên khí, thiên tài địa bảo, ma hạt các loại đều có thể gãy chống nha. cho dù những thứ này toàn bộ gãy chống cũng không đủ, cũng không sự tình a, à, có thể tìm bằng hữu hoặc là huynh đệ mượn a. À. một phần vạn mượn còn chưa đủ, càng không quan hệ a. À. long tộc lời nói, có thể quất máu tươi của hắn, ma tộc lời nói, có thể đào hắn ma hạch, nhân tộc nói, trên người mặt khẳng định không phải phàm phẩm, coi như là xuyên qua tiểu nội nội, chỉ cần là thiên khí, cũng có thể gãy chống nha bản mặt người này, luôn luôn rất dễ nói chuyện. Mì thịt bò cười hắc hắc, ở thần một diện, thiên lôi mặt còn có thiên hỏa mặt phía sau, ung dung mở miệng nói. Chương 1869 Mì ca ngươi tại sao có thể cái này dạng? Nguồn Mê truyện audio com Mọi người đều bị mì thịt bò lợi nói cho chấn kinh rồi. Tư mã giới đời này đều không nghĩ đến, thân là truyền thuyết đại tiền bối, thiên tây cái kia kiểm tra trụ kiên con trai trưởng, dĩ nhiên có thể vô sĩ đến nước này. Ngươi bắt chẹt 20 ức linh tinh liền tính. Lại vẫn muốn bức đại gia mượn tiền. Mượn tiền liền tính, thậm chí ngay cả xuyên qua tiểu nội nội cũng không buông tha. Tại sao có thể cái này dạng? Ngươi đạp mã tại sao có thể cái này dạng? Tư mã giới đời này đều không có nghĩ tới, có một ngày, thân là đế tử chính mình, vậy mà lại bị người bắt chẹt đến liền tiểu nội nội cũng không buông tha. Ta đạp mã. Lúc này, đừng nói tư mã giới tâm tính nổ. Người chơi càng thêm nổ tung bởi vì tư mã giới vẫn còn ở khiếp sợ, vẫn còn ở khó mà tin được. nhưng là ở đây không ít người chơi đó là tuyệt đối rõ ràng cũng là tuyệt đối tin tưởng, việc này Mika thực sự làm được. thậm chí ở đây có không ít người chơi đã từng liền gặp qua, mà cái này một lần là bọn hắn lần thứ hai tao ngộ. Mika, ngươi tại sao có thể cái này dạng? Mika, cái này cũng quá vô sĩ. Mika, ngươi, ngươi, ngươi không thể vô sĩ như vậy a. a a a, Delta Beta thời đại. Lão tử đã bị Mika bắt chẹt quá một lần, tiểu nội nội đều bị cướp sạch, vạn vạn không nghĩ tới, Epsilon Beta lại tới. Ô ô ô, ta mới, chỉ có, đổi mới tinh bát giai thiên khí tiểu nội nội. Ta đạo mã. Ta tuyển trạch tự sát. Oanh. Mika, ngươi thật không phải là người. Minh Hoa a. À. Đại bộ phận người chơi vẫn còn ở chấn động, số ít Delta Beta thời đại cũng đã bị Mika cướp sạch quá tiểu nội nội người chơi trực tiếp liền nổ tung, không sai trong đó có mười mấy người chơi đã bất kham thừa nhận tiểu nội nội cướp sạch nhục trực tiếp lựa chọn tự bạo mà lúc này tòa sơn bá đám người lại lên tiếng lần nữa mặc lại mặt các hạ cái này hai mươi ức linh không thể thương lượng một chút đúng vậy a à, mặc lại mặt các hạ tốt xấu ngài cũng liền tiếp theo lường gạt ta hai lần chúng ta đều là ngài linh tinh thu lệ phí khách hàng cũ có phải hay không nên ưu đãi một cái hai mươi ức linh tinh thật sự là nhiều lắm a à tọa sơn bá chờ, các loại, một đám cường giả thực sự chịu không nổi cái này 20 ức linh tinh giá cả, vì vậy dồn dập mở miệng cầu tình đứng lên. Mặc dù nói ra những lời này, quả thực muốn tọa sơn bá đám người mạng già, nhưng 20 ức linh tinh thật sự là quá đạp mã khá hơn rồi, dù cho có thể chém một chút cũng được a, à, mì thịt bò nghe xong tọa sơn bá đám người nói, suy nghĩ một chút, xác thực thấy có đạo lý. Dù sao cái này một lần cứu người, cũng không phải dựa vào là người một nhà a, à, đừng, các ngươi nói có đạo lý. Thật, bản mặt cũng đã nghĩ tới, cái này một lần có thể cứu vớt đại gia hùng đạt cũng ra bảy chí ít một nửa lực như vậy đi gấu ốc ngươi tới đưa ra hai cầm yêu cầu a à, chỉ cần đại gia có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi có thể giảm miễn phân nữa đại gia chỉ cần thanh toán một tỷ linh tinh liền có thể như thế nào đây bản mặt rất rộng lượng đi mì thịt bò nói vừa xong mọi người đều sợ ngay người ngoà tao. mì ca vì sao đột nhiên người tốt như vậy trực tiếp miễn phân nữa chỉ cần thỏa mãn gấu thái cái này hát ra một cái yêu cầu nho nhỏ liền được. Với treo mọi người trong nháy mắt nhìn về phía gấu thái, đồng thời dồn dập mở miệng. Gấu thái ca, ngươi nói đi. Ngươi có yêu cầu gì? Hùng đạt, ngươi nói đi. Mặc kệ yêu cầu gì, chúng ta đều có thể giải quyết. Lấy gấu ốc cái này hắt ra tính tình, còn có thể đưa ra cái gì nghịch thiên khó khăn yêu cầu, cũng không phải là mì ca cái này tiện qua qua, hắc hắc, cái này sống ổn. Gấu ốc phó tông chủ, mời nói ra yêu cầu của ngươi đúng vậy a à, gấu thái phó tông chủ bất kể là linh tinh vẫn là thiên tài địa bảo cũng hoặc là là tuyệt sắc chờ các loại bọn ta đều có thể thỏa mãn ngươi hùng đại phó tông chủ các hạ ngài chỉ để ý mở miệng liền được lòng của mọi người thái giả một cái buông lỏng vô số lần dù sao chính là một cái gấu thái còn có thể nhảy ra cái gì bọt sóng tới thực sự mì ca ngươi người thật tốt gấu ốc hai mắt sáng lên liên tục sau khi xác nhận vì vậy liền về một cái từ trong bồn tắm đứng lên đám người cũng là nhất tề nhìn về phía gấu thái, không ít người chơi cũng tò mò, cái này toàn bộ server nhất hát gia tử, biết đưa ra yêu cầu gì đâu. Đại gia, toàn bộ các ngươi mặc vào chiến hùng sáu trang, sau đó vừa nhất tay bắt tay, cùng ta cùng nhau một bên tắm tắm bên nhảy hùng hùng chi vũ A. À. Hùng đại vừa nói, còn vừa móc ra thật nhiều thật nhiều thật nhiều món chiến hùng bộ. Hùng đạt vừa nói, toàn trường mọi người liền phun máu. Mì thịt bò đều mộng ép. Ngoa tao. Cái này đạp mã chính là một cái yêu cầu nhưng suy nghĩ kỹ một chút yêu cầu này thực sự không có chút nào khó a à. coi như là một cái hậu tử đều có thể ung dung hoàn thành ai gấu thái lý nặc chung quy vẫn là delta beta manh mới thật sự là quá đơn thuần cùng thiện lương nói lên yêu cầu này quả thực liền cùng tặng không giống nhau nếu như đổi chính mình khụ 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 nhưng mà ý nghĩ của mọi người hiển nhiên cùng mì thịt bò hoàn toàn không ở một cái vị diện bên trên gian cái này gấu thái có phải bị bệnh hay không ta đạp mã cái này cái quỷ gì yêu cầu? Lão tử đệ một lần nhìn thấy so với mì ca còn ngoại hạng ngoạn ý. Phốc hắc. Đổi một cái, yêu cầu này quá đạp mã quỷ xé, đổi một cái. Mọi người đều nổ, người chơi nhóm còn tốt, dù sao đại gia đã sớm biết hùng đại không bình thường, mà tòa sơn bá đám người đó là thật tức thiếu chút nữa động thủ giết người. Chương 1870 Ta Ta tuyển trạch đạo linh tinh Nguồn Mê truyện audio.com Mặc vào cái này mau nhung nhung áo khoác còn đạp mã muốn chấp tay. Còn muốn cùng nhau một bên tắm vừa nhảy cái kia hát gia chí cực múa. Nếu không phải là thiên tay cái kia mặt lại mặt đứng ở gấu đại bên cạnh, tọa sơn bá đã sớm nhảy dựng lên đập chết cái này gấu thái. Làm sao vậy? Chẳng lẽ nói. Yêu cầu này đối với các ngươi mà nói quá khó khăn. Cũng là, mì ca tất cả nói các ngươi quá cùi bắp, suy nghĩ kỹ một chút, yêu cầu này đối với các ngươi mà nói thực sự quá khó khăn. Muốn không, giảm bớt một điểm yêu cầu. Không cần một bên tắm, trực tiếp nhảy liền được cái này dạng cũng có thể đi. Gấu đại vừa nghe đại gia phản ứng như thế chống cự, nhất thời nhìn không được nói rằng, cuối cùng còn hỏi do. Đồng thời, vẫn cùng mì thịt bò tâm hữu linh tê lẫn nhau nhìn thoáng qua, tràn đầy đối với mọi người thất vọng. Mọi người đều mộng ép. Lập tức, chính là thổ huyết. Khó. Đơn giản như vậy yêu cầu, ai đạp mã sẽ không? Lão tử hiện tại liền mặt vào hùng đại bộ nhảy cho ngươi xem. Chờ, các loại. Ta đạp mã. Hô xin hỏi gấu thái phó tông chủ các hạ, cái gì đó hát gia chi? A à Phi, là hùng hùng chi vũ, là như thế nào? Lúc này, tòa sơn bá ông cuối cùng từng tia tha hạnh, nhìn không được mở miệng hỏi. Nếu như cái này vũ đạo không phải quá mất mặt 283 nói, cho dù chính mình thân là tinh vực đế quốc đệ nhị quân đoàn trưởng, vì tiết kiệm một tỷ linh tinh, cũng không phải là không thể nhảy một cái. Nhẫn nhục chịu đựng như vậy gian nan trọng trách, cũng chỉ có tòa sơn bá cái này dạng tâm trí kiên nghị, sở hữu nghịch thiên đại nghị lực hạng người có thể làm được siêu đơn giản nhau. Nhưng mà, gấu đại gào khóc cười, lại bắt đầu thông thạo vũ đạo. Quay lại, lại xoay đi qua, hoa hoa hướng lên trời, ở giữa còn gia nhập hư không tắm cùng trừ chân chân các loại động tác. Nói đơn giản, cái này hùng hùng chi vũ, chính là tập hợp 8 ngàn toàn bộ server hát gia nhóm tinh túy cùng kim. Phốc hắc. Tỏa sơn bá mới nhìn một phút đồng hồ, liền cảm giác hai mắt của mình đều muốn mù. Quá cây ánh mắt. Thật sự là quá đạp mã cây ánh mắt. Coi như mình chuyển sinh làm ma, sở hữu nghịch thiên vô cùng kim cương bất diệt chi ma đồng đều không chịu nổi a à. lúc này tọa sơn bá trong đầu có một vạn câu lễ phép dùng từ nghĩ phun ra ngoài tiểu san sát ngươi vóc người cao lớn như vậy cái này lý chính thật có nhất kiện kích thước giống như ngươi hơn nữa còn là chính thành mới ngao chỉ bị người mặc một ngày gấu thái vừa nhảy còn vừa móc ra nhất kiện cực lớn kích thước chiến hùng bộ đưa tới tọa sơn bá trước mặt nghe cái kia mùi nồng nặc lại nhìn rồi liếc mắt cái này sẽ cần chấm hanz chiến hùng tộc sáu trang hoa hoa vị trí còn dính không rõ đồ vật chất một mạng còn có một câu kia tiểu sang sát cho dù là những vương chi vương tọa sơn bá đều tại chỗ nổ muốn không bị tàn bạo chí cực bắt chẹt muốn không liền thả chính mình bỏ qua tôn nghiêm cái này tơ mơ giờ là hai chọn một cái này đạp mã căn bản là đáng sợ nhất dằn vặt được không ta ta tuyển trạch đào linh tinh tọa sơn bá thực sự hỏng mất lão tử thà rằng bị đánh cướp cùng bắt chẹt, đều tuyệt đối sẽ không mặc vào cái này xê cần chấm h a -N chiến hùng bộ nhảy cái gì đó hát gia chi vũ. Tuyệt đối. Liên tòa sơn bá đều nhìn không được, huống hồ là những người khác còn có người chơi. Sở dĩ mọi người không nói hai lời, dồn dập trưng rưng đem tất cả tích xúc, linh tinh, thiên tài địa bảo, thậm chí trên người mặc thiên khí, lại tăng thêm đông mượn tay gấp tới linh tinh toàn đến cùng nhau, rốt cục quá miễn cưỡng gấp đủ rồi 20 ức linh tinh. Đương nhiên, cũng có rất ít người bất kể thế nào góp, thậm chí ngay cả trên người mặt tiểu nội nội đều tính toán lên, vẫn là thu thập không đủ. Sở dĩ những người này không nói hai lời ta, gặp lại sau. Các huynh đệ, chúc các ngươi may mắn. Oanh, ước chừng gần 100 cái làm sao đều thu thập không đủ người chơi, không nói hai lời, lựa chọn tại chỗ tự bạo. Mà tư mã giới bên này, bởi vì một đám cường giả đều là tư mã giới, tòa sơn bá cùng ma long bất hối đám người bộ hạ làm chủ sở dĩ bộ hạ thu thập không đủ, tư mã giới ngang vì lão đại, tự nhiên muốn xuất thủ giúp một tay còn kém ba chục triệu linh tinh, nhưng tư mã giới bên này đem hết toàn lực vẫn là kém ước chừng ba chục triệu linh tinh. trong ngâm khoảng khắc vừa liếc nhìn phía trước, khi nhìn đến lướt qua bảy này hố to phía sau trong hầm truyền ra mênh mông khí vận khí tức sau đó tư mã giới rốt cục vẫn phải sâu hút một khẩu khí, lựa chọn lại một lần ẩn nhẫn. ha ha a thiên tây cái kia mặt lại mặt, còn có đáng chết này chiến hùng tộc gấu, các ngươi trước hết đắc ý một hồi a, à, chờ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, phá giải sở hữu cơ quan cùng cản trở, mang theo đại gia đạt đến nghịch thiên cơ duyên trước mặt thời điểm ha ha a à, bản đế tử sẽ để cho các ngươi biết bản đế tử thực lực chân chính tư mã giới sau khi nghĩ thông suốt liền chậm rãi đem áo khoác trường bào cởi lấy ra trên người mặc nhất kiện ngân lân nội giáp. thiên tây cái kia mặt lại mặc các hạ bản đế tử xác thực gấp không ra đủ hơi linh tinh nhưng bản đế tử nơi này có nhất kiện chí bảo đây là cửu giai thiên khí thiên tàm bảo y vừa rồi bản đế tử có thể ở mười đồng trọng thủy tuyệt cảnh dưới chống đỡ đến bây giờ món chí bảo này công lao tuyệt đối không nhỏ ha hả, nếu như phóng tới tinh thần đấu giá hội, món chí bảo này. Ít nhất, có thể vỗ tới 80 triệu linh tinh, thậm chí hơn ức linh tinh. Tư mã giới mỗi chữ mỗi câu, đắc ý nói. Thấu, ngươi mặc qua à, sẽ cần chấm h a n -G đánh 30%, coi như ngươi 24 triệu linh tinh a. À. Cái này dạng ngươi còn kém 600 vạn. Mì thịt bò thành thạo mở miệng, một câu nói, liền đem tư mã cái đều tức bể phổi. Tay ngươi đại gia. Đây chính là cửu giai thiên khí, thiên tạm bảo y, ở thần ma tháp bốn tầng, không ai không biết, không người không hay bảo bối một trong. Ngươi hắn sao đi lên một câu nói trực tiếp đánh 30%. Ngươi tại sao không đi đoạt? Ngao, đã quên. Hỗn đảng này hiện tại chính là ở cướp đoạt chính mình A, à, ta đạp mã. Chương 1871. Ngươi từ mờ giờ lại còn nói bản đế tử chân xuống. Nguồn. Mê truyện audio.com. Hô. Lãnh tỉnh A, tư mã giới. Lãnh tỉnh A, Tư mã giới cái này một lần lần thứ hai nhìn xuống đi, vì vậy chậm rãi lần thứ hai bỏ đi giày của mình. Thiên tây cái kia mặt lại mặt các hạ, cái này một đôi giày lính, cũng là cửu giai thiên khí, chính là dùng vẫn lạc một viên chân long long lân luyện chế mà thành, danh nhật long lân giày lính. Đặt ở tinh thần đấu giá hội. Ít nhất, cũng có thể giá trị 60 triệu linh tinh. Tư mã giới nhìn đau cắt thịt một dạng, chậm rãi nói rằng. Mà tao, xê cần chấm h a n dây. Mùi vị vẫn như thế đại. Quên đi, coi như ngươi 90% tốt lắm. Ai, tắm một cái phơi thêm mấy ngày, cũng có thể thấu hoạt xuyên. Mì thịt bò vào đoạt lấy đi, một bên ghét bỏ vô cùng nói rằng. Tư mã giới cái trán đùng đùng hai tiếng, hai cây kinh mạch trực tiếp bạo liệt, lưỡng đạo máu tươi phóng lên cao. Mùi vị đại. Ngươi đạp mã lại còn nói bạn đế tử chân xuống. Ta đạp mã. Tư mã giới thiếu chút nữa thì muốn một cái nhảy lên, một quyền đem trước mắt thiên tây cái kia mặt lại là mặt sinh đập chết. Nhưng tư mã giới cuối cùng cuối cùng, vẫn là gian nan nhìn được. Lãnh tỉnh A, tư mã giới. Nhìn xuống A, tư mã giới. Đều đạp mã đã bị lường gạt 4 tỷ linh tinh. Đều đạp mã kiên trì tới nơi đây, vượt qua tam trọng nghịch thiên cửa ải khó khăn. Có thể nào ở chỗ này chấm thấy sóng cả liền ngã quay chèo. Tư mã giới lần thứ hai nhìn thoáng qua phía trước đường hầm, từ cái kia bàn bạc khí vận khí tức phán đoán, sợ rằng. Nghịch thiên cơ duyên, liền tại phía trước. Thiên tây cái kia mặt lại mặt, ngươi cứ việc đắc ý a một hồi chờ các loại nghịch thiên cơ duyên xuất hiện bản đế tử đợi một cái liền giết chết ngươi đến lúc đó ngươi cướp sạch đến toàn bộ cuối cùng vẫn sẽ trở lại bản đế tử trong tay một hồi ngươi sẽ hối hận mấy lần làm tức giận bản đế tử còn đạp mã bắt chẹt bản đế tử hậu quả đem là ngươi vĩnh viễn không cách nào thừa nhận tư mã giới mạnh mẽ nhìn xuống sau đó lúc này mới lên tiếng lần nữa nói rằng linh tinh đã thanh toán xong rồi mặc lại bột nhão trưởng xin ngài lần thứ hai mở đường a cái này một lần chúng ta nhất định nghe theo ngài an bài tuyệt đối không sàng bậy tư mã giới chậm rãi mở miệng thật sự nói nói cái kia nhất định các vị đế tử đồng minh tinh vực đế quốc còn có cái gì đó điện kia mà ngoạn ý đại gia yên tâm thân vị đoàn trưởng của các ngươi bản mặt nhất định mang bọn ngươi tìm được nghịch thiên cơ duyên dù sao từ xưa đến nay bản mặt liền tâm hệ mọi người an nguy cùng đại gia thân như huynh đệ tình như thủ túc a à. mì thịt bò vung tay lên liền khí phách mười phần nói rằng nhưng mà sở hữu nhân khí cái trán gân xanh nhất tề nổ tung ở trần chân trần nha tử tư mã giới bên trên còn có bị lột một ít bán long lân liền cái tráng long giác đều bị mì thịt bò cỏ sát không ít phấn mài tới gãy chống linh tinh ma long bất hối cùng với chỉ còn một cái tiểu nội nội tòa sơn bá chờ các loại một đám cường giả tức giận cả người đều ở đây run thân như huynh đệ tình như thủ túc ngươi chờ chờ một lát tìm được nghịch thiên cơ duyên lão tử tuyệt đối để cho ngươi biết cái gì gọi là thân cận mì thịt bò bên này cướp sạch sông tư mã giới đám người mà tinh hải vô cùng chờ các loại tán nhân người chơi đại biểu mì ca cũng cướp sạch xong người chơi a a a ta tiểu nội nội a à. ghê tẩm a à, liền lão tử biết tất cũng không buông tha các ngươi còn là người sao tinh thần ca lão tử ăn một nửa xiên nướng đều bị bọn họ đoạt đi rồi ngươi phải làm chủ cho ta a mì ca e rằng không phải người nhưng các ngươi thật là cẩu các ngươi thậm chí ngay cả lão tử giấu ở hoa hoa bên trong nguồn nước và dòng sông thăm hải vương xiên nướng cũng không buông tha thật là quá đáng rồi. Tại sao có thể cái này dạng? Ta yêu đau, bạo nổ hoa thần kiếm A, lão tử hôm qua mới nạp tiền hoàn thành quỷ văn chính. Tại chỗ người chơi, một mảnh kêu trên, hầu như hơn 90%, đều chỉ còn dư lại một cái tiểu nội nội, gió rét thổi tới, ở trong gió bị đông cứng lạnh run. Còn có một thành người chơi thảm hại hơn, liền tiểu nội nội đều bị cướp sạch, lúc này chỉ có thể thi triển mộc độn, dùng lá cây cùng dây leo tạm thời vây quanh, quả thực thảm tuyệt nhân gian. Ở gặp phải mì ca phía trước, đại gia là nguyên bộ thần trang, một thân hoàn hảo trang bị, thần thủy bên trong chiếc nhẫn bó lớn thứ tốt, linh tinh bó lớn, thiên tài địa bảo tốt nhiều đồ một nhóm cao cấp tinh nhuệ người chơi. Mà bây giờ, tinh thần nhìn trước mắt hơn 2.000 cái phi châu nạn dân giống nhau, bụng ăn không no, áo không đủ che thân người chơi, nhất thời hai hàng lão lệ, nhìn không được chậm rãi chảy xuống. Không, quá tàn bạo. Thật sự là quá tàn bạo. Chính mình thân là mọi người thống xuất giả, quả thực thẹn với đại gia a nhưng tinh thần thân là tinh thần điện công hội trưởng lúc này vẫn là dựa vào đại nghị lực đứng ra dùng từ thanh âm tần đạo hoàn thành sau cùng diễn thuyết các huynh đệ chịu đựng chúng ta đã vượt qua tam trọng nghịch thiên cửa ải khó khăn bị mì ca lường gạt 4 tỷ linh tinh thế nhưng thắng lợi ở trước mắt một hồi bắt được nghịch thiên cơ duyên mọi người không nên hỏi tại sao một chữ cam chết đạp mã mì ca người theo tinh thần phen này diễn thuyết nhất là câu nói sau cùng. Ngao ngao a. À. Ở đây hơn 2.000 cao cấp tinh nhuệ người chơi, trong nháy mắt toàn bộ đốt lên. Bởi vì lúc này còn có thể chống đỡ mọi người chỉ có một việc. Đó chính là một hồi bắt được nghịch thiên cơ duyên phía sau, trở tay đâm chết mì ca. Không phải. Không thể trực tiếp đâm chết. Muốn an bài mấy trăm người tộc người chơi một bên soát huyết một bên đâm. Trực tiếp đâm chết, lợi cho mì ca quá. Lão tử muốn mì ca, sống không bằng chết. Miệng chương 1872. Đồng nhất chiêu đối với chúng ta là vô dụng. Nguồn. Mê truyện audio com Oanh. Sở dĩ sau một khắc, tuy là bị mì thịt bò cướp sạch nghèo rất mồng tơi, toàn thân liền một cái linh tinh đều góp không được, nhưng giờ khắc này, bất kể là người chơi, vẫn là tư mã giới nhóm cường giả, mọi người đều bốc cháy lên nhất trời chiến ý, ngoà tàu. Những người này làm sao kích động như thế? Mì thịt bò cũng là sợ hết hồn, bất quá cũng không để ý, Thông thạo từ tinh hải vô cùng chờ, các loại, tán nhân người chơi nơi đó nhận lấy bắt chẹt tới linh tinh còn có vô số thiên tài địa bảo sau đó, lúc này mới Mỹ tư tư cất xong, nhất bính nhất khiêu bắt đầu đi tới. Đại gia một hồi nhất định phải nghe chỉ huy A. Tốt. Đường. Một hồi ngàn vạn lần chớ chạy loạn A, dù cho có nửa đạo quả xuất hiện, cũng đừng sốt ruột, làm cho bản mặt trước dò xét là phía trước e rằng còn có nghịch thiên đại hung hiểm, nhìn vạn phải tỉnh táo A. Vậy đi. Tuy là mì thịt bò cảm giác sau lưng đại gia làm sao bầu không khí không đúng lắm, cư nhiên không có có một cái người phản bác chính mình, bọn chúng đều là nhu thuận nghe lời bất khả tư nghị, nhưng mì thịt bò vẫn là không có suy nghĩ nhiều. E rằng là đại gia rốt cuộc lĩnh ngộ, thấy được chính mình vị đoàn trưởng này ưu tú, kính phục với nhân cách mị lực của mình a. À? Ai, quá khó khăn. Thật sự là quá khó khăn. Trải qua ba lần cửa ải khó khăn, chính mình cuối cùng cũng làm cho đại gia thấy được chính mình ưu tú. Nhìn xuống, kiên trì nửa một hồi, kiên trì một chút nữa dưới, có thể cam chết mì ca. Đừng chết mì ca người, cam chết đạp mã mì ca người. Cơ duyên có thể không cần. Mì ca phải chết. Nhưng mà, tinh thần chờ, các loại, người chơi cũng tốt, vẫn là tư mã giới chờ, các loại, một đám cường giả cũng được, mọi người đều là nghiến răng nghiến lợi trong đầu cơ hồ là giống nhau như đúc ý tưởng. Đó chính là cam chết ghê tẩm mì ca người. Từng Rất nhanh, mì thịt bò mang theo đám người xuyên qua dài dòng đường hầm sau đó, chợt dừng bước bởi vì hiện lên đại gia trước mắt, rốt cuộc lại là một đạo cửa đá khổng lồ. Chỉ bất quá cái này một lần, mênh mông vô biên tử sắc nồng nặc đến mắt trần có thể thấy khí tức, không ngừng từ cửa đá trong khe hở khuếch tán ra. Khí như biển. Tử khí đông lai. Mọi người trong nháy mắt liền biết đâu. Nghịch thiên cơ duyên, ở nơi này cửa đá phía sau. Nhưng mà giờ khắc này, ở đây hơn phân nửa tâm, thậm chí đều quên truyền thuyết cơ duyên, mà là đem toàn bộ ánh mắt tập trung ở tại một thân ảnh bên trên. Mì thịt bò trên người rốt cuộc đến nơi này. Quá khó khăn. Xuyệt, đại gia lãnh tĩnh, nhất định phải lãnh tĩnh, trước chờ, các loại, mì ca mở cửa, khai môn. Chờ, các loại, mì ca mở cửa, chúng ta xác nhận nghịch thiên cơ duyên liền tại sau đó phía sau. Hắc. Ta đã nghĩ sau 108 loại chết mì ca tư thế. Mới, chỉ có, như thế điểm. Ta đã suy nghĩ một nghìn trồng được không? Delta Beta thời đại, lão tử bị mì ca hố thời điểm chết cũng đã suy nghĩ ba chục ngàn trồng được không? lúc này hơn phân nửa người trong đầu nghĩ ý cảnh không phải là cái gì nghịch thiên cơ duyên mà là một hồi làm sao cam chết mì ca các vị ngàn vạn lần chớ sơ suất càng là sau cùng càng là phải cẩn thận cái này một lần nhất định phải nghe chỉ huy ngao làm cho bản mặt đi trước giò đường mì thịt bò lúc này một bước tiến lên lớn tiếng nói vậy đi mì ca ngươi yên tâm chúng ta tuyệt đối nghe lời ngươi nhưng mà làm cho mì thịt bò đều không nghĩ tới là bao quát tư mã giới đám người ở bên trong sở hữu người chơi cùng các cường giả nhất tề mở miệng không có có một cái người xung động tiến lên ngược lại đều là ngoan ngoãn nghe lời ngoa tao những người này là không phải xảy ra vấn đề làm sao từng cái cùng ngoan ngoãn bảo bảo giống nhau mì thịt bò lần thứ hai lấy làm kinh hãi bất quá vẫn là không suy nghĩ nhiều xoay người rời đi đến rồi cửa đá trước mặt ba sau một khắc mì thịt bò hai tay duỗi một cái liền đẩy ra cửa đá ung ung mì thịt bò một bước tiến lên trước sau đó theo thói quen tiện tay liền đem cửa đá liền đóng lại. Tinh thần cùng tư mã giới đám người thấy như vậy một mạng, nhưng không có hoảng hốt chút nào, mọi người đều là chẳng đáng cười nhạt. Lại đem chiêu này ra. Cửa đóng cửa lại. A a a a, giống nhau nhất chiêu, đối với chúng ta là vô dụng. Đại gia đừng hoảng hốt. Không sai, không nên gấp. Đây đều là mì ca kế sách, chúng ta nếu như sốt ruột tiếng lên làm cho mì ca mở cửa, khai môn, mì ca tuyệt đối sẽ lại bắt chẹt chúng ta 30 ức linh tinh. Nói rất đúng, Truyền thuyết này di tích không có khác cửa ra, mì ca coi như bắt được nghịch thiên cơ duyên thì như thế nào? Hắn có thể ở bên trong đời cả đời sao? Ha hả, chúng ta chỉ cần ngăn ở nơi đây liền xong chuyện. Không hoảng hốt, lão tử căn bản không hoảng sợ. Đối mặt mì thịt bò lẻ loi một mình bước vào nghịch 3.2 thiên cơ duyên chỗ ở gian phòng còn trở tay đóng cửa một màn, cái này một lần, tinh thần cùng tư mã giới đám người không chút nào không hoảng hốt, chẳng những không hoảng hốt, còn từng cái trấn định tự nhiên. Giống nhau nhất chiêu đối với thánh đấu. A phi là chúng ta những thứ này cao cấp tinh nhuệ là căn bản vô dụng. Mì ca, ngươi quá ngây thơ rồi. Vậy mà lúc này mì thịt bò, xuyên qua một đoạn ngắn đường hầm sau đó, liền đi tới một cái rộng mở lại cũng không tính quá mức cự đại trong đại sảnh. Khi nhìn đến trong đại sảnh đặt hai kiện đồ đặt sau đó, mì thịt bò cả người đều sợ ngay người. Mì thịt bò nghĩ tới các loại tình huống, lại vạn vạn không nghĩ tới trước mắt loại tình huống này. Chương 1873 Lưu cho chiến hùng tộc bảo bối Nguồn mê truyện audio com Sao? Mì thịt bò trận to hai mắt, nhìn không được kinh ngạc lên tiếng, nhưng lập tức. Chính là tràn đầy cảm động, hai hàng nước mắt, lần thứ hai không chịu thua kém chậm rãi hạ xuống. Hiện lên mì thịt bò trước mắt hai cái tồn tại, là cực kỳ phổ thông, vốn lấy một loại khác góc độ mà nói, rồi lại cực kỳ e di sở tư tồn tại. Bên trái trên đài cao, rõ ràng là nhất kiện quen thuộc mau nhung nhung áo khoác chiến hùng tộc, gấu ốc tự tay thiết kế ban sơ gấu thái bộ. Cũng là... Mì thịt bò ở Delta Beta thời đại trợ giúp đại gia vượt qua anh Long Vân Hải lúc, từ Delta Beta người chơi gấu ốc trên người mạnh mẽ rút ra cái kia nhất kiện gấu bộ. Cái này gấu thái bộ, sau lại bị mì thịt bò đưa cho Delta Beta đại kịch tình bên trong gặp phải cậu trai kia. Luyện Cũng là luyện mục tiên đế thân ca ca, ở thái cổ thời đại đã chết, nhưng ở Delta Beta đại kịch tình thái cổ 24 thời đại thời kỳ cuối lại quỷ dị sống lại thứ sáu thiên tai, luyện. Nhưng mà trước mắt gấu thái bộ, lại sớm đã không phải năm đó cái dạng nào mới tin đặt ở truyền thuyết này di tích chỗ sâu nhất xuất hiện ở mì thịt bò trước mắt cái này gấu thái bộ trải rộng vô số vết thương khắp nơi đều rách rách rưới rưới có thể tưởng tượng được chủ nhân của nó ăn mặc cái này chiến hùng bộ đã trải qua bao nhiêu thảm thiết chiến đấu không chỉ như thế cái này gấu thái bộ phần bụng vị trí cũng không thiếu nho nhỏ vết cắn hơn nữa dường như thời gian dài mạnh mẽ lắp cái gì đồ vật giống nhau bị xanh phá rất nhiều nơi tại cái gì người chơi trong mắt cái này chỉ là nhất kiện bị nghiêm trọng sử dụng qua độ mài mòn nghiêm trọng hơn nữa gặp rất nhiều vượt xa khỏi cái này bát giai thiên khí chiến hùng bộ mức cực hạn có thể chịu đựng công kích. Thậm chí, mì thịt bò đều có thể liếc mắt nhìn ra, cái này có thể ốc bộ đã từng thật là bát giai thiên khí, nhưng bây giờ, lấy thiên khí tiêu chuẩn mà nói, đã triệt để bị hỏng. Nhưng mà mì thịt bò lại nhìn không được đưa tay, nhẹ nhàng đụng chạm một cái cái này chính mình từ trên người hùng đạt rút ra phía sau, lại cho cho cái kia tiểu tiểu nam hài chiến hùng bộ. Chỉ là nhẹ nhàng đụng vào, mì thịt bò thì dường như có thể chứng kiến, nằm đó cái kia tiểu tiểu nam hai người xuyên cái này gấu thái bộ, trải qua không biết bao nhiêu hung hiểm chiến đấu, không biết bao nhiêu lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Nhưng cùng lúc cũng nói, cái này chiến hùng bộ, đã từng không biết bao nhiêu lần che chở cái kia tiểu tiểu nam hài, trợ hắn lần lượt tìm được đường sống trong chỗ chết. Nếu là không có cái này chiến hùng bộ, cái này chiến hùng mặc bộ mỗi một chỗ vết thương, sợ rằng đều có thể giết chết cái kia nho nhỏ con trai. Dù sao tạo thành những vết thương này vết mỗi nhất kích, quy lực đều là đã đủ đục lỗ bát giai thiên khí phòng ngự, vẫn là bu cố hóa, tám cấp phòng ngự thủy chuẩn khủng bố một đòn tất sát bất luận cái gì một kích đều không phải là cái kia tiểu tiểu nam hài có thể ngăn cản sở dĩ giờ khắc này mì thịt bò nhìn không được nói nhỏ gấu thái cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi chiến hùng bộ giờ khắc này mì thịt bò nhìn không được chảy xuống hai giọt nước mắt cảm kích thật lòng nổi lên gấu thái giờ khắc này mì thịt bò ở trong lòng không nhịn được cảm kích bắt đầu ngay lúc đó chính mình trước đây cướp sạch gấu thái từ gấu ốc trên người lột xuống cái này chiến hùng bộ quyết định thực sự quá chính xác nếu là không có cái này chiến hùng bộ e rằng hai tử kia, đã chết. Như vậy một kiện khác. Mì thịt bò xoay chuyển ánh mắt, liền thấy khác một cái tồn tại. Rỉ sét loan lỗ, trải rộng cuộc lông, trên đó khắp nơi đều là cự đại vết thương cùng tê liệt vết tích, toàn bộ tồn tại hầu như đã không trọn vẹn bất kham, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra một cái đại khái đường nét vật phẩm chiến hùng tộc, gấu thái chuyên dụng tắm bồn tắm. Luyện. Cái này đã hoàn toàn báo phế bồn tắm, tự nhiên cũng là mì thịt bò trước đây từ gấu thái nơi đó cướp sạch qua đây phía sau truyền tống cho cho dù không đi đụng vào mì thịt bò cũng có thể từ nơi này món không trọn vẹn bất kham triệt để báo phế trong bồn tắm chứng kiến cái kia dường như chân thực phát sinh đã qua cái kia nho nhỏ năm hài đã từng không biết bao nhiêu lần trốn ở cái này bát dai thiên khí bồn tắm bên trong ở lần lượt hung hiểm tuyệt cảnh cùng thiên tai trước mặt lạnh run lại mỗi một lần đều gian nan còn sống ở nơi này bồn tắm mặt ngoài có cơn lốc cùng bạo cắt vết tích cũng có không gian phong bạo tê liệt vết thương càng nhiều hơn cũng là đến từ thuộc tính khác nhau, bất đồng tồn tại đáng sợ công kích. Kịch độc, trọng kích, ăn mòn, chỗ nào cũng có. Cái này báo phế bồn tắm, có thể nói thừa chịu quá nhiều nhiều lắm. Nhưng cùng lúc cũng nói, nho nhỏ này bồn tắm đã từng che chở cái kia nho nhỏ nam hài không biết bao nhiêu lần. Ta có nhiều như vậy bảo bối. Nhiều như vậy thứ tốt. Nhưng mà, lại chỉ có thể 733 xuất ra hai món đồ này tới cấp cái kia tiểu gia hỏa. Sư phụ, thật không phải là một cái xứng chức sư phụ a. À nhìn lấy cái này hai kiện vết thương chồng chất, càng là tràn ra mênh mông tuế nguyệt hơi thở vật phẩm, mì thịt bò trong lòng liền không nhịn được hiện lên sâu đậm hổ thẹn. Chính mình sở hữu số lượng cao thứ tốt, tùy tiện cầm nhất kiện đi ra, đều vượt xa cái này hùng đại bộ cùng bồn tắm, kết quả tuy nhiên cũng không có thể giao cho cái kia tiểu tiểu nam hài. Nhưng mà, cái kia tiểu tiểu nam hài là dựa vào cái này toàn bộ server người chơi đều bị chiến hùng bộ cùng tắm dùng bồn tắm, lẽ loi một mình, lấy nhân tộc chi khu, ở dường như tuyệt cảnh vạn ma giới bên trong gian nan cầu sinh, gắn gượng qua lần lượt hung hiểm cùng tuyệt cảnh. Sau đó, ở thất lạc thời đại, mang theo vô số hàng xa thế giới ức vạn cường giả, vô địch trở về. Cái này đã không chỉ là kỳ tích có thể giải thích. Cái này căn bản là dùng 10 bản tiểu thuyết đều viết không xong truyền kỳ bên trong truyền kỳ. Xuyên nhất hát gia trang bị, cam đứng đầu vô địch truyền thuyết. Không hổ là ngươi. Đồ nhi của ta. Chương 1874 Chiến hùng tộc, gấu chi luyện ngục. Nguồn Mê truyện audio.com đồ nhi, sư phụ vì ngươi mà tự hào. Mì thịt bò xóa đi nước mắt, vỗ ngực nhẹ nhàng mở miệng. Không có mạnh nhất trang bị, chỉ có người mạnh nhất. Cái này gấu thái bộ cùng bồn tắm, ở delta beta người chơi chiến hùng tộc trong tay chỉ có thể đem ra nhảy hát gia chi vũ cùng tắm. Nhưng mà ở đồ đệ của mình luyện ngục thủ bên trong, lại trợ hắn lần lượt vượt qua nguy cơ sinh tử, vượt qua nhỏ yếu nhất, gian nan nhất nhi đồng thời đại. Cuối cùng làm cho cái kia nho nhỏ năm hai thành tựu một thời đại vô địch hóa thân luyện ngục ma đế, vô địch trở về. Vô địch cùng hát gia sự chênh lệch, chính là khổng lồ như vậy đến vô biên. Mà lúc này, mì thịt bò cúi đầu, lại thấy được hai cái bình đài trong lúc đó, thình lình có một cái nho nhỏ ấn ký, mặt trên thình lình có một chữ. Luyện. Gì? Mì thịt bò sợ ngay người, vì vậy chậm rãi đi tới. Tự hồ là cảm nhận được mì thịt bò khí tức, cái này luyện chữ ấn ký, dĩ nhiên tự động vận chuyển, thời gian qua đi không biết bao nhiêu tuế nguyệt, lại như cũ trung thực thi hành lưu lại ấn ký này chủ nhân mệnh lệnh đem một đoạn lớn thanh âm chậm rãi truyền bá phóng ra mà cái này cái hơi thanh âm quen thuộc lại phát hình ra một đoạn làm cho mì thịt bò đều rung động lời nói có thể bước vào tồn tại của nơi này chẳng cần biết ngươi là ai xin không cần di chuyển cái này hai kiện vật phẩm cái này hai kiện vật phẩm là ta lưu cho đại ân công chiến hùng tộc nếu như không phải chiến hùng tộc xin không cần di chuyển đẩy cửa đá ra mời từ bên ngoài kích hoạt đồng thời mở ra cửa ra ly khai nếu không phải nghe khuyên nhủ mạnh mẽ đụng chạm tự gánh lấy hậu quả mà nếu như bước vào nơi này là chiến hùng tộc ân công nói tại hạ luyện ngục cảm ơn các ngươi là của các ngươi chiến hùng bộ cùng chiến hùng tộc thần thánh bồn tắm che chở ta vượt qua hàng vạn hàng nghìn nguy cơ cùng tuyệt cảnh cảm ơn e rằng ta không phải một gã chân chính chiến hùng tộc dũng sĩ nhưng mỗi một lần ta sắp gặp tử vong, rơi vào tuyệt cảnh thậm chí buông tha hy vọng thời điểm, chiến hùng bộ cùng thần thánh trong bồn tắm một câu nói kia, đều nhường ta lần thứ hai lấy dũng khí. Chiến hùng tộc, không bao giờ sợ hãi. Bảy chữ này, trợ giúp ta lần lượt vượt qua thời khắc gian nan nhất. Cũng để cho ta hiểu được sư phụ giao phó ta như thế nào chúc phúc cùng hy vọng. Sở dĩ, ta vẫn hy vọng ta có thể trở thành chiến hùng tộc một phần tử. Bởi vì trong lòng ta, làm sư phụ đem chiến hùng tộc hai món chí bảo này giao phó cho ta một khắc kia trở đi. Ta chính là chiến hùng tộc gấu chi luyện ngục mà ở lại chỗ này chiến hùng bộ chính là ta lưu cho chiến hùng tộc ân công bọn hậu bối sau cùng lễ vật chỉ có chân chính chiến hùng tộc mới xứng mặt vào cái này chiến hùng bộ cái này luyện chữ ấn ký phát hình hết đoạn này thanh âm sau đó sẽ theo tức phai nhạc xuống lại không có phản ứng xú tiểu tử thanh âm của ngươi thay đổi thành thục ngươi trưởng thành a mì thịt bò nghe vậy có chút quen thuộc rồi lại có chút biến hóa thanh âm, nhất thời không nhìn được cảm khái nói, nước mắt kém chút lại hạ xuống. Năm đó lúc chia tay, cái kia tiểu gia hỏa vẫn là một cái yếu đuối, căn bản không có bất luận cái gì một điểm sức chiến đấu tiểu nam hài. Mà sáng tạo truyền thuyết này di tích thời điểm, có thể đem đế viêm tinh huy cổ lửa, trở chú khí ma tâm tà kính, cực hung nước mười đồng trọng thủy bố trí thành ba đạo tuyệt sát bảy rập thời điểm, tiểu tử này, tất nhiên đã lớn lên thành nghịch thiên cường giả. Trong thời gian này vượt qua thời gian, sợ rằng cực kỳ dài lâu, e rằng ngàn năm, e rằng vạn năm, thậm chí mười vạn năm. Nhưng mà, mặc kệ trải qua bao nhiêu dài dòng tuế nguyệt, mặc kệ thay đổi cường đại cỡ nào, chưởng không thế nào nghịch thiên lực lượng. Tiểu tử này, nhưng Thủy Chung nhớ kỹ mình đương thời thuận miệng lừa dối chiến hùng tộc. Tiểu tử này căn bản không biết, cái này chiến hùng bộ cùng bồn tắm là mình từ gấu thái nơi đó cướp sạch tới được, sợ rằng vẫn luôn cho rằng là chiến hùng tộc cố ý tặng đưa cho hắn lễ vật cùng ân huệ. Sở dĩ tiểu tử này lao thẳng đến chiến hùng tộc, cũng làm làm hắn ân công, thậm chí chuyên môn thành lập như vậy một cái truyền thuyết di tích tới vị chiến hùng tộc lưu lại như vậy lễ vật ông cảm ơn chi tâm một năm là người tốt ông cảm ơn chi tâm mười năm là chân chính người tốt như vậy ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy chỉ là nghe nói lại có thể cảm ơn một trăm năm một ngàn năm một vạn năm thậm chí mười vạn năm đâu giờ khắc này mì thịt bò tam quan đều bị rung động thật sự có người có thể lòng mang tinh khiết chi tâm dài đến khá dài như vậy tuế nguyệt a không hổ là hắn xứng đáng là đồ đệ của mình. Không hổ là luyện tộc hảo Nam Nhi, năm đó này một đôi huynh đệ, đệ đệ trải qua khó có thể tưởng tượng đau khổ, rốt cuộc thành tựu vô địch tiên đế, sống lại ca ca mà ca ca cho dù sở hữu nghịch thiên chi lực, cho dù ở tương lai thành tựu càng thêm vô địch tồn tại, nhưng vẫn đem ân công chiến hùng tộc nhớ kỹ trong lòng khánh. Không nói có lực lượng. Chính mình hai cái đồ nhi phẩm cách, đã đủ có thể nói vô địch. Nếu là lão tử đồ nhi lưu cho chiến hùng tộc, cái kia thân là sư phụ ta, có thể cướp đoạt mọi người, lại duy chỉ có tuyệt đối không thể đụng vào cái này. Chết cũng không thể đụng vào. Mì thịt bò nhẹ nhàng nói nhỏ, lập tức ngẩng đầu lên nhìn trước mắt chiến hùng bộ, không phải, phải nói. Là luyện ngục chiến hùng bộ. Nếu là chính mình độ nhi luyện ngục lưu cho chiến hùng tộc lễ vật, vậy tuyệt đối nghịch thiên. Nếu như bình thường, mì thịt bò đã sớm cướp sạch. Nhưng mà, cái này một lần, mì thịt bò lại chấp nhất không gì sánh được, không lay động tuyệt đối sẽ không dây vào. Có lẽ có người sẽ nói mì thịt bò rất ngu thì tính sao đồ nhi ngốc làm sư phụ liền cùng đồ nhi cùng nhau ngốc phi ca lô nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện hoa tươi kẹo mút